Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 496. Dù sao cái này u thần ma quật, ngày thường hắc ám khí thức vô cùng là nồng nặc, người bình thường không cách nào đến gần, ở u thần ma quật chỗ sâu, cực hạn hắc ám tử địa, nhưng tạo ra liền một cái tinh thuần nguyên mạch. Làm điều này nguyên mạch, hiện ra nguyên khí linh chiều thời điểm, u thần ma quật sát khí, liền sẽ yếu bớt, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiến vào. Diệp Thần gật đầu một cái, liền ở lối vào chờ đợi nguyên khí linh chiều xuất hiện. Ước chừng gần nửa ngày sau này, chân trời xuất hiện một đạo màu trắng lưu quang, cấp tốc phóng tới, hạ xuống ma quật lối vào trước. Đó là một cái đồ trắng nhẹ nhàng thiếu nữ, da thịt ngọc trơn bóng trắng như tuyết, thấu rõ sáng sủa, thần quang chiếu sáng, như tiên như thần, mắt ngọc mày ngài, quanh thân băng hoàng khí tượng vờn quanh, lại là đảm nhiệm thiên nữ. Thấy đảm nhiệm thiên nữ hạ xuống, Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, thời khắc này thiên nữ, lại có thể so với trước kia trẻ rất nhiều, bề ngoài liền như một cái thanh thông tuổi đậu khấu thiếu nữ, thân xác tinh hoa linh khí, vậy vượt qua xa trước kia. Xem ra kiếm tử tiên trần, cho ăn nàng không thiếu thiên tài địa bảo. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, biết hôm nay kiếm tử tiên trần, vì nhúng kiếm, nhất định là không tiếc giá phải trả, đào tạo thiên nữ. Diệp Thần, lại gặp mặt. Thiên nữ con mắt nhìn về phía Diệp Thần, cười nói. Ngươi cầm ta đưa cho kiếm tử tiên trần, ta nhưng nhân họa đắc phúc, ha ha. Kiếm tử tiên trần cho ta vô số tài nguyên, ta ở dưới tay hắn ngày, có thể so với ở tử thần giáo đoàn sung sướng hơn. Diệp Thần cười nói, ngươi cho rằng hắn cho ngươi tài nguyên, không có bất kỳ giá nào sao. Cùng nhúng kiếm ngày bắt đầu, ta xem ngươi đến lúc đó, còn có thể không có thể cười được. Thiên nữ nghe Diệp Thần mà nói, trên mặt cũng là lồng lên một tầng âm hàn. Đúng là, nàng hôm nay nhìn như náo nhiệt, nhưng là trước khi chết dấu hiệu. Bất kể là Diệp Thần, vẫn là chính nàng, cũng có thể thấy tương lai vận mệnh hình ảnh. Tối đa không tới một năm thời gian, kiếm tử tiên trần bắt đầu nhúng kiếm, thiên nữ sẽ bị đưa vào hỏa lò bên trong đi, hoàn toàn đốt chết. Ta sẽ nghịch chuyển vận mệnh, ngươi chờ xem đi. Thiên nữ hừ một tiếng. Liền lại nữa lời nói, sải bước vào u thần ma quật bên trong. Nguyên khí linh chiều còn không xuất hiện, u thần ma quật bên trong, còn quanh quẩn thâm trầm hắc ám sát khí, nhưng thiên nữ tựa hồ có phòng vệ thủ đoạn, cũng không để bụng, trực tiếp tiến vào trong đó, trước một bước đến gần nguyên mạch. Diệp Thần vậy muốn đi vào theo, nhưng bị Thanh Sam Ngạn ngăn lại. Thanh Sam Ngạn nói, luân hồi chi chủ, không cần xung động, nàng coi như đi vào trước. Cũng không khả năng hoàn toàn hấp thu nguyên khí linh chiều. Nếu là nguyên linh tuôn ra hiện, nàng có thể sẽ còn bị nổ chết đâu, ha ha. Lần này nguyên khí linh chiều, nơi hiện ra nguyên khí, đem sẽ đặc biệt nồng nặc, thậm chí có thể đưa tới nổ. Cho nên, coi như thiên nữ đi vào trước, nàng cũng chưa chắc đòi được chỗ tốt. Diệp Thần trong lòng hơi định, liền tiếp tục tại chỗ chờ, dự định cùng nguyên khí linh chiều chân chính xuất hiện, lại vào đi cũng không muộn. Lại đợi gần nửa ngày thời gian, Diệp Thần thấy u thần ma quật nội bộ, hắc ám sát khí nhạt đi rất nhiều, toát ra từng luồng tinh thuần nguyên khí, như xương ải vậy chảy xuôi, điều này đại biểu, nguyên khí linh chiều sắp bộc phát. Suy suy, lúc này, bầu trời bên trong, lại có một hồi cấp tốc tiếng xé gió bắn tới. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh, phá không tới, một người trong đó, lại là Hàn Diễm. Hàn đệ, Diệp Thần thấy Hàn Diễm tới. Mười phần bất ngờ. Ở Hàn Diễm bên người, đi theo một cái người đàn ông trung niên. Cái đó người đàn ông trung niên, tướng mạo đường đường, vóc người to lớn, tuy đã che giấu hơi thở, nhưng hắn trong mắt bên trong, nơi lộ ra ác liệt mũi nhọn, nhưng lại như là sao vậy không che giấu được. Làm Diệp Thần thấy vậy người đàn ông trung niên trong mắt, giống như cảm nhận được liền vũ trụ biển cả mênh mông, thiên đế quân chủ uy nghiêm, bá đạo vô cùng. Vậy người đàn ông trung niên lại là một tôn thiên đế cường giả. Kiếm ma, đao thiên đế. Thanh Sam Ngạn thấy Hàn Diễm và vậy người đàn ông trung niên, nhất thời thất kinh. Đại ca, Hàn Diễm và vậy người đàn ông trung niên, đáp xuống, hắn thấy Diệp Thần sau đó, diễn cảm có chút kích động, muốn xông lên hỏi thăm sức khỏe, nhưng nhìn xem bên người đàn ông trung niên, tựa hồ có chỗ cố kỵ, lúng túng cười một tiếng, đứng tại chỗ. Hàn đệ, vị này là... người phụ thân sao? Diệp Thần thấy vậy, mơ hồ đoán được cái gì, nhìn về phía vậy người đàn ông trung niên,
càng xem càng cảm thấy đối phương sâu không lường được, hơi thở như vực sâu tinh thần, vĩ đại mênh mông, lại có thể cùng Nhâm Phi Phàm cũng giá tể khu. Ừ, Hàn Diễm lúng túng cười một tiếng. Thanh Sam Ngạn tiến lên một bước, hoảng vội vàng khom người thi lễ, hướng vậy người đàn ông trung niên nói, đạo tông đệ tử Thanh Sam Ngạn, gặp qua Đao Thiên Đế tiền bối. Người trung niên này nam tử, chính là Hàn Diễm phụ thân, Thiên Đao gia tộc gia chủ, Đao Thiên Đế Hàn Thần Cơ. Đao Thiên Đế gật đầu một cái, hướng Thanh Sam Ngạn nói, không cần đa lễ, thay ta hướng Quần Tinh Đạo Tổ hỏi thăm sức khỏe. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần, ôn hòa cười một tiếng, nói. Luân hồi chi chủ, nghe đại danh đã lâu, đa tạ ngươi những ngày qua thời gian, chiếu cố khuyển tử. Khuyển tử tánh tình xung động, nếu như có cái gì mạo phạm địa phương, xin thông cảm nhiều hơn. Diệp Thần nói, không dám, tiền bối nói đùa. Đao Thiên Đế nhìn xem Hàn Diễm, thở dài nói, lúc đầu ta cái này không ra hồn con trai, lại là kiếm ma chuyển thế, thật là không nghĩ tới. Khó trách, hắn từ nhỏ liền không thích luyện đao, chỉ thích luyện kiếm, lúc đầu sau lưng lại là này cùng nguyên nhân. Đã như vậy, ta cưỡng bách hắn cũng vô dụng. Hôm nay cha con chúng ta hai người, lại thuộc về tại tốt, ta sau này sẽ không lại cưỡng bách hắn học đao. Luân hồi chi chủ, người và khuyển tử coi như là kết nghĩa anh em bằng hữu, sau này xin ngươi chiếu cố nhiều hơn hắn. Như ngươi có khó khăn gì, cũng có thể cùng ta nói một tiếng, ta Thiên Đao gia tộc, từ đây liền đứng ở các ngươi luân hồi trận doanh bên này. Lúc đầu Hàn Diễm là kiếm ma chuyển thế, vậy thiên cơ nhân quả, khuếch tán ra sau đó, Đao Thiên Đế cũng là bắt được, nhất thời cũng biết, Hàn Diễm từ nhỏ không chịu luyện đao, cũng không phải cố ý không vâng lời hắn, mà là người mang kiếp trước nhân quả. Thân bất do kỷ. Ở biết một điểm này sau đó, hắn lập tức tìm về Hàn Diễm, hai cha con trai người tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hàn Diễm là hết sức khó xử, nói cha, chớ nói. Diệp Thần nhưng trong lòng thì đại hỉ, nếu là Thiên Đao gia tộc, đứng ở luân hồi trận doanh bên này, vậy hắn luân hồi trận doanh thế lực, liền có thể thật to tăng lên. Dẫu sao Đao Thiên Đế Hàn Thần Cơ, nhưng mà Thiên Đế bảng hạng trước ba nhân vật lớn, đã luyện thành vô tưởng một đao. Có thể cùng Thích Già Phật Tổ, Hồng Quân Lão Tổ địa vị ngang nhau tồn tại, hết sức lợi hại. Tiền bối, Hàn Đệ, chúc mừng cha con các ngươi đoàn viên. Diệp Thần cười chúc mừng một tiếng. Hàn Diễm càng cảm thấy lúng túng, ho khan một tiếng, đứng tại chỗ, hơi có điểm áy náy hình dáng. Đao Thiên Đế sử dụng một khối tinh thạch, giao cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đây là ta đưa cho ngươi một chút lễ ra mắt. Khối này thủy tinh bên trong. Hàm chứa ta một ít đao pháp cảm ngộ, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Diệp Thần ga một tiếng, nhận lấy vậy tinh thạch, tinh thần thoáng quét nhìn, liền cảm thấy một cổ bàng bạc mênh mông đao ý. Tinh thạch này bên trong, lại có thể hàm chứa vô tưởng một đao diệu pháp, là Đao Thiên Đế đối vô tưởng một đao lĩnh ngộ. Thủy tinh này, thật là thâm ảo đao ý. Đa tạ tiền bối tặng lễ. Diệp Thần biết thủy tinh này chân quý, lúc này chắp tay hướng Đao Thiên Đế nói cảm ơn. Đao Thiên Đế ha ha cười một tiếng, lại hướng Thanh Sam Ngạn nói, Thanh Sam công tử, ta nghe nói U Thần Ma Quật, sắp có nguyên khí linh sóng trào hiện, ta muốn để cho khuyển tử đi vào hấp thu một ít, coi là ở lớn đạo tranh phong bắt đầu trước, sau cùng rèn luyện. Đây là đại chủ tể chỉ thị viết tay, mời ngươi nhìn qua. Đao Thiên Đế lấy ra một giấy chỉ thị viết tay, giao cho Thanh Sam Ngạn. U Thần Ma Quật là đạo tông địa bàn, hết thảy do Thanh Sam Ngạn làm chủ. Hoàng lão thật ra thì vậy phân phó qua hắn, để cho hắn không muốn để cho những người khác đến gần U Thần Ma Quật. Cái này cũng là vì Diệp Thần và Thiên Nữ đánh cờ. Nhưng đại chủ tể chỉ thị viết tay hiển nhiên cao hơn do Thanh Sam Ngạn quá nhiều. Thanh Sam Ngạn nhìn chỉ thị viết tay, lập tức nghiêm nghị nói, nếu có đại chủ tể chỉ thị viết tay, vậy ta nhất định sẽ chiếu cố Hàn công tử. Hắn và Diệp Thần, Bùi Vũ Hàm, trong lòng đều là âm thầm khiếp sợ. Cái này Đao Thiên Đế, không hổ là Thiên Đế bảng hạng trước ba tồn tại, lại vẫn có thể bắt được đại chủ tể chỉ thị viết tay. Đao Thiên Đế ánh mắt nhìn một chút U Thần Ma Quật, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, nói. Động quật này bên trong, tựa hồ không hề thiếu ma hồn âm phách tồn tại. Thanh Sam Ngạn nói, U Thần Ma Quật quanh năm sát khí tràn ngập, nảy sinh xảy ra cái gì hắc ám ma vật, cũng là chuyện bình thường. Đao Thiên Đế lắc đầu một cái, nói, không phải. Không phải là đơn giản ma vật, là người sau khi chết hóa thành ma hồn,
là có trí khôn linh thức tồn tại. Thanh Sam Ngạn sửng sốt một chút, cũng nhớ tới liền rất nhiều truyền thuyết, nói có thể là năm đó Nguyên Linh Bạo, bị nổ chết đạo tông đệ tử, còn có hắc ám người hồn tộc, sau khi chết hóa thành ma hồn, ta cũng nghe qua một ít truyền thuyết, nhưng U Thần Ma Quật nội bộ, có ta đạo tông bố trí chân áp trận pháp, cho dù có cái gì ma hồn, vậy tàn phá không đứng lên. Đao Thiên Đế ý vị sâu xa cười một tiếng, nói chỉ sợ những cái kia trận pháp, đã mất đi hiệu lực. Ha ha, tóm lại các ngươi cẩn thận chút. Không chỉ là phải đề phòng ma hồn, còn phải phòng bị Nguyên Linh Bạo lại xuất hiện. Thanh Sam Ngạn nói, tiền bối, chúng ta sẽ chú ý. Đao Thiên Đế gật đầu một cái, liền hướng Hàn Diễm giao phó mấy câu, phân phó hắn chú ý, rồi sau đó liền xoay người đi. Ở Đao Thiên Đế sau khi đi, Diệp Thần lặng lẽ bóp vỡ thủy tinh trong tay, hấp thu ẩn chứa trong đó đao pháp nghĩa sâu xa. Đó là vô tưởng một đao nghĩa sâu xa, khoáng đạt, khổng lồ, thâm thúy, mênh mông, vô tư vô niệm, vô địch bá đạo. Diệp Thần trước kia đã tiếp xúc qua vô tưởng một đao, tuy còn xa xa không đạt tới đỉnh cấp cảnh giới, nhưng đã châm xuống thâm hậu căn cơ. Hiện tại, hắn đạt được Đao Thiên Đế nghĩa sâu xa truyền thụ, nhất thời như thể hồ quán đỉnh, đối vô tưởng một đao lĩnh ngộ, lại cao hơn một tầng lầu. Đại ca, nguyên khí linh triều xuất hiện. Không biết lĩnh ngộ bao lâu, Diệp Thần suy nghĩ, bị Hàn Diễm thanh âm kéo trở lại. Diệp Thần mở mắt vừa thấy, liền thấy U Thần Ma Quật bên trong, từng luồng tinh thuần nguyên khí, đã hội tụ thành thủy triều, rào trào đáng sôi trào, đem trong hang tất cả hắc ám sát khí, toàn bộ tách ra. Nguyên bản u ám giữ tợn U Thần Ma Quật, ở lớn tính nguyên khí nổi bật hạ, lập tức biến thành khói mù hòa hợp tiên cảnh. Nguyên khí không ngừng hiện lên, ở trong hư không huyễn hóa ra các loại khí tượng, tiên sơn lâu đài, long phượng trình tường, tường vân hà thải, trời xanh thanh mưa vân. Vân, cảnh tượng mười phần lộng lẫy. Chúng ta đi vào. Diệp Thần nhìn vậy không đoạn hiện lên nguyên khí, tâm nhọn tình cũng có điểm kích động, nếu là đem bên trong nguyên khí linh triều toàn bộ hấp thu, hắn tu vi tuyệt đối có thể đột phá. Lập tức, Diệp Thần sải bước vào U Thần Ma Quật bên trong. Hàn Diễm theo sát phía sau. Thanh Sam Ngạn vậy mang Bùi Vũ Hàm, đi vào theo, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, chú ý Nguyên Linh Bạo. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, đi vào U Thần Ma Quật bên trong, lập tức như cá vòi uống nước vậy, miệng to hô hấp thôn nạp đứng lên. Theo Diệp Thần hô hấp, đại lượng nguyên khí, điên cuồng dọc theo hắn lỗ mũi, tiến vào trong cơ thể hắn. Bàng bạc nguyên khí vào cơ thể. Diệp Thần nhất thời cảm thấy toàn thân dồi dào, đan điền linh khí không ngừng tăng lên, đã bắt đầu đánh vào tiên đế cảnh giới. Tiên đế cảnh giới, là vô lượng cảnh cuối cùng một tầng. Vốn là, muốn bước vào này cùng cảnh giới, cần đặc thù thời cơ, chứng đạo lĩnh ngộ. Nhưng, nếu như hấp thu nguyên khí, đủ dư thừa mãnh liệt nói, vậy không cần chứng đạo, cũng có thể cưỡng ép đánh vào đột phá. Hiện tại U Thần Ma Quật bên trong nguyên khí linh triều, liền có thể thỏa mãn Diệp Thần cần. U Thần Ma Quật lớn vô cùng, một nơi hang núi liền trước một nơi hang núi, toàn thể kết cấu như một cái tổ ong, đường xá chi chít. Diệp Thần điên cuồng hấp thu dưới chân hắn nơi này hang núi nguyên khí năng lượng, liền toàn bộ bị hắn hấp thu hết. Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, cũng không kịp hấp thu nhiều ít. Đại ca, cũng quá xem nhẹ tàn nhẫn, chừa chút cho ta à. Hàn Diễm không biết làm sao nói. Diệp Thần cười một tiếng, nói, không cần phải gấp gáp, nơi khác còn có. Cái này U Thần Ma Quật cực lớn, người so sánh với, nhỏ bé như bụi nhỏ. Tổ ong cấu tạo U Thần Ma Quật, có hang núi, sợ là có mấy chục ngàn cái nhiều, hôm nay nguyên khí linh sóng trào hiện, mỗi cái hang núi đều tràn đầy đại lượng nguyên khí. Đây là ngàn năm mới gặp cơ hội. Thanh Sam Ngạn nói, luân hồi chi chủ, vậy chúng ta liền tách ra hành động, mỗi người hấp thu. Nhưng, lần này nguyên khí linh triều, so trước kia nồng nặc nhiều, rất có thể đưa tới nguyên linh nổ. Nếu như các ngươi cảm thấy được có cái gì nổ dấu hiệu, lập tức liên lạc ta. Thanh Sam Ngạn sử dụng ba đạo đưa tin phù, phân biệt giao cho Diệp Thần, Hàn Diễm và Bùi Vũ Hàm. Diệp Thần gật đầu một cái, cầm đưa tin phù, đi liền cái khác hang núi hấp thu nguyên khí. Thanh Sam Ngạn, Hàn Diễm, Bùi Vũ Hàm ba người, cũng là hành động phân tán. Diệp Thần một mình đi tới một cái trong hang núi, hô hấp thôn nạp, trực tiếp sử dụng Bắc Minh nuốt trời pháp, tăng tốc độ hấp thu.
Ngay chớp mắt, hắn lại đem một cái hang núi nguyên khí linh triều, hoàn toàn ép khô. Diệp Thần liền chuẩn bị đi hạ một nơi, nhưng lúc này, hắn nhưng phát hiện, hắn đất dưới chân trên, khắc một đạo trận pháp. Trận pháp này, mang theo loại nào đó trấn áp lực lượng, lộ vẻ lại chính là Thanh Sam Ngạn nói, đạo tông đặc biệt bố trí trấn áp trận pháp, dùng để trấn áp khả năng tồn tại ma hồn cùng không rõ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng là phát hiện, trận pháp xuất hiện tan vỡ. Hoặc là chính xác mà nói, là lớn dạn nứt. Ở U Thần Ma Quật chỗ sâu, tựa hồ tồn tại loại nào đó cường đại lực lượng, xé mặt đất, liên quan để cho rất nhiều đạo tông trận pháp, đều nứt ra. Là nguyên mạch lực lượng sao? Vẫn là cái gì quỷ dị tồn tại? Diệp Thần trong lòng ngầm ám phòng bị, xem ra cái này U Thần Ma Quật, không phải hắn bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần tiếp tục đi hạ một nơi hang núi, hấp thu nguyên khí. Như vậy một đường điên cuồng hấp thu, Diệp Thần rất nhanh hấp thu trên trăm cái hang núi nguyên khí năng lượng, hắn cảm thấy tiên đế cảnh giới vách ngăn, đã sắp phá vỡ. Vô lượng cảnh 9 tầng trời, cảnh giới này, gần ngay trước mắt. Rất tốt, rốt cuộc sắp đột phá. Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức đi U Thần Ma Quật chỗ sâu, hắn có thể cảm giác được. Càng chỗ sâu địa phương, càng đến gần nguyên mạch địa phương, nguyên khí linh triều năng lượng, thì càng dư thừa đậm đà. Chỗ này nguyên khí, đúng là hùng hậu, mộ chủ, người tận lực hấp thu, ở trong người đánh hạ vững chắc nguyên khí căn cơ, lại học ta độc thuật, vậy thì đơn giản hơn. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần cảm nhận được nơi này dư thừa nguyên khí năng lượng, cũng là chặc chặc lấy làm kỳ. Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp tục đi sâu vào. Đi tới một nơi nguyên khí linh triều dị thường đậm đà hang núi. Cái này trong hang núi nguyên khí năng lượng, ngưng kết thành thủy tinh giao chất vậy tồn tại, đang chậm rãi lưu động, năng lượng dư thừa, so với bên ngoài giống vậy hang núi, ít nhất phải nồng nặc 10 lần. Phụ thân, ta cũng muốn hấp thu. Luân hồi mộ địa bên trong, tiểu cấm yêu cảm nhận được cái này dư thừa nguyên khí, cũng là chảy nước miếng. Đứa nhỏ, đừng nóng, trước cho ta đột phá nói sau. Diệp Thần nhếch mép, hiện tại trọng yếu nhất, chính là để cho hắn đột phá tu vi. Nơi này tất cả nguyên khí năng lượng, hắn phải toàn bộ hấp thu được mình trong cơ thể, tạm thời cũng không có dư thừa, có thể cung cấp tiểu cấm yêu hấp thu. Được rồi, màn. Tiểu cấm yêu không biết làm sao bĩu môi, vẫn là thấy thèm hình dáng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Bắc Minh nuốt trời pháp, bắt đầu hấp thu chung quanh nguyên khí. Nguyên khí không ngừng hấp thu, Diệp Thần tinh thần sướng thoải mái, cả người trước đó chưa từng có thoải mái. Phụ thân, thật giống như có cái gì quỷ dị đồ dựa vào tới. Nhưng vào lúc này, tiểu cấm yêu lại đột nhiên thét lên, tựa hồ phát hiện có cái gì vật cổ quái. Diệp Thần mở mắt vừa thấy, nhưng cảm nhận được bốn phương tám hướng, truyền đến từng trận âm phong. Rồi sau đó, hắn chính là thấy, có tất cả hình người ma hồn, đang chiếm đất phiêu bay tới. Cái này mọi người hình ma hồn, đều là yên lặng không tiếng động, ánh mắt trống rỗng, thần tình lạnh lùng đến đáng sợ. Bọn họ phiêu bay tới, nhưng không trực tiếp công kích Diệp Thần, mà là quỷ dị dung nhập vào trong hang núi nguyên khí linh triều bên trong. Nguyên bản như thủy tinh vậy thấu rõ tinh khiết nguyên khí, bởi vì những thứ này ma hồn dung nhập vào, lập tức đổi được cho đen đứng lên, thật giống như trộn lẫn vào rất nhiều cho tàn. Diệp Thần đang hấp thu nguyên khí, những thứ này cho đen nguyên khí. Liền đột nhiên chui vào trong cơ thể hắn. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, lập tức cắt đứt hấp thu, nhưng vẫn là hút vào không thiếu cho đen nguyên khí. Những thứ này cho đen nguyên khí, một xông vào hắn trong thân thể, trong thoáng chốc, quỷ dị năng lượng, liền ở Diệp Thần trong cơ thể nổ lên. Diệp Thần đầu óc bên trong, xuất hiện ảo ảnh, thật giống như thấy được u minh địa ngục cảnh tượng, thiên thiên vạn vạn ma hồn, ở thê lương gầm thét. Kịch liệt gầm thét. Cơ hồ muốn biến dạng Diệp Thần tinh thần. Hắn rên lên một tiếng, lập tức vận chuyển võ tổ đạo tâm, ổn định tinh thần. Thế nhưng vô số ma hồn gầm thét, còn đang kéo dài trước. Vô số ma hồn sôi trào vây quanh dưới, chậm rãi đống ra một cái ma hoàng quân chủ vậy bóng người. Cái này đạo ma hoàng quân chủ vậy bóng người, quay đầu nhìn Diệp Thần, một cặp tròng mắt, lại là quyết tử ma nhãn. Vậy ma hoàng ngũ quan mặt mũi. Vậy để cho Diệp Thần vô cùng rung động. Lại là hồn thiên đế. Hồn thiên đế sắp ra đời. Nếu là hồn thiên đế ý chí,
ở Diệp Thần đầu óc bên trong ra đời, vậy sợ rằng phải đem hắn thần hồn nghiền bạo. Vô tưởng một đao, phá cho ta. Diệp Thần trong lòng quát to một tiếng, võ tổ đạo tâm vận chuyển tới trình độ cao nhất, tinh thần ý chí lại ngưng luyện thành một đạo đao mang, chém về phía thức hải bên trong, vậy hồn thiên đế bóng người. Hồn thiên đế bóng người, chưa tạo thành. Diệp Thần vô tưởng một đao, uy mãnh bá đạo, long trời lở đất, một đao liền đem hồn thiên đế chém chết, vậy chém chết liền rất nhiều ma hồn. Hắn thức hải, khôi phục trong sạch. Nhưng cái này một đao, tương đương với từ chém thần hồn, hắn chỉ cảm thấy tinh thần biến dạng vậy đau đớn, đầu cũng mau rạn nứt. Diệp Thần mở mắt ra, cặp mắt liền chảy ra một nhóm máu loáng, mười phần dữ tợn đáng sợ. Hồn thiên đế tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần khẽ cắn răng, thật sâu cảm thấy nguy hiểm cùng quỷ dị. Đạo tông trận pháp tan vỡ, che giấu ở u thần ma quật chỗ sâu ma hồn, quả nhiên liền nhô ra. Bất quá để cho Diệp Thần khiếp sợ, là những thứ này ma hồn bên trong, lại có hồn thiên đế tồn tại. Theo bản năng, Diệp Thần liền muốn rời đi, bởi vì quá nguy hiểm. Nhưng nguyên khí linh triều, năng lượng như vậy dư thừa, hắn còn không có hấp thu đủ, tu vi vậy còn không đột phá. Há có thể cam tâm rời đi. Mộ chủ, ta tới bảo vệ ngươi, ngươi tiếp tục hấp thu nguyên khí. Mới vừa ngươi thấy hồn thiên đế, hẳn không phải là hồn thiên đế, chỉ là một cái ma hồn ngụy trang, không nên quá lo lắng. Đây là, độc thủ dược thần lên tiếng nói. Hắn nhận biết, so Diệp Thần bén nhạy hơn, tựa hồ nhìn thấu mới vừa mới xuất hiện ở Diệp Thần trong thức hải hồn thiên đế, cũng không phải là cái gì chân thực tồn tại, mà là ngụy trang. Phải không? Diệp Thần biểu thị hoài nghi, nhưng có độc thủ dược thần cam kết bảo vệ, hắn vậy yên tâm không thiếu. Tiền bối, vậy thì làm phiền ngươi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, vận chuyển luân hồi huyết mạch năng lượng, điều chỉnh mới vừa bị tổn thương tinh thần, rồi sau đó tiếp tục đi cái kế tiếp hang núi. Cái hang núi này linh khí, so với mới vừa cái sơn động kia, còn muốn đậm đà một ít, nguyên khí bên trong hàm chứa tử mang tinh hoa, dư thừa vô cùng. Diệp Thần liền ngồi xếp bằng xuống hấp thu, độc thủ dược thần thì ngưng thần bảo vệ. Từng luồng nguyên khí, không ngừng tiến vào Diệp Thần bên trong kinh mạch, hắn cảm thấy vậy tiên đế cảnh giới vách ngăn, đã sắp hoàn toàn tan vỡ. Vô lượng cảnh tới cảnh giới cao, xúc tu có thể đụng. Mà vào lúc này, Diệp Thần nghe được một hồi sợ hãi tiếng thét chói tai. Vậy lại là ma nữ Bùi Vũ Hàm thanh âm, đang ở phụ cận cách đó không xa. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần nhất thời nhướng mày một cái. Vậy ma nữ tựa hồ bị âm hồn vây. Độc thủ dược thần ánh mắt nhìn về thanh âm phát ra phương hướng, mơ hồ cảm nhận liền cái gì. Nàng hiện tại cũng không thể chết. Diệp Thần nhớ lại võ tổ, lập tức đứng dậy, hướng Bùi Vũ Hàm tiếng thét chói tai phát ra địa phương đi tới. Ở xuyên qua mấy cái hang núi sau đó, Diệp Thần đi tới một cái chật hẹp trong sơn động, nhưng cảm thấy có mấy chục đầu ma hồn. Khuôn mặt vùng vẫy, trầm thấp gầm thét, điên cuồng vây công trước một người cô gái. Phụ nữ kia chính là Bùi Vũ Hàm, ở rất nhiều ma hồn dưới sự vây công, nàng kinh hoàng không trạng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thần sắc, sợ hãi được có chút ra tầm thường. Theo lý mà nói, Bùi Vũ Hàm là có thể ở rừng rậm bóng tối bên trong còn sống sót cường giả, nàng đạo tâm 10 phần bền bỉ, vậy ma vật căn bản không có thể xâm hại nàng. Trước đây nàng đạo tâm dao động, cam nguyện làm nô. Là bởi vì là quý dịch là ban thiên đế đệ tử, mà ban thiên lão quyết đánh giết thủ đoạn, hết sức lợi hại, đặc biệt ăn mòn người đạo tâm, nàng không ngăn được cũng không hiếm lạ. Nhưng hiện tại, những thứ này giống vậy ma hồn, lại có thể vậy để cho nàng như vậy sợ hãi, thật là làm người kỳ quái. Ở rất nhiều ma hồn dưới sự vây công, Bùi Vũ Hàm quần áo đều sắp bị moi tồi tệ, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, uyển chuyển dáng vẻ bại lộ không bỏ sót. Hồn thiên đế, hồn thiên đế. Luân hồi chi chủ, cứu ta, cứu ta. Bùi Vũ Hàm trong miệng lẩm bẩm, thấy Diệp Thần đến, lại thích xem thấy cứu tinh vậy, kêu to lên. Diệp Thần nghe được nàng nói tới hồn thiên đế, nhất thời trong lòng rét một cái. Chẳng lẽ, Bùi Vũ Hàm sợ hãi như vậy, là bởi vì là hồn thiên đế ảnh hưởng. Phật Pháp, chiếu kiến hư không, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng. Lập tức thi triển ra Phật tổ chân kinh bên trong thần thông, Phật quang màu vàng nổ tung, ở trong sơn động hiển hóa ra Bồ Tát vĩ đại bóng người, Phật quang chiếu sáng. Nóng rực Phật quang chiếu rọi xuống, vậy
vây công Bùi Vũ Hàm rất nhiều ma hồn, rối rít thét lên bị hòa tan, suy suy vang dội, hóa thành khói đen tan mất. Bùi Vũ Hàm thoát khốn, gương mặt một phiến trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Thế nào, hồn thiên đế ở nơi nào? Diệp Thần sải bước đi qua, tra hỏi nói. Bùi Vũ Hàm hai tay ôm trước đầu gối, cả người run rẩy, nói, mới vừa. Ở ta đầu óc bên trong, hắn đánh ta một chưởng, đau, thật là đau. Bùi Vũ Hàm thanh âm vô cùng thống khổ, ưỡn ưỡn thân thể, liền thấy ở nàng nơi ngực, nhưng là có một đạo dữ tợn màu đen trưởng ấn. Cái này đạo màu đen trưởng ấn, tràn đầy quỷ dị không rõ hơi thở, sương mù lượn lờ, trong trưởng ấn tựa hồ mang theo một cái kinh khủng dữ tợn mặt người đồ đằng. Đó là hồn thiên đế mặt người. Ta phải chết. Bùi Vũ Hàm thân thể mềm mại run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì trên ngực màu đen trưởng ấn. Vậy hắc ám không rõ sát khí, đang không ngừng ăn mòn lòng nàng phổi, nàng cảm thấy mình sinh mạng hơi thở, đang không ngừng trôi qua. À, lại là thiên ma phệ hồn tay. Độc thủ dược thần thấy cái đó màu đen trưởng ấn, tựa hồ là nhận ra, thất kinh. Cái gì thiên ma phệ hồn tay? Diệp Thần hỏi, hắn thử nghiệm đụng chạm một tí Bùi Vũ Hàm ngực màu đen trưởng ấn, liền cảm thấy bên trong hàm chứa hắc ám sát khí, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí như rắn độc vậy. Muốn dọc theo bàn tay hắn, cắn trả tới đây, kinh được hắn vội vàng đem bàn tay lùi về. Độc thủ dược thần nói, đó là hồn thiên đế sáng chế võ kỹ, là 33 thiên thần thuật một trong, lực sát thương dị thường đáng sợ, một trưởng giết ra, có thể chiếm đoạt người hồn. Diệp Thần nói, 33 thiên thần thuật. Cái này Bùi Vũ Hàm, quả nhiên là bị hồn thiên đế gây thương tích sao? Hồn thiên đế ở nơi này. Độc thủ dược thần lắc lắc đầu nói, không phải. Nếu như là hồn thiên đế ra tay, coi như là một chút nông cạn ý chí, cũng không phải các ngươi có thể chịu đựng. Ta phỏng đoán, nơi này chắc có hồn thiên đế hậu duệ con dân, hơn nữa tín ngưỡng đặc biệt kiên định, thành kính vô cùng, có thể tu thành thiên ma phệ hồn tay. Thiên ma này phệ hồn tay, uy lực to lớn, cũng chỉ có nhất kiên định hắc ám tín đồ, không có một chút điểm tư tâm tồn tại, đạt được hồn thiên đế đồng ý, mới có thể tu luyện thành công. Chính là vậy cửu thiên phục long giáo giáo chủ, cửu họa thương long, hắn đều không tư cách tu luyện thiên ma phệ hồn tay, bởi vì hắn tín ngưỡng, còn chưa tới tuyệt đối tinh khiết, tuyệt đối cuồng nhiệt bước, cũng không chịu là hồn thiên đế vứt bỏ tất cả, hắn còn có tư lợi. Diệp Thần nghe được độc thủ dược thần một phen, sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống, nói, xem ra cái này u thần ma quật, sau lưng ẩn núp nhân vật, tuyệt không đơn giản. Độc thủ dược thần nói, đó là tự nhiên, người hiện tại. Muốn thay ma nữ này Bùi Vũ Hàm trị liệu không? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói ta võ tổ sư tôn, tựa hồ rất quan tâm nàng sống chết. Chí ít hôm nay, ta không thể để cho nàng chết. Thật ra thì ở Diệp Thần trong lòng, hắn cũng không để bụng Bùi Vũ Hàm sống chết, chỉ là sợ Bùi Vũ Hàm chết, sẽ ảnh hưởng hắn võ tổ sư tôn đạo tâm ổn định. Lập tức, Diệp Thần liền vận chuyển bát quái thiên đan thuật, đạo tông chú đan thuật, Phật tổ chân kinh vân. Vân thuật pháp, thử nghiệm chữa trị Bùi Vũ Hàm thương thế. Nhưng mà, Bùi Vũ Hàm bị thiên ma phệ hồn tay gây thương tích, trên ngực màu đen trưởng ấn, dữ tợn mãnh liệt, cho dù là Diệp Thần rất nhiều trị liệu thuật pháp, cũng không có đưa đến cái gì hiệu quả. Thấy vậy, Diệp Thần nhướng mày một cái, xem ra muốn trị liệu Bùi Vũ Hàm, so hắn tưởng tượng còn phải gian nan. Độc thủ dược thần nói, muốn trị liệu thiên ma phệ hồn tay tạo thành thương thế, tu được độc công độc. Đem người bảy tim rắn hoa lan, hủ cốt hu hoa, quỷ đèn cỏ, câu hồn quả và u đèn khuẩn, toàn bộ nhai nát vụn thành nước ép, một nửa thoa ngoài ra, một nửa cho nàng bên trong uống, như vậy là được chậm tách ra thiên ma phệ hồn tay ăn mòn, cứu vãn tánh mạng của nàng. Diệp Thần nghe độc thủ dược thần nói đồ, bảy tim rắn hoa lan, hủ cốt hu hoa, quỷ đèn cỏ vân. Vân, đều là cỏ độc chân kinh bên trong ghi lại độc tài, độc tính vô cùng mãnh liệt. Ta đi nơi nào tìm như thế nhiều cỏ độc dược liệu. Trước không nói độc thủ dược thần lấy độc công độc phương pháp, rốt cuộc có hiệu quả hay không, chỉ là theo như lời hắn cỏ độc dược liệu, Diệp Thần sẽ không biết đi nơi nào tìm. Độc thủ dược thần nói, không cần tìm, những thứ này cỏ độc dược liệu mặc dù thưa thớt, nhưng ta có thể thông qua ảo tưởng tạo vật thuật pháp, trực tiếp sáng tạo ra. Dừng một chút, độc thủ dược thần hướng ở gió tiếng nói hồ tiên bên trong tắm tiểu cấm yêu nói. Đứa nhỏ, cho ta ngươi một giọt máu. Tiểu cấm yêu sợ hãi nói, không muốn, ta sợ đau.
nói xong cũng muốn chui vào trong nước đi. Độc thủ dược thần khẽ mỉm cười, bàn tay cách không một chảo, liền đem tiểu cấm yêu chộp được trong tay, xem lão ưng bắt gà con vậy. Phụ thân, cứu ta! Tiểu cấm yêu ô oa kêu to, hiển nhiên là 10 phần sợ. Dẫu sao độc thủ dược thần là một đời độc thần, trên người hắn tản ra kịch khí độc tức, chân thực để cho người không dám thân cận. Diệp thần thấy vậy, cũng có chút sở khóc sở cười. Chỉ gặp độc thủ dược thần đưa ra gầy đét tay, móng tay như dao nhọn vậy, mang một món hắc mang, ở tiểu cấm yêu trên cánh tay rạch một cái. Một cái huyết tuyến hiện lên. Tiểu cấm yêu thật ra thì không hề đau, nhưng ở độc thủ dược thần hơi thở dưới sự uy hiếp, vẫn là hù được oa oa kêu to. Độc thủ dược thần lấy tiểu cấm yêu mấy giọt máu, đem hắn ném về gió tiếng nói hồ tiên bên trong đi, rồi sau đó không trung lẩm bẩm nói nhỏ, ngâm sướng ra tạo vật thần chú. Trong hư không, nổi lên từng bụi cỏ độc dược liệu hư ảo hình ảnh, chính là 7 tim rắn hoa lan, hủ cốt hư hoa, quỷ đèn cỏ vân. Vân độc tài. Rồi sau đó, những cái kia cỏ độc dược liệu, lấy được độc thủ dược thần năng lượng bơm vào, còn có tiểu cấm yêu khí huyết bơm vào, rất nhanh liền từ hình ảnh hư ảo, biến thành chân thực tồn tại, tản mát ra yêu dị thảo dược mùi. Ngón này ảo tưởng tạo vật thuật pháp, độc thủ dược thần thi triển được nước chảy mây trôi. Trên lý thuyết, chỉ cần tài nguyên đủ, có thể dựa vào ảo tưởng, sáng tạo ra bất kỳ đồ. Ví dụ như luân hồi vãng thế thư, rừng rậm sách, thập vĩ thần thú, quang minh chi tâm vân. Vân, đều là ảo tưởng tạo vật, có chút đã thực hiện, có còn chỉ là một ảo tưởng khái niệm. Còn có thiên tội cổ kiếm, thiên ma tinh hải, thiên đế kim luân, viêm hoàng đế ấn vân. Vân, tất cả đều là dựa vào ảo tưởng chế tạo ra đồ. Sức người có nghèo, thần lực lượng, cũng có cực hạn, không cách nào chế tạo ra quá mức phức tạp đồ, nhưng ảo tưởng là vô cùng. 7 tim rắn hoa lan, hủ cốt hư hoa, quỷ đèn cỏ các loại dược liệu, lấy trước mắt độc thủ dược thần còn sót lại tu vi, vậy đủ chế tạo ra tới. Tới, đây cũng là, cầm đi. Nhai nát vụn thành nước ép, một nửa thoa ngoài ra, một nửa cho nàng bên trong uống, thì có thể chữa khỏi nàng. Nếu là không có gặp phải ta, có thể nàng hôm nay chính là cục hẳn phải chết. Độc thủ dược thần đem chế tạo ra dược liệu, toàn bộ giao cho Diệp thần. Được, tiền bối, đa tạ. Diệp thần nhận lấy dược liệu, liền đem từng bụi dược liệu, mình trước thả vào trong miệng nhai nát. Tất cả dược liệu toàn bộ nhai nát vụn sau đó, Diệp thần miệng bên trong, nhất thời có chứa tràn đầy cổ độc nước ép. Cái này độc nước ép năng lượng, là như vậy khủng bố, Diệp thần chỉ là ngậm trong miệng, liền cảm thấy toàn bộ miệng đều phải mục nát hết, kịch độc mùi đánh vào lỗ mũi, thẳng xông lên linh hồn, thiếu chút nữa cầm hắn xông chết rồi, có chút độc nước ép dọc theo cổ họng thấm vào đến dạ dày của hắn bên trong, hắn chỉ cảm thấy liền một cổ kịch liệt đến khó mà hình dung đắng chát và hôi thối, thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra. Thật may Diệp thần tu luyện đạo tâm loại ma quyết, hắn vận chuyển đạo tâm loại ma quyết, đem vậy độc nước ép tản ra kịch khí độc vị toàn bộ hấp thu hết, hóa thành chất dinh dưỡng. Ở đạo tâm loại ma quyết vận chuyển sau đó, hắn thoáng chốc tới giữa, liền cảm thấy trong miệng ngậm độc nước ép không khổ, thật giống như biến thành thế gian ngon nhất quỳnh tương, hận không được trực tiếp nuốt xuống. Đối tu luyện đạo tâm loại ma quyết người mà nói, thế gian bất kỳ mang độc đồ, đều là tuyệt phẩm món ăn ngon món ngon. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vạn cổ năm tháng tới nay, phần lớn tu luyện đạo tâm loại ma quyết người, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tìm tất cả loại độc vật tới chiếm đoạt, cuối cùng đưa đến độc tố lắng đọng, tích lũy thành nghiệt chướng, rồi sau đó bùng nổ, ở cực đoan trong thống khổ chết đi. Dĩ nhiên, Diệp thần có luân hồi huyết mạch, vậy không sợ đạo tâm loại ma quyết tác dụng phụ. Hắn đem trong miệng độc nước ép, khạc ra một nửa, nâng ở trong tay, rồi sau đó chậm rãi đắp đến Bùi Vũ Hàm trên ngực. À! Ở độc nước ép đắp đi lên ngay tức thì, Diệp thần nghe được một tiếng cực kỳ nhọn kêu thảm thiết. Cái này kêu thảm thiết, cũng không phải Bùi Vũ Hàm phát ra, mà hình như là hồn thiên đế tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp từ màu đen kia trong trưởng ấn phát ra, đặc biệt quỷ dị. Thần kỳ một màn vậy đi theo xảy ra, Diệp thần đắp trên độc nước ép sau đó, Bùi Vũ Hàm trên ngực màu đen trưởng ấn, nhất thời liền nhạt đi xuống. Bùi Vũ Hàm hừ nhẹ rên rỉ một tiếng, sắc mặt cũng là hòa hoãn đứng lên, không mới vừa thống khổ như vậy. Có hiệu quả. Thấy vậy, Diệp thần mừng thầm trong lòng, độc thủ dược thần lấy độc công độc phương pháp, quả nhiên hữu dụng. Còn có một nửa,
cho nàng bên trong uống. Độc thủ dược thần trầm tĩnh nói. Diệp thần gật đầu một cái, nhưng gặp Bùi Vũ Hàm nửa ngủ nửa tỉnh, một bộ yếu ớt hình dáng, hắn trong miệng còn dư lại một nửa đống nước ép, nhưng là khó mà cho nàng uống vào. Nghĩ hết tất cả biện pháp đưa qua, mau, chậm liền không còn kịp rồi. Độc thủ dược thần thúc giục. Diệp thần gật đầu, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, liền con ngươi đông lại một cái, linh lực hội tụ ra, đem một hơi độc nước ép toàn bộ chuyển vận đến miệng của nàng bên trong đi. Độc nước ép từ Bùi Vũ Hàm miệng, chảy vào nàng bên trong thân thể, nàng trên ngực màu đen trưởng ấn, dấu vết liền chậm rãi nhạt đi đi xuống. Bùi Vũ Hàm nửa tỉnh nửa mê lúc đó, mở mắt thấy Diệp thần gương mặt, lại cảm nhận được vậy bốn môi chạm nhau mềm mại, chỉ cho rằng thân trong mộng. Diệp thần lại thi triển đạo tông chú đan thuật, khu trừ Bùi Vũ Hàm trong cơ thể còn sót lại sát khí, nàng sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, nhưng kỳ quái chính là, giữa trán còn bảo bọc một tầng u ám khí, quanh quẩn không tiêu tan. Gay gâu, vẫn là trễ. Thiên ma này phệ hồn tay, không hổ là 33 thiên thần thuật, lực sát thương so ta tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Độc thủ dược thần thấy vậy, thở dài một cái, nói, ngày trước ma phệ hồn tay sát khí, đã ăn mòn đến ma nữ này đạo tâm bên trong. Nàng bề ngoài tuy không có vết thương, nhưng đạo tâm bị thiên ma sát khí bao phủ, không ra mấy ngày, tâm hỏa tắt, chính là nàng ngày rỗ. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Hiện tại ma nữ Bùi Vũ Hàm cũng không thể chết, nếu không ắt phải ảnh hưởng võ tổ đạo tâm. Độc thủ dược thần trầm ngâm một hồi, nói, còn có một biện pháp cuối cùng, ta trên đầu, còn cất giữ có năm đó luyện chế si tình cổ. Cái này si tình cổ, có thể để cho người khăng khăng một mực yêu mình. Phải biết, một chữ tình, nhất là dắt động lòng người, tâm trạng chập chờn vậy nhất là mãnh liệt. Chỉ muốn ma nữ này, trong lòng có nơi yêu người, liền ngang hàng có hải đăng, tâm hỏa liền vĩnh viễn cũng sẽ không tắt, nàng coi như bị thiên ma phệ hồn ăn mòn, vậy sẽ không chết. Năm đó vì để cho thần tuyết giao cơ hội tâm chuyển ý, độc thủ dược thần hao phí vô số tài nguyên giá phải trả, luyện chế được si tình cổ, đáng tiếc còn không dùng, hắn liền bị hoa tổ đánh chặn đường. Vậy si tình cổ, hắn niêm phong cất giữ đến hiện tại, ở năm tháng mài mòn hạ, hiệu quả nhất định là kém hơn đỉnh cấp thời điểm, nhưng muốn ở Bùi Vũ Hàm trên mình có hiệu lực, nhưng là dư sức có thừa. Dẫu sao, năm đó độc thủ dược thần luyện chế si tình cổ, là hướng về phía mị hoặc thần tuyết giao cơ đi, người sau nhưng mà thiên đế cảnh cao cấp cao thủ. Vậy si tình cổ, cả ngày đế cảnh cường giả đạo tâm, đều có thể mị hoặc, đừng nói Bùi Vũ Hàm. Diệp thần ngẩn ngơ, nói, vậy xuống cổ sau đó, ma nữ này sẽ yêu ai? Độc thủ dược thần móc ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, chỉ gặp trong hộp đựng một cái thủy tinh vậy trong suốt cổ trùng, hình dáng như giọt lệ, chậm rãi ngọa nguậy, hắn nói. Ta luyện chế si tình cổ thời điểm, bày ra nặng trọng nhân quả luật, hạ cổ sau đó, mục tiêu sẽ khăng khăng một mực yêu hạ cổ người. Mộ chủ, người tới đây cổ đi. Đem điều này cổ trùng, thả vào nàng trên ngực là được. Liền muốn đem hộp giao cho Diệp thần. Diệp thần khoát tay lia lịa, nói, không được, không được, làm sao có thể do ta tới hạ cổ. Ma nữ thân phận quá đặc thù, nàng cùng ta võ tổ sư tôn, có thiên ti vạn lũ liên lạc, ta không thể để cho nàng yêu ta, nếu không ân oán dây dưa không rõ, phiền toái vô cùng. Độc thủ dược thần nói, vậy tổng không thể ta ra tay đi. Diệp thần nhướng mày một cái, dĩ nhiên cũng không tiện để cho độc thủ dược thần ra tay. Hắn suy nghĩ một chút. Ánh mắt nhìn về tiểu cấm yêu, trong lòng động linh cơ một cái, nói, đứa nhỏ, người tới đây cổ. Tiểu cấm yêu vừa nghe, nhất thời bối rối, nói cái gì? Phụ thân, ngươi kêu ta hạ cổ sao? Cái này si tình cổ là chuyện gì xảy ra tới? Hạ cổ sau đó, ma nữ này, sẽ thích ta. Ô oa, nàng nên sẽ không muốn ăn ta chứ? Một chữ tình, tiểu cấm yêu cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Còn không phải là rất hiểu si tình cổ tác dụng cụ thể, chỉ là mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Diệp thần mỉm cười cười một tiếng, nói, đừng hoảng hốt, nàng sẽ không ăn ngươi, mau ra tay, nếu không chờ nàng tỉnh lại, cũng không tốt hạ cổ. Tiểu cấm yêu cắn ngón tay, ngập ngừng nói ta, độc thủ dược thần nhìn hắn một mắt, nói, nhóc, đi nhanh, đem hộp ném cho hắn. Tiểu cấm yêu rất là sợ độc thủ dược thần. Cả người run rẩy một tí, ô. Được rồi.
hắn tiểu tiểu hai tay nâng hộp, từ luân hồi mộ địa bên trong nhảy ra, liền đem trong hộp si tình cổ trùng lấy ra, thả vào Bùi Vũ Hàm trên ngực. Thần kỳ một màn xuất hiện, lệ kia giọt vậy si tình cổ trùng, lập tức hòa tan hết, thấm vào nhập Bùi Vũ Hàm ra thịt bên trong. Tiểu cấm yêu hạ hết cổ, lập tức vội vã trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, thật giống như rất sợ Bùi Vũ Hàm tỉnh lại biết ăn hết nàng vậy. Bùi Vũ Hàm rên một tiếng, yếu ớt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, lại gặp mình áo quần rách nát, da thịt bại lộ hình dáng, thẹn thùng được mặt đỏ bừng, vội vàng biến ảo ra một bộ màu đen quần bào, khoác lên người. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói, làm sao, người không sao chứ? Bùi Vũ Hàm nói, ừ, là ngươi cứu ta. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ừ, ngươi có cảm giác hay không cái gì không thoải mái. Bùi Vũ Hàm ngẩn ngơ, theo bản năng sờ một cái mình ngực, luôn cảm giác sâu trong nội tâm, tựa hồ có cái gì tâm trạng ở manh động, nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, lại cảm thấy Diệp Thần hình dáng, so trước kia bất cứ lúc nào cũng cao lớn uy mãnh. Không, không việc gì không thoải mái, chính là tâm cảnh tựa hồ có chút hỗn loạn. Đoán chừng là hồn thiên đế ý chí lưu lại ảnh hưởng, nhưng hẳn không có gì đáng ngại. Bùi Vũ Hàm nói. Diệp Thần thấy nàng bộ dáng như vậy, trong đầu nghĩ nàng không có thấy tiểu cấm yêu, có thể si tình cổ cũng sẽ không phát tác, đây cũng là chuyện tốt. Ừ, Thanh Sam huynh nói phải đem ngươi đưa cho ta làm lò, ta là không cần. Bất quá, sau này ngươi như không ngại, có thể ở lại ta luân hồi trận doanh, ta sẽ che chở ngươi chu toàn, chỉ cần ngươi không loạn chạy. Diệp Thần suy nghĩ Bùi Vũ Hàm là nhân vật trọng yếu, cùng võ tổ mật thiết tương quan, vẫn là giữ ở bên người tốt nhất, có thể nắm giữ chủ động. Hơn nữa, Bùi Vũ Hàm còn không thức tỉnh ma nữ trí nhớ, nếu như chăm sóc huấn luyện được làm mà nói, nàng có lẽ có thể bước lên đường tránh, liền như Hàn Diễm vậy, cho dù là kiếm ma chuyển thế, hôm nay cũng không có lại vào đường rẽ. Bùi Vũ Hàm nói, ừ, cái này dạ chữ nói ra miệng, nàng thân thể mềm mại run rẩy một tí. Có chút ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ đáp ứng được nhanh như vậy, chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm, thật giống như có lực lượng gì, đang thôi động nàng, để cho nàng đối luân hồi trận doanh, sinh ra một cổ vô hình không muốn xa rời, muốn quy thuận đầu dựa vào. Diệp Thần nghe nàng đáp ứng, trong lòng thư giãn một chút, nói tốt lắm, ngươi cùng ta tới, ta còn phải tiếp tục hấp thu nguyên khí linh triều, đánh vào tiên đế cảnh. Bùi Vũ Hàm chăn thủ nhẹ một chút, đứng dậy. Suy nghĩ một chút, lại nói. Luân hồi chi chủ, nơi này rất nguy hiểm, người muốn tiếp tục hấp thu nguyên khí mà nói, có thể sẽ gặp phải rất nhiều hắc ám ma hồn đánh vào. Mới vừa Bùi Vũ Hàm, chính là gặp phải rất nhiều hắc ám ma hồn đánh vào, thậm chí gặp phải hồn thiên đế tổn thương nặng, thiếu chút nữa bị thiên ma phệ hồn tay giết chết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, đích xác, những thứ này ma hồn, có chút khó giải quyết. Trong lòng tự định giá phương pháp phá cuộc. Bùi Vũ Hàm nói, trừ hắc ám hồn tộc ma hồn bên ngoài, còn có đạo tông ma hồn, mới vừa ta gặp phải một ít nói tông đệ tử tàn hồn, bọn họ đối với ta địch ý rất lớn, là hét cái gì ma nữ, muốn tới đuổi giết ta, ta rất là chật vật mới chạy mất. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn biết ở U Thần Ma Quật, đã từng phát sinh qua nguyên linh bạo, đưa đến rất nhiều đạo tông đệ tử chết thảm. Bây giờ nhìn lại, những cái kia chết thảm đạo tông đệ tử, cũng chưa hoàn toàn biến mất. Còn có hồn phách lưu lại. Hơn nữa, đạo tông các đệ tử tàn hồn, tựa hồ đặc biệt bén nhạy, lại có thể nhận ra được Bùi Vũ Hàm sau lưng thân phận. Những cái kia đạo tông đệ tử tàn hồn, ở địa phương nào? Mang ta đi xem, Diệp Thần nói. Hắn rất muốn biết, núp ở U Thần Ma Quật người phía sau màn vật, rốt cuộc là ai? Chính là cái đó bề ngoài cùng hồn thiên đế giống nhau như đúc quỷ dị tồn tại. Nếu như không tra rõ sau lưng bí mật, Diệp Thần cũng không cách nào tiếp tục an tâm hấp thu nguyên khí, nếu không lại gặp đến ma hồn và hồn thiên đế tập kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở cái phương hướng này, luân hồi chi chủ, người muốn đi gặp bọn họ sao? Bọn họ tựa hồ bị khốn tại nào đó cái trong hang núi, bị xiềng xích nhốt, không cách nào thoát thân, tánh khí nóng nảy rất. Bùi Vũ Hàm chỉ một phương hướng, giọng có chút ngưng trọng. Ừ, ta lại xem. Người dẫn đường. Diệp Thần mơ hồ suy tính đến, ngày xưa đạo tông đệ tử tàn hồn, hoặc giả là phá cuộc mấu chốt. Bùi Vũ Hàm có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt, ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau,
nàng đem Diệp Thần mang tới một cái bóng tối hang núi lối vào trước. Bên trong sơn động này, truyền ra từng trận nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta, bên trong phảng phất là cái gì u minh địa ngục vậy, có máu và lửa ánh sáng lộ ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, để cho Bùi Vũ Hàm lưu lại, mình thận trọng, bước vào trong hang núi. Một vào sơn động, Diệp Thần liền thấy vô cùng đáng sợ tình cảnh. Chỉ gặp trong hang núi, quái thạch lởm chởm, hoàn cảnh tồi tệ, cỏ cây không sinh, ở hang núi bốn phía, có tất cả ma hồn. Những thứ này ma hồn, đang thê lương gầm thét kêu thảm, từ bọn họ trong cơ thể, thỉnh thoảng liều lĩnh ra nóng rực ngọn lửa, giá rét băng xương, lóng lánh sấm sét vân. Vân, thậm chí còn sẽ có đao khí kiếm khí, từ trong hư không nhô ra, không ngừng chém cắt bọn họ tàn hồn thân thể, để cho bọn họ chịu đủ hành hạ. Ở phía sau bọn họ, nhưng là có từng cái thật dài quy luật xiềng xích, phơi bày màu đen, phù văn xen lẫn, giam cầm ở hồn phách của bọn họ, để cho bọn họ chỉ có thể ở bên trong sơn động bộ, phát điên vậy vui vẻ nhảy loạn, sông ngang đánh thẳng, kêu gào to, nhưng không cách nào cởi cách sơn động phạm vi. Cái hang núi này, liền đúng như địa ngục vậy. Diệp Thần nhướng mày một cái, xem những cái kia ma hồn quần áo mặt ngoài, rõ ràng cho thấy đạo tông đệ tử, cũng không biết bọn họ vì sao sẽ gặp bị thảm như vậy mãnh liệt hành hạ. Diệp Thần đến, để cho được tại chỗ rất nhiều đạo tông đệ tử vong hồn, đều là xôi trào kêu to lên, điên cuồng hướng Diệp Thần nhào tới, thật giống như muốn đem hắn xé nát chiếm đoạt vậy. Phật Pháp, chiếu kiến hư không? Diệp Thần thong thả, lập tức thi triển ra Phật Tổ chân kinh bên trong thần thông, cả người kim quang bạo tránh, Phật mang ngất trời, ở sau lưng hiển hóa ra một tôn vĩ đại Bồ Tát hư ảnh. Bồ Tát vừa ra, vạn ma ích dịch. Ở Diệp Thần Phật Pháp tia sáng ánh chiếu hạ, vậy rất nhiều vong hồn, nhất thời à à hét thảm lên, cả người suy suy vang dội, không cách nào gần thêm nữa Diệp Thần nửa bước. Thậm chí, Diệp Thần cường đại Phật Pháp ánh sáng, để cho được rất nhiều vong hồn sau lưng quy luật xiềng xích, vậy đi theo nóng chảy tán loạn. Không cần thiết đã lâu, tất cả quy luật xiềng xích hội diệt đi, rất nhiều đạo tông vong hồn, ngược lại lấy được giải thoát. Bọn họ tâm trạng ổn định lại, tựa như cuối cùng từ vô tận trong biển khổ thoát khỏi ra, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thu liếm lại tất cả Phật quang, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, các vị, không sao chứ. Rất nhiều đạo tông vong hồn, đều là thân thể run rẩy, vây quanh Diệp Thần quỳ xuống. Một cái đạo tông đệ tử nói, xin hỏi là luân hồi chi chủ sao? Diệp Thần nói, chính là tại hạ. Vậy đạo tông đệ tử nhất thời kích động. Cho Diệp Thần dập đầu nói, đa tạ luân hồi chi chủ cứu. Chung quanh tất cả đạo tông đệ tử, cũng là dập đầu bái tạ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói các vị xin đứng lên tới, ta muốn hỏi một chút, chỗ này sau lưng nắm giữ, rốt cuộc là ai? Hắn rất là tò mò, cái đó cùng hồn thiên đế tướng mạo giống nhau như đúc ma hồn, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Đạo tông chư đệ tử đứng dậy, chố mắt nhìn nhau, tựa hồ có cái gì cấm kỵ. Không dám mở miệng. Tựa như trong bóng tối có một đôi mắt ngưng mắt nhìn bọn họ, một khi bọn họ lời nói, tất nhiên bỏ ra giá cực lớn. Đừng hoảng hốt, cứ nói đừng ngại. Diệp Thần gọi ra luân hồi thiên quốc, bao phủ toàn trường, tạo thành một tầng bảo vệ. Rất nhiều đạo tông đệ tử, lấy được che chở, vẻ mặt nhất thời buông lỏng rất nhiều, có người đệ tử nói. Là thứ 8 người hồn tộc. Thanh âm khá là ngưng trọng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói thứ 8 hồn tộc. Đệ tử kia nói, đúng vậy, hồn thiên đế lưu lại hậu duệ, được gọi là hắc ám hồn tộc. Lúc tối ám hồn tộc, có 9 cái chi nhánh, gọi là thứ nhất hồn tộc, thứ hai hồn tộc, thẳng đến thứ 9 hồn tộc. Luân hồi chi chủ, ta ở trên mình ngươi, tựa hồ cảm nhận liền thứ 9 hồn tộc nhân quả, ngươi tiếp xúc qua thứ 9 người hồn tộc, có phải hay không? Diệp Thần ngẩn ra. Chợt gật đầu nói, đúng vậy. Thứ 9 hồn tộc, chính là cửu thiên phục long giáo bên trong người, Diệp Thần đã sớm tiếp xúc qua, vị kia kêu cửu họa thương long giáo chủ, mang cho hắn vô cùng ấn tượng sâu sắc. Đệ tử kia nói, cái này 9 lớn hồn tộc, tuy đều tin phụng hồn thiên đế, nhưng lẫn nhau tới giữa tồn tại khác nhau, cũng không tương thích, cung phụng phương pháp cũng lớn lớn không cùng. 9 lớn hồn tộc nắm giữ, thực lực cao thấp tương đương. Bởi vì vô thời ý không hệ thống tu luyện, là có cực hạn, cấp 9 thiên đế chính là cực hạn, chỉ cần mò tới cực hạn này, là có thể lên đỉnh chí cao. Nhưng, 9 lớn hồn tộc phổ thông con dân,
thiên phú cùng tu vi khác biệt, nhưng là lớn vô cùng. Thứ 9 hồn tộc toàn thể thực lực, nhỏ yếu nhất, bọn họ cả người đều là ma khí, công pháp tu luyện, chú trọng cân bằng, những thứ khác hồn tộc chi nhánh, hoàn toàn không cùng. Còn lại 8 cây hồn tộc chi nhánh, đều là 10 phần cực đoan tồn tại. Ví dụ như thứ 8 hồn tộc, bọn họ tu luyện chính là tu tâm, đem tất cả ma khí, toàn bộ hội tụ đến nơi buồng tim, rèn luyện ma tim. Đối hồn thiên đế cung phụng, vậy 10 phần cực đoan, chủ trương là hồn thiên đế bỏ qua tất cả, thứ 8 hồn tộc con dân, tối đa chỉ cho phép sống sót một cái kỷ nguyên thời gian, kỷ nguyên đến, bọn họ thì phải đem trái tim moi ra, cung phụng cho hồn thiên đế. Hồn thiên đế năm đó, bị nguyên thiên đế tiêu diệt, hắn ý chí, đến ngày hôm nay cũng còn không biến mất, chủ yếu là bởi vì có thứ 8 hồn tộc liều mình cung phụng. Diệp thần nghe vậy đệ tử, lấy làm kinh hãi, nói, lúc đầu hắc ám hồn tộc, còn có 9 cái chi nhánh, vậy các người bị khốn đốn này, là thứ 8 hồn tộc nơi là. Đệ tử kia nói, đúng vậy, là hồn tôn Hoàng Cổ Khê. Diệp thần nói, hồn tôn, vàng cổ khe suối. Đệ tử kia trên mặt lộ ra cừu hận cùng thống khổ diễn cảm, nói, đúng vậy, cái này hồn tôn Hoàng Cổ Khê, đối hồn thiên đế tín ngưỡng vô cùng kiên định, đã sớm đạt được hồn thiên đế đồng ý, luyện thành thiên ma phệ hồn tay. Thậm chí, hắn nguyện ý vì hồn thiên đế, hy sinh tự thân, nguyện ý cung phụng thân thể, để cho hồn thiên đế đoạt xác mình, lần nữa hồi phục. Hồn thiên đế vậy đã thử đoạt xác, nhưng sau đó thất bại. Hồn thiên đế ý chí quá mạnh mẽ, cho dù là cái này hồn tôn Hoàng Cổ Khê, cũng không cách nào chịu đựng, hắn còn không tư cách làm hồn thiên đế đổ đựng. Nói tới chỗ này, đệ tử kia thanh âm một lần, quan sát Diệp Thần một mắt. Ý kia hình như là nói, chỉ có Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, mới có tư cách làm hồn thiên đế đổ đựng. Diệp Thần cười nói, không cần nhìn ta, hồn thiên đế đúng là muốn cầm ta làm đổ đựng, không quá ta không như vậy dễ dàng bị đoạt xác. Đệ tử kia gật đầu một cái, nói, dòng tự nhiên, luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, cho dù là hồn thiên đế, cũng khó mà tiếm quyền cướp lấy. Mà năm đó hồn thiên đế, đoạt xác hồn tôn Hoàng Cổ Khê, mặc dù thất bại, nhưng vậy để lại một chút lực lượng. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê, thừa kế hồn thiên đế một chút lực lượng, tướng mạo mặt ngoài thì trở nên phải cùng hồn thiên đế giống nhau như đúc, khó mà phân biệt. Phải biết, hồn thiên đế là viễn cổ siêu thiên thần, chỉ là hắn bề ngoài hình dáng, liền ủng hộ có mạnh mẽ mênh mông uy áp. Vậy hồn tôn Hoàng Cổ Khê, có hồn thiên đế mặt ngoài, thực lực có thể tưởng tượng được. Diệp thần gật đầu, vậy xem ra mình và Bùi Vũ Hàm, trước đây gạ phồn thiên đế, đều là cái này hồn tôn Hoàng Cổ Khê. Đệ tử kia nói tiếp, năm đó, U thần ma quật hiện lên nguyên khí linh triều, ta và rất nhiều cùng các sư huynh đệ, ở chỗ này hấp thu tu luyện. Nhưng không ngờ, cái này nguyên khí linh triều, nhưng là đem thứ 8 người hồn tộc, dẫn tới. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê, mang đại lượng hắc ám hồn tộc con dân, vọt vào. Nhưng bọn họ cũng không có công kích chúng ta, mà là thật giống như muốn tìm gì. Chúng ta sau đó mới biết, bọn họ là muốn tìm một món vũ khí. Diệp thần nói, vũ khí. Đệ tử kia nói, đúng vậy, vậy món vũ khí, tên là chém hồn, truyền thuyết là hồn thiên đế một cái răng răng biến thành, liền núp ở U thần ma quật bên trong. Bọn họ xông vào U thần ma quật, trừ tranh đoạt nguyên khí linh triều bên ngoài, quan trọng hơn, là muốn tìm chém hồn. Diệp thần ánh mắt hơi chăm chú, hắn trước đây nghe nói, U thần ma quật là hồn thiên đế răng một viên biến thành, nhưng bây giờ nhìn lại, chính xác mà nói, hồn thiên đế răng, không phải hóa thành U thần ma quật, mà là hóa thành một món vũ khí, núp ở nơi nào đó. Bọn họ đã tìm được chưa? Diệp thần hỏi. Đệ tử kia lắc đầu nói, không có, bọn họ còn không tìm được chém hồn, nguyên linh bạo lại đột nhiên bùng nổ, mãnh liệt nổ xé nát hết thảy. Bất kể là chúng ta những thứ này đạo tông đệ tử, vẫn là thứ 8 người hồn tộc, toàn bộ bị nổ chết, thân thể hóa thành vong hồn. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói cái này nguyên linh bạo uy lực, lại có thể khổng lồ như vậy. Đệ tử kia nói, dĩ nhiên, đây là thiên địa lực lượng, U thần ma quật nguyên mạch, nhưng thật ra là một cái 9 tầng trời tức nhưỡng tinh quặng mỏ. Tất cả nguyên khí, đều là từ vậy cái 9 tầng trời tức nhưỡng tinh quặng mỏ bên trong tản mát ra. Mà 9 tầng trời tức nhưỡng tinh, là một loại đạo tinh, cái gọi là đạo tinh, chính là do thiên đạo hơi thở, trực tiếp ngưng tụ mà thành, bản thân liền ẩn chứa có chí cao đại đạo năng lượng, cho nên nguyên khí vô cùng là đậm đà,
một khi tích tụ quá nặng, liền sẽ đưa tới đáng sợ nổ. Nghe xong lời của đệ tử này, Diệp Thần mới biết, lúc đầu U Thần Ma Quật nguyên mạch, sau lưng nơi năng lượng ẩn chứa, lại có thể như vậy khủng bố cùng khổng lồ. Đệ tử kia thở dài nói, năm đó chúng ta đều bị nguyên linh nổ chết, hồn tôn Hoàng Cổ Khê sau khi chết, coi như chỉ còn lại một món vong hồn, vậy so chúng ta mạnh mẽ được hơn. Hắn còn tìm vậy cầm kêu chém hồn vũ khí, nhưng vô luận như thế nào, chính là không tìm được. Vậy cầm chém hồn, thật ra thì coi như là chúng ta, cũng có thể bắt được một chút hơi thở, khẳng định ngay tại U Thần Ma Quật bên trong, nhưng vị trí cụ thể, nhưng là cũng không ai có thể xác định. Diệp Thần trong lòng động một cái, dọc theo kém hồn hai chữ thiên cơ đầu mối, hơi một bắt, quả nhiên bắt được một chút mờ ảo nhân quả. Ở U Thần Ma Quật, không biết địa phương nào, đích xác là cất giấu một cái kinh thiên vũ khí, nhưng nhân quả quá sâu thúy, lơ lửng không chừng, không cách nào phong tỏa, Diệp Thần vậy suy tính không tới ở địa phương nào. Đệ tử kia nói, hồn tôn Hoàng Cổ Khê, không tìm được vậy cầm chém hồn, nóng nảy đổi được cực kỳ nóng nảy, liền lấy chúng ta cho hả giận, đem chúng ta những thứ này đạo tông đệ tử, toàn bộ bắt đứng lên. Chúng ta tất cả người, cũng gặp phải hắn thiên ma phệ hồn tổn thương nặng, mỗi ngày trong cơ thể đều sẽ có thiên ma thiên tai họa nghiệt chướng bùng nổ, chịu hành hạ, thật sự là khó mà hình dạng, thống khổ hết sức. Diệp Thần im lặng, nhìn toàn trường tất cả đạo tông đệ tử vong hồn, quả nhiên ở bọn họ trên thân thể, bắt được thiên ma phệ hồn đáng sợ sát khí. 33 thiên thần thuật, thiên ma phệ hồn tay, môn thần thông này, biến hóa vô cùng, vốn là đối với thân thể con người hồn phách, liền mang theo mãnh liệt lực sát thương. Đối phó vậy vong hồn, thiên ma này phệ hồn giết hại, đơn giản là có thể nói khủng bố. Đệ tử kia nói, hồn tôn Hoàng Cổ Khê phong tỏa ý chí của chúng ta coi như muốn hướng tông môn cầu cứu, ý chí vậy không truyền ra đi. Chúng ta từng thử nghiệm tổ chức phản kháng, nhưng hồn tôn thực lực, đối với chúng ta mà nói, quá mức cường đại. Chúng ta phản kháng, không có bất kỳ tác dụng, thậm chí khai ra tàn khốc hơn trừng phạt. Nói tới chỗ này, đệ tử kia lại nhìn Diệp Thần một mắt, nói, luân hồi chi chủ, coi như là ngươi, vậy tuyệt đối không địch lại hồn tôn, lão già kia thực lực quá kinh khủng, thiên ma phệ hồn tay sức lửa thành tựu, đã đạt đến hóa cảnh, coi như chỉ còn lại một món tàn hồn, muốn tiêu diệt thần đạo cảnh trở xuống tồn tại, cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần khó hiểu có chút tê dại, đầu óc bên trong, lại tựa như hiện ra vậy đạo cùng hồn thiên đế thân ảnh giống nhau như đúc. Cái đó hồn tôn Hoàng Cổ Khê, đích xác là hung hãn, nếu như Diệp Thần cùng đối chiến, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào vô cùng khó giải quyết cục diện. Đệ tử kia nói, luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đi, nếu bị hồn tôn để mắt tới, ngươi nhất định phải chết. Lần này nguyên khí linh triều, tới rất nhiều người, ngươi, thiên nữ, thanh sam thiếu gia, kiếm ma, ma nữ, đều là không được nhân vật thiên kiêu, các ngươi đã đưa tới hồn tôn chú ý, nếu như không đi nữa, vậy thì đều phải bị hắn giết chết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói chẳng lẽ cái đó hồn tôn, liền không có biện pháp gì đối phó hắn sao? Đệ tử kia trầm ngâm một hồi, nói. Biện pháp là có, liền là tìm ra vậy cầm kêu chém hồn vũ khí. Nhưng, vậy cầm chém hồn đao, cũng không biết che giấu ở địa phương nào, coi như là hồn tôn Hoàng Cổ Khê, tìm nhiều năm như vậy, cũng không từng tìm được. Thanh đao kia, là hồn thiên đế răng biến thành, lực sát thương to lớn. Đối phó hắc ám người hồn tộc, cũng có đặc thù khắc chế giết hại hiệu quả. Nếu là có thể đạt được, đủ để giết chết hồn tôn. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, thử nghiệm vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, lại đi suy tính chém hồn đao rơi xuống, nhưng như cũ thiên cơ mong manh, không thể đoán. Thanh đao nhọn này, tựa hồ mang theo linh tính, ở tận lực tránh né người ngoài truy tìm. Cái này món vũ khí, đích xác là thiên cơ mong manh, khó mà truy tìm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, hôm nay chỉ có thể xác định, chém hồn đao ngay tại U Thần Ma Quật bên trong, nhưng từ đầu đến cuối không biết cụ thể rơi xuống. Đệ tử kia nói, luân hồi chi chủ, chúng ta ở chỗ này nghị luận hồn tôn, khẳng định sẽ bị hắn cảm giác được, hắn ngay lập tức liền muốn đánh tới, ngươi có thể được chú ý, hắn trước kia vẫn là huyễn kiếm trong gia tộc cao thủ, nắm giữ rất nhiều huyễn kiếm bí pháp. Diệp Thần sửng sốt nói, huyễn kiếm gia tộc. Đệ tử kia nói, đúng vậy, huyễn kiếm gia tộc chính là thứ 8 hồn tộc, bọn họ che giấu cực sâu, cũng không ai biết, bọn họ chính là thứ 8 hồn tộc, ở sau lưng cung phụng hồn thiên đế.
chúng ta cũng là ở thấy hồn tôn sau đó, mới vừa xác định. Diệp thần nói, thì ra là như vậy. Huyễn kiếm người gia tộc, hắn trước kia vậy tiếp xúc qua, thậm chí chém chết thu hoạch được huyễn kiếm tinh tọa thần thuật. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc đầu cái này huyễn kiếm gia tộc, chính là thứ 8 hồn tộc. Đệ tử kia ánh mắt nhìn về hang núi ra, hơi có chút vội vàng, nói, luân hồi chi chủ, hồn tôn Hoàng Cổ Khê vậy muốn tới, người đi nhanh một chút đi. Còn nữa, mời ngươi ra tay, hoàn toàn diệt giết chúng ta. Chúng ta, chẳng muốn lại chịu khổ. Trong quá khứ trong cuộc sống, những thứ này đạo tông đệ tử, chịu đủ hành hạ. Hoàn toàn tử vong, đối bọn họ mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Diệp thần suy nghĩ một chút, nói các vị không cần lo lắng, ta có thể siêu độ các ngươi, để cho các ngươi ở ta luân hồi thiên quốc bên trong sống lại. Nghe Diệp thần mà nói, mọi người đều là sai ngạc, nói có thật không? Diệp thần gật đầu, nói ừ, không thời gian, ta trước sống lại các ngươi. Diệp thần rõ ràng cảm nhận được, có một đạo khủng bố khí tức cường đại, đang nhanh chóng tiến tới gần, muốn đến chính là vậy hồn tôn Hoàng Cổ Khê. Cho dù hồn tôn Hoàng Cổ Khê, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, nhưng mang cho Diệp thần uy áp, cũng là vô cùng to lớn. Hắn có thể xác định, lấy mình mục một người trước thực lực, khó mà đối kháng. Lập tức, Diệp thần thi triển lục đạo luân hồi pháp, một bên siêu độ tại chỗ đạo tông đệ tử vong hồn. Một bên sử dụng thanh sam ngạn giao cho hắn đưa tin phù, linh khí bơm vào đi vào, triệu hoán thanh sam ngạn và hàn diễm tới đây. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê thế lớn, phải liên hiệp thanh sam ngạn và hàn diễm, mới có cơ hội chiến thắng. Giao. Luân hồi kim quang sáng chói, bao phủ ở tại chỗ đạo tông đệ tử, đem bọn họ vong hồn, toàn bộ siêu độ. Tất cả người trên khuôn mặt, đều là lộ ra hân duyệt, giải thoát, sùng bái thần sắc, từ đây quy theo luân hồi. Thành tâm cung phụng, ở luân hồi thiên quốc bên trong sống lại, trở thành luân hồi thiên quốc bên trong con dân. Diệp thần cảm nhận được liền từng trận tín ngưỡng lực, hội tụ đến trên người mình. Những cái kia đạo tông đệ tử, còn cung phụng đi lên không thiếu công pháp bí tịch, đều là đạo tông bên trong thuật pháp. Những thứ này thuật pháp, phần lớn đối Diệp thần mà nói, cũng không có giá trị gì, bởi vì chính hắn liền nắm giữ vô số diệu pháp thần thông, vậy thuật pháp hắn vậy nhìn không thuận mắt. Nhưng có một môn thuật pháp, nhưng đưa tới Diệp thần hứng thú. Vậy môn thuật pháp, tên là Đạo Tông Chú Binh Thuật. Danh như ý nghĩa, môn thuật pháp này, là một môn đúc binh khí thuật pháp, quy luật cơ cấu và Đạo Tông Chú Đan Thuật tương tự. Chỉ bất quá, Đạo Tông Chú Đan Thuật làm bằng luyện, là đan dược. Mà đây cửa chú binh thuật, chính là đúc binh khí. Binh khí là sát phạt hung khí, cho nên Đạo Tông Chú Binh Thuật, vậy từ mang hung sát khí. Tu luyện độ khó to lớn, người bình thường nếu như dính, rất dễ dàng bị binh hung ác khí cắn trả. Môn thuật pháp này, cộng chia làm 9 tầng, một tầng so một tầng lợi hại. Những thứ này đạo tông đệ tử cung phụng đi lên, chỉ là tầng thứ nhất thuật pháp, cao cấp hơn nữa thuật pháp, bọn họ vậy tiếp xúc không được. Mà ở tầng 9 sau đó, còn có thể vượt qua cực hạn, vượt qua tầng 9. Một khi vượt qua đạo tông chú binh thuật cực hạn, thì có thể chế tạo ra trong truyền thuyết siêu phẩm thần binh. Ví dụ như kiếm tử Tiên Trần, hắn muốn đúc siêu phẩm thiên kiếm, sử dụng đến đúc thuật pháp, chính là đạo tông chú binh thuật. Hắn cũng là đương kim thế gian, đạo tông chú binh thuật thành tựu cao nhất người, đã vượt qua tầng 9 cảnh giới, đột phá cực hạn. Có thể nói, cửa này đạo tông chú binh thuật, uyên thâm khó lường, có chế tạo siêu phẩm thần binh tiềm lực. Diệp thần âm thầm chú ý, nhớ hạ đạo tông chú binh thuật. Rồi sau đó thu hồi luân hồi thiên quốc, bình tâm tĩnh khí, rút ra luân hồi thiên kiếm, bày trận mà đợi. Luân hồi chi chủ, không xong, có rất nhiều ma hồn giết tới. Đây là, Bùi Vũ Hàm ở bên ngoài lớn tiếng gào lên. Diệp thần thần sắc vững chắc, cất bước đi ra ngoài, thấy Bùi Vũ Hàm cũng đã rút kiếm ra tới, nhưng thân thể mềm mại run run dữ dội hơn, hàm răng run rẩy, một bộ đặc biệt sợ hình dáng. Nàng cũng không phải là nhát gan người. Nhưng hồn tôn Hoàng Cổ Khê, trước đây ở nàng trong trí nhớ, để lại vô cùng ấn tượng sâu sắc, nghiêm trọng đánh vào nàng đạo tâm, đưa đến nàng hôm nay, vừa cảm thụ đến hắc ám hồn tộc hơi thở, liền cảm thấy sợ. Đừng hoảng hốt, Diệp thần đè lại Bùi Vũ Hàm bả vai, nhân quả truyền, nói cho nàng chân tướng. Hồn thiên đế cũng không ở nơi này, trước đây đem nàng bị thương nặng người, chỉ là hồn tôn Hoàng Cổ Khê, mặc dù vậy hết sức lợi hại,
nhưng cũng không phải chân chánh hồn thiên đế, còn có đối kháng có thể. Cảm giác được chân tướng sau đó, Bùi Vũ Hàm ngẩn ngơ, nói, lúc đầu. Là thế này phải không? Giờ phút này, nàng rõ vẻ mặt nhất thời bình tĩnh liền rất nhiều. Hu hu hu. Lúc này, từng trận âm phong, nhưng là ở trong sân thổi cạo lên, âm phong bên trong truyền tới khiếp người không rõ ma khí, từng luồng ma khí như rắn độc vậy, sát mặt đất lan tràn tới, rất nhanh liền tràn ngập toàn trường. Rồi sau đó, Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm phía trước hư không, vặn vẹo, dần dần hiện ra từng đạo ma hồn bóng người. Chi chít ma hồn, nhanh chóng ở hai người bốn phía xuất hiện, như địa ngục ác ma, mỗi một đầu ma hồn đều là lộ vẻ dữ tợn diễn cảm. Những thứ này ma hồn, phần lớn là từ u thần ma quật trong bóng tối đản sanh ra, sau đó bị thứ tám hồn tộc khống chế, ở bọn chúng nơi buồng tim, cũng thiêu đốt một đạo hồn tộc đồ đằng, sát khí xâm nghiêm. Rất nhiều ma hồn vây quanh Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, nhưng cũng không có phát động tấn công, chỉ là trầm thấp gầm to, một bộ hung ác tư thái. Luân hồi chi chủ, ma nữ, ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại có thể cùng đi tới. Một đạo âm trầm tiếng cười, ở trong hư không vang lên. Rất nhiều ma hồn, nghe được thanh âm này sau đó, rối rít lấy sùng bái tư thái, ngâm sướng lên tới, hai tay giơ cao, cung phụng ra tự thân linh khí. Từng luồng ma khí bay lên, ở giữa không trung hội tụ. Giữa không trung bên trong, liền chậm rãi hiện ra một đạo già nua, khoáng đạt, vặn vẹo, thân mặc áo đen, cao lớn vô cùng, hình dáng hoàn mỹ bóng người, màu tím đen mái tóc dài, không gió phiêu động, một đôi mắt, giống như có thể câu hồn đoạt phách, lợi hại dị thường, nơi lộ ra khí chất, cao như nhật nguyệt, lớn như trời, thần minh đều không có thể cùng đối kháng. Hồn, hồn thiên đế. Bùi Vũ Hàm vừa nhìn thấy đạo thân ảnh hiện nay, lập tức mặt đầy sợ hãi, đạo tâm cơ hồ muốn tan vỡ. Đạo thân ảnh này mặt ngoài, cùng hồn thiên đế giống nhau như đúc. Không phải hồn thiên đế, chỉ là một kêu vàng cổ khe suối lão đầu tử thôi. Diệp Thần tiến lên trước hai bước, đứng ở Bùi Vũ Hàm trước mặt, dửng dưng nói. Trôi lơ lửng ở giữa không trung ông già, thân thể mơ hồ, chính là một đạo tàn hồn. Tuy mặt ngoài như hồn thiên đế như nhau, nhưng Diệp Thần biết, hắn cũng không phải là hồn thiên đế, mà là hồn tôn hoàng cổ khê. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người đã biết chân tướng. Ta dĩ nhiên không phải hồn thiên đế, ta còn không dám tiếm quyền, giả mạo hồn thiên đế đại nhân. Bất quá, ta là hồn thiên đế nhất là trung thành tín đồ. Cho một mình ngươi cơ hội. Hồn tôn hoàng cổ khê ánh mắt, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giọng đổi được xâm nghiêm đứng lên. Đem thuộc về hồn thiên đế đại nhân quyết tử ma nhãn, moi ra cho ta, ta có thể tha ngươi không chết, ngươi còn không tư cách chấp trưởng vậy con mắt. Hắn đã nhìn ra, hồn thiên đế có một con mắt, đã bị Diệp Thần dung hợp hết, đây vốn là cung phụng cho trung cực thần quyết tử ma nhãn. Diệp Thần cười nói, ngươi còn chịu thả ta đi. Hồn tôn hoàng cổ khê lạnh lùng nói, ta chẳng muốn nói nhảm lần thứ hai. Hắn thật ra thì cũng có chút kiêng kỵ Diệp Thần, dẫu sao là luân hồi chi chủ. Coi như hắn có trấn giết Diệp Thần thủ đoạn, cũng sợ gặp phải sắp chết phản công. Quyết tử ma nhãn không có, ta có thể cho ngươi, chỉ có cái này. Diệp Thần cười một tiếng, bỗng nhiên cầm kiếm dậm chân tiến công, thân kiếm ông một tiếng kêu vang, toát ra một phiến phiến sáng bóng lượng phù văn. Đạo tông chú binh thuật. Diệp Thần vận chuyển mới vừa học được đạo tông chú binh thuật. Từng luồng đại lộ thuật pháp ánh sáng, từ hắn lòng bàn tay bạo dũng ra, bơm vào đến luân hồi thiên kiếm bên trong, để cho được cả cây luân hồi thiên kiếm, ánh sáng đại tác, mũi nhọn lập tức ác liệt mãnh liệt rất nhiều. Đây là đạo tông chú binh thuật chỗ diệu dụng, trừ đúc binh khí bên ngoài, ở lúc đối địch, còn có thể tăng lên mình binh khí trình độ sắc bén. Coi như là một bụi cỏ, quán chú đạo tông chú binh thuật linh khí, cũng có thể chém chết tinh thần. Một hạt cát nhỏ. Ở đạo tông chú binh thuật ra chỉ xuống, đủ để đánh xuyên nhật nguyệt. Đây chính là đạo tông chú binh thuật chỗ lợi hại, là đạo tông nồng cốt bí pháp một trong. Tuy nói Diệp Thần hôm nay lĩnh ngộ, chỉ là tầng thứ nhất thuật pháp, nhưng ra chỉ đến luân hồi thiên kiếm phía trên, vậy để cho được binh khí của mình, đổi được vô cùng sắc bén. Suy rồi. Sắc bén luân hồi thiên kiếm, phá vỡ không khí, kiếm khí cuồn cuộn, phát ra nhọn gào thét, chém về phía hồn tôn hoàng cổ khê. Chừng trên trăm đầu ma hồn, phi thân ngăn ở Diệp Thần kiếm phong trước, tầng tầng chồng, bảo vệ hồn tôn hoàng cổ khê, cản đường Diệp Thần kiếm.
Suy, Diệp Thần kiếm khí bừng bừng, ở đạo tông chú binh thuật ra chỉ xuống, luân hồi thiên kiếm mũi nhọn đổi được vô cùng ác liệt, lập tức liền chém chết liền rất nhiều ma hồn, lại hướng hồn tôn Hoàng Cổ Khê chém thẳng đi. Nhìn Diệp Thần bén nhọn như vậy một kiếm, hồn tôn Hoàng Cổ Khê nhưng là lạnh nhạt hình dáng, mặt không đổi sắc, nói. Người chú binh thuật, sức lửa còn kém một chút, cùng kiếm tử tiên trần so sánh, đó là một cái mao cũng không bằng, lại dám ở ta trước mặt xấu hổ mất mặt. Bàn tay hắn vung lên, một cổ quỷ dị quy luật nước lũ, ào ào lao ra, cuộn sạch Diệp Thần. Trong thoáng chốc, Diệp Thần vậy vô cùng ác liệt luân hồi kiếm mang, liền vặn vẹo, từ chân thật giết hại tồn tại, chuyển biến thành ảo tưởng, trong nháy mắt mất đi uy lực. Ừ, Diệp Thần rên lên một tiếng, trong lòng dâng lên một cổ to lớn trống rỗng thất lạc cảm giác, giống như toàn lực một quyền, nhưng đánh vào trên bông vải mặt, trống rỗng không chút nào dùng sức. Huyễn kiếm tinh tọa thần thông. Diệp Thần biết, mới vừa hồn tôn Hoàng Cổ Khê thi triển, chính là huyễn kiếm gia tộc, huyễn kiếm tinh tọa thần thông, có thể đem công kích của địch nhân, thay đổi thành ảo tưởng khái niệm, từ đó hóa giải địch nhân thế công. Đây là huyễn kiếm tinh tọa bên trong, vô cùng là cao thâm thần thông, thi triển cần thâm hậu tu vi nội tình chống đỡ. Diệp Thần cũng lĩnh ngộ huyễn kiếm tinh tọa, nhưng còn không làm được hóa thật là huyễn bước, bởi vì hắn tu vi còn chưa tới. Nhưng cái này cái hồn tôn Hoàng Cổ Khê, ra tay một cái, nhưng là tùy tiện làm được, có thể gặp tu vi thâm hậu khủng bố. Cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy ngày hôm nay lão phu liền tự mình ra tay, đem ngươi chấn giết, ta đây muốn xem, ngươi cái này luân hồi chi chủ, có thể lợi hại đến cái gì bước. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê ánh mắt bên trong, hiển lộ ra dữ tợn sát khí, cũng là động sát tâm, dự định bất chấp bị Diệp Thần phản công nguy hiểm, cũng phải đem hắn chấn giết. Huyễn kiếm tinh tọa, vĩnh hằng phong tỏa, huyễn giới địa ngục. Quát to một tiếng, hồn tôn Hoàng Cổ Khê sau lưng, ánh sao lóe lên, hiển hóa ra huyễn kiếm tinh tọa đồ đằng. Bàn tay hắn cách không một chảo, một cổ to lớn hấp dẫn lôi kéo lực, điên cuồng từ vậy huyễn kiếm tinh tọa bên trong truyền ra. Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, thoáng chốc tới giữa, liền cảm thấy mình thân thể, thân bất do kỷ, phải bị huyễn kiếm tinh tọa hấp thu chiếm đoạt. Một khi đánh mất nhập vậy huyễn kiếm tinh tọa bên trong, Diệp Thần có thể khẳng định, mình rất khó lại thoát thân đi ra, rất có thể phải bị vĩnh hằng khốn tại huyễn giới ảo cảnh bên trong. Bùi Vũ Hàm kinh hoàng, đành phải ôm chặt lấy Diệp Thần cánh tay, e sợ cho mình sẽ bị hút đi qua. Thiên ma cổ bảo, ngự. Diệp Thần không chút kinh hoàng, lập tức gọi ra thiên ma cổ bảo, to lớn lâu đài rơi xuống, đem hắn và Bùi Vũ Hàm thân thể, đều vững vàng bảo vệ ở bên trong. Thiên ma cổ bảo này, nặng nề nguy nga, hồn tôn Hoàng Cổ Khê huyễn kiếm tinh tọa, lại cũng hút không nhúc nhích Diệp Thần. Thiên ma cổ bảo, hồn thiên đế đại nhân đồ, người cũng dám chấm mút. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê tức giận, biết thiên ma cổ bảo này, là đã từng hồn thiên đế cư trú kiến trúc, hôm nay lại bị Diệp Thần chấp trưởng, ở hắn trong mắt, cái này ngang hàng là khinh nhờn. Hắc ám hồn thuật, tinh hồn chết bạo. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê hai tay nặn quyết, ký kết một đạo dấu tay, rồi sau đó hai tay đánh ra, một cổ minh mông hung mãnh ma khí nước lũ, liền hướng thiên ma cổ bảo gào thét đi. Cái này đạo ma khí nước lũ, cũng không mang man lực đánh vào, mà là mang một cổ ăn mòn nhân tâm, vặn vẹo người tinh thần khí tức đáng sợ, là tinh thần phương pháp. Hắn biết, thiên ma cổ bảo phòng ngự mạnh mẽ, nếu như man lực đánh vào, khó mà kích phá, chỉ có dùng tinh thần công kích thủ đoạn, mới có cơ hội nhanh chóng đánh bại Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm. Bên ngoài có hai cổ khí tức cường đại, đang bắn tới. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê dự cảm đến, Diệp Thần người giúp sắp tới, phải tốc chiến tốc thắng. Vù vù. Vậy cổ ma khí nước lũ tinh thần đánh vào, gào thét tới, tập kích ở Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm trên mình. Hai người thoáng chốc tới giữa, đầu óc bên trong xuất hiện ảo ảnh. Bọn họ tựa như thấy được hồn thiên đế bóng người, to lớn, ở hai người đầu óc bên trong xuất hiện. Ánh mắt sắc bén, lấy người phán quyết tư thái, nhìn chăm chú hai người. Vậy xét xử ánh mắt, giống như có thể xuyên qua hết thảy, Bùi Vũ Hàm mà kêu to một tiếng, thống khổ dị thường, lúc này ôm đầu ngã xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy. Võ tổ đạo tâm, mở. Diệp Thần vậy cảm nhận được hồn thiên đế ảo ảnh đánh vào, tinh thần từng cơn đung đưa, vội vàng mở võ tổ đạo tâm, bảo vệ tự thân. Làm thịt bọn họ. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê quát to một tiếng, một bên duy trì tinh thần đánh vào, một bên phát ra mệnh lệnh.
Hắn ra lệnh phát ra sau đó, chung quanh ngàn trăm đầu ma hồn, khặc khặc rít lên đứng lên, lập tức chen chúc nổ lên, dương nanh múa vuốt, ngang nhiên vô cùng hướng Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm liều chết xung phong đi. Tinh cực phương tỏa, bụi gai trói buộc. Diệp Thần lâm nguy không loạn, thừa nhận tinh thần đánh đồng thời, bộc phát ra kinh cực phương tỏa lực lượng. Trong thoáng chốc, từng cái màu xanh đậm dây bụi gai củ cải, mang đậm đà sát phạt sát khí, gào thét ra. Vậy rất nhiều liều chết xung phong ma hồn, gặp phải dây bụi gai củ cải quấn quanh trói buộc, lập tức bị cột vào tại chỗ, gào thét dãy giụa, nhưng trong thời gian ngắn, nhưng cũng không cách nào đột phá thoát khốn. Đây là, kinh cực phương tỏa lực lượng sao? Làm sao như vậy quen thuộc? Bùi Vũ Hàm mơ mơ màng màng tới giữa, mở mắt thấy vậy từng cái bụi gai, vẻ mặt nhất thời ngẩn ngơ. Từ vậy từng cái lan tràn bụi gai bên trong, nàng tựa như thấy được một tôn vĩ đại ngai vàng bóng dáng. Đó chính là kinh cực phương tọa, tràn đầy quân lâm thiên hạ hắc ám uy nghiêm, giống như có thể trấn áp chúng sanh, là chí cao quyền bính đại biểu giữ tượng xuất trinh. Bùi Vũ Hàm thân thể mềm mại lay động, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nàng nội tâm dâng lên vô cùng xung động mãnh liệt cùng dục vọng. Muốn leo lên kinh cực phương tọa xung động, muốn nắm giữ chí cao dục vọng. Khó hiểu bên trong, Bùi Vũ Hàm cảm thấy đan điền chỗ sâu, trí nhớ chỗ sâu, phảng phất có cái gì kinh khủng lực lượng bạo dũng ra. Ùm ùm, ở Bùi Vũ Hàm quanh thân, khí lưu gầm thét nổ ầm, xuất hiện từng luồng bóng tối ma khí. Ma khí cuồn cuộn, trên người nàng ma đạo khí tượng, lại có thể không kém gì hồn tôn Hoàng Cổ Khê. Thấy một màn này, Diệp Thần và hồn tôn Hoàng Cổ Khê, đều là lấy làm kinh hãi. Diệp Thần kinh ngạc thấy, ở Bùi Vũ Hàm trên da thịt trắng như tuyết, xuất hiện từng đạo tượng trưng chết đường vân. Giờ khắc này nàng, giống như biến thành tử thần tín đồ. Hoặc là nói, nàng chính là tử thần bản thân. Vù vù, một thanh khổng lồ tử thần huyết liêm, từ Bùi Vũ Hàm sau lưng nổi lên, tràn đầy đáng sợ mũi nhọn, giống như có thể xẻ thịt chúng sanh hồn phách. Đây là, ma nữ lực lượng, tử thần lực lượng. Diệp Thần thấy cái này đem cái thần chết huyết liêm, trong lòng càng chấn động, biết thời khắc này Bùi Vũ Hàm, đã thức tỉnh một chút ma nữ lực lượng, mười phần khủng bố. Suy rồi. Vậy đem cái thần chết lưỡi liềm, liền từ sau lưng nàng bạo chém ra, trực tiếp hướng hồn tôn Hoàng Cổ Khê chém tới. Ở hồn tôn Hoàng Cổ Khê phía trước, rất nhiều hắc ám ma hồn, ở Bùi Vũ Hàm tử thần lưỡi liềm dưới, giống như là giấy vậy, trong nháy mắt bị chém chết, hóa thành hư không. Vô số tiếng kêu thảm vang lên, tình cảnh mười phần thê lương. Tử thần, đây là lưỡi hái tử thần, làm sao có thể? Hồn tôn Hoàng Cổ Khê la hoảng lên, mặt đầy chấn động chỉ, hoàn toàn không nghĩ tới, Bùi Vũ Hàm có thể bùng nổ mạnh như vậy mãnh liệt nhất kích. Thiên ma hiến tế, cho ta ngăn trở. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê lớn tiếng quát to, bàn tay huy động, ma khí bùng nổ, trên không trung ký kết ra một viên màu đen năng lượng pháp cầu, kinh khủng lực cắn nuốt truyền ra. Toàn trường tất cả ma hồn, đều bị nuốt vào, kêu thảm thiết liên tục. Màu đen kia năng lượng pháp cầu, đổi được càng đen nhánh, giống như có thể thích xuất mực. Phịch! Đây là, Bùi Vũ Hàm tử thần huyết liêm, phá không chém tới, hung hăng chém ở năng lượng đó pháp cầu phía trên. Hai người va chạm, phát ra động trời nổ. Viên kia năng lượng pháp cầu, tại chỗ nổ tung, ma khí bắn ra bốn phía. Nhưng Bùi Vũ Hàm tử thần huyết liêm, tất cả mũi nhọn uy năng, vậy toàn bộ bị xóa bỏ rớt, hai hai hội diệt. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê thở phào nhẹ nhõm, hắn lấy hiến tế toàn trường ma hồn làm giá, ký kết thiên ma pháp cầu, cuối cùng là hóa giải Bùi Vũ Hàm kinh thiên nhất kích. Mà Bùi Vũ Hàm, bộc phát ra vậy tử thần huyết liêm sau đó, liền đã tiêu hao hết tất cả khí lực, thân thể mềm nhũn đổ xuống đất, tại chỗ ngất xỉu đi. Ma nữ này, có thể lưu nàng không được. Tử thần là tiếm quyền thần. Chết khái niệm, chỉ có hồn thiên đế đại nhân, mới có tư cách chấp trưởng cùng xiển thích. Ma nữ này, muốn ăn cắp chết quyền bính, phải đem nàng chém tận giết tuyệt. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê trong mắt lướt qua một chút ác liệt hàn mang, bàn tay cách không gào thét ra, một cổ cuồng bạo mạnh mẽ hắc ám trưởng phong, liền hướng Bùi Vũ Hàm đánh tới, phải đem nàng đánh giết. Luân hồi mặt trời gay gắt trưởng, phá. Diệp Thần từ không thể ngồi coi bỏ mặc. Lập tức vận dụng mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, hội tụ ở trên bàn tay tuôn ra kinh thiên huy hoàng, ánh sáng sáng chói, phịch đích một tiếng, rất miễn cưỡng ngăn trở hồn tôn Hoàng Cổ Khê một trường. Nhưng mà,
hồn tôn hoàng cổ khê lực lượng, nhưng là vượt qua xa Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy hắn trưởng lực, vô cùng hùng hậu, cho dù hắn đã vận dụng mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, vẫn có chút không đỡ được, lúc này liền bị chấn động lui lại mấy bước, khí huyết sôi trào, nhưng thật may không bị thương. Ồ! Hồn tôn hoàng cổ khê lấy làm kinh hãi, cũng là không nghĩ tới, Diệp Thần có thể tiếp dưới mình một trường. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức nắm lên Bùi Vũ Hàm thân thể, đem nàng vứt xuống mình trong cơ thể Luân Hồi Thiên Quốc bên trong đi. Hắn Luân Hồi Thiên Quốc, sớm đã không phải là ảo tưởng khí tượng, mà là chân thực tồn tại Thiên Quốc lãnh thổ, liền núp ở hắn một cái tế bào lỗ chân lông bên trong. Lấy Diệp Thần hôm nay tu vi, mỗi một cái lỗ chân lông, đều có thể diễn hóa ra một phiến vũ trụ tinh không, muốn thu nạp chính là một cái Bùi Vũ Hàm, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Đại ca! Lúc này, một đạo hô tiếng vang lên. Chỉ gặp một người mặc áo vải trẻ tuổi nam tử, từ đàng xa bay vút tới, chính là Hàn Diễm. Luân hồi chi chủ, không có sao chứ. Ngay sau đó, Thanh Sam Ngạn vậy xuất hiện, nâng kiếm bay tới. Hai người mới vừa lấy được Diệp Thần đưa tin, liền lập tức chạy đến. Thanh Sam Ngạn vừa vặn thấy, Diệp Thần thu Bùi Vũ Hàm, khóe miệng không khỏi hơi lộ ra một người mỉm cười độ cong. Còn lấy là Diệp Thần rốt cuộc chịu nhận bị Bùi Vũ Hàm cái nào lô. Xoát, xoát. Thanh Sam Ngạn và Hàn Diễm, rất nhanh là đến Diệp Thần bên người, ba người đứng chung một chỗ, trực diện hồn tôn hoàng cổ khê. Thiên cơ bắt dưới, Thanh Sam Ngạn và Hàn Diễm, biết đại khái nơi này sự tình phát sinh, còn có hồn tôn hoàng cổ khê thân phận. Lúc đầu cái gọi là huyễn kiếm gia tộc, chính là thứ tám hồn tộc sao. Ha ha, ngươi ngược lại là ẩn núp được rất sâu. Thanh Sam Ngạn nhìn chằm chằm hồn tôn hoàng cổ khê, trong mắt lộ ra một chút cảnh giác. Thật ra thì trong quá khứ trong thời gian, đạo tông vậy từng phái người tìm kiếm qua U Thần Ma Quật, nhưng hồn tôn hoàng cổ khê ẩn núp cực sâu, cho tới bây giờ không có bại lộ. Cho đến ngày hôm nay, Thanh Sam Ngạn mới lần đầu tiên thấy hồn tôn hoàng cổ khê. Luân hồi chi chủ, cái này hai người, chính là ngươi người giúp sao? Hồn tôn hoàng cổ khê ánh mắt ở Thanh Sam Ngạn và Hàn Diễm trên mình vòng vo chuyển. Không sai, không tệ, một cái là kiếm ma chuyển thế, một cái là quần tinh đạo tổ đệ tử, tuy bàn về huyết mạch bẩm phú, so với người cái này luân hồi chi chủ, vẫn là kém một chút, nhưng cũng là không thể có nhiều thiên tài. Nếu như chiếm đoạt máu thịt của các ngươi, tất có thể giúp ta trọng tố thân xác. Hồn tôn hoàng cổ khê giữ tợn cười một tiếng, khuôn mặt cũng là đổi được giữ tợn, lập tức liền thúc giục huyễn kiếm tinh tọa. Từng cái chân huyễn hỗn hợp kiếm khí, gào thét phá không chém chết ra. Vậy từng cái kiếm khí, cũng mang theo hắc ám hồn tộc âm sát khí, ác liệt dị thường, hơn nữa chân huyễn xen lẫn, làm cho không người nào có thể phân biệt, khó mà né tránh. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người nhìn nhau, rất ăn ý gật đầu một cái. Thần kiếm ngự lôi quyết, đi. Diệp Thần đầu tiên là thúc giục thiên ma cổ bảo, hóa thành một bộ ma bào, khoác lên người. Hình thành tuyệt đối phòng ngự, lớn hơn nữa bước lao ra, một mình đón hồn tôn hoàng cổ khê huyễn kiếm nước lũ, bộc phát ra thần kiếm ngự lôi quyết, từng đạo sấm sét phi kiếm chém ra, cùng vậy từng cái chân huyễn đan vào kiếm khí, đụng đụng. Mà ở Diệp Thần một mình đối kháng thời điểm, Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, cũng là nhanh mạnh giết ra, một trái một phải cầm kiếm ám sát hướng hồn tôn hoàng cổ khê. Hàn Diễm sử kiếm đạo, là xuất xứ từ kiếm tổ vô sinh kiếm đạo. Nhọn ác liệt, sát khí bức người. Mà Thanh Sam Ngạn kiếm pháp, sau lưng thì hiển hóa ra vũ trụ quần tinh hạo đại khí tượng, quần tinh sáng chói, ánh sao phù văn xen lẫn, thân kiếm vậy tóe ra chói mắt tinh mang, xuyên thấu lực cự lớn. Ha ha, cho rằng dựa vào người nhiều, là có thể cùng ta đối kháng, không khỏi quá mức ngây thơ. Các ngươi nói cho cùng, tu vi cả ngày nguyên cảnh cũng không có, còn không tư cách cản rỡ trước mặt ta. Thiên thể ma phệ hồn tay, cho ta trấn áp. Hồn tôn hoàng cổ khê quát to một tiếng, sau lưng ma khí nhô lên, liền hiển hóa ra trùng trùng trưởng ảnh, mỗi một tầng trưởng ảnh, đều mang cuồng bạo hắc ám uy năng, bạo giết hướng Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn. Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, hai người lấy làm kinh hãi, vốn còn muốn hợp lực giáp công, nhưng hồn tôn hoàng cổ khê lực lượng, rõ ràng vượt qua hai người tưởng tượng. Ở đó một trùng trùng trưởng ảnh bạo giết hạ. Hai người không thể không chật vật lui về phía sau, căn bản không cách nào đến gần hồn tôn hoàng cổ khê. Titan tinh đấu quyền, phá. Mà lúc này,
ở hồn tôn Hoàng Cổ Khê sau lưng, lại đột nhiên khí lưu nổ, hiện ra một đạo thân ảnh, lại là Diệp Thần. Cái gì? Hồn tôn Hoàng Cổ Khê rất kinh ngạc, Diệp Thần rõ ràng ngay tại trước mặt hắn, làm sao sau lưng lại xuất hiện một cái Diệp Thần? Chẳng lẽ cái này thế gian có hai cái luân hồi chi chủ? Cái này tự nhiên không thể nào. Là phân thân. Hắn gương mặt vặn vẹo, lập tức đoán được. Lúc đầu, Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn công kích, chỉ là kềm chế cùng mê muội. Diệp Thần chân chính sát chiêu, là hắn phân thân. Thừa dịp hồn tôn Hoàng Cổ Khê phân tâm, Diệp Thần đã gọi ra liền Thanh Liên phân thân, đi vòng qua sau lưng hắn, một chiêu Titan tinh đấu quyền, hung mãnh bá đạo, cuồng bạo vô biên, mang sáng chói ánh sao, như vậy muốn xuyên qua bầu trời, hung hăng đánh vào vàng cổ khe suối sau lưng. Oanh! To lớn quả đấm oanh đụng tiếng, bộc phát ra. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê ma hồn thân thể, nhất thời bị đánh thủng một lỗ lớn, hắn gương mặt ngay tức thì liền trắng bệch, cả người run rẩy. Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn thấy Diệp Thần một quyền đánh chúng, đều là đại hỉ, lập tức cầm kiếm dậm chân tiến công, muốn thừa dịp hồn tôn Hoàng Cổ Khê bị thương, đem hắn tiêu diệt. Nhưng mà, lúc này, hồn tôn Hoàng Cổ Khê trong cơ thể, chảy ra từng tia đen thui như mực ma khí nguyên thế chấp, chậm rãi tu bổ hắn trên người lỗ lớn, cũng ở quanh thân tạo thành một tầng bảo vệ kết giới. Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, đều bị vậy bảo vệ kết giới ngăn trở, không cách nào đến gần. Thấy vậy, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như là người bình thường, cứng rắn bị hắn Titan tinh đấu quyền nhất kích, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Nhưng cái này cái hồn tôn Hoàng Cổ Khê, bị này tổn thương nặng, vẫn còn không có ngã xuống, có thể gặp hắn tu vi nội tình mạnh mẽ. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, người thành công chọc giận ta. Vốn còn muốn để cho các ngươi chết được nhẹ nhõm một chút, nhưng hôm nay, ta muốn để các ngươi nếm thử một chút. Cái gì gọi là chân chính thống khổ? Hồn tôn cười gằn, ma hồn thân thể đang cháy, từng luồng kinh khủng à khí tràn ngập ra, hắn ánh mắt hóa thành đen nhánh trọng đồng, tử vong đường vân hiện lên, ma khí ở đỉnh đầu hắn hội tụ, dần dần hóa thành một phiến bóng tối ma đạo bầu trời. Thiên ma phệ hồn, ma trời mưa khung. Hồn tôn diễn cảm vô cùng dữ tợn, mượn ma hồn thiêu đốt lực lượng, thi triển ra thiên ma phệ hồn thần thông, hóa ra một phiến thật lớn ma đạo bầu trời. Đem Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, cũng bao phủ đi vào. Rào 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 rào. Từ vậy phiến ma đạo trên bầu trời, từng giọt đen nhánh, âm lãnh, mang theo mãnh liệt ăn mòn hơi thở nước mưa, điên cuồng đổ tạt xuống. Tràn đầy ăn mòn ma khí nước mưa, rơi vào Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn trên thân ba người. Cái này nước mưa, tốt mãnh liệt ăn mòn. Diệp Thần mặt liền biến sắc. Chỉ cảm thấy hồn tôn bộc phát ra ma đạo hắc mưa, cứ như muốn hủ cốt phệ hồn, đặc biệt khủng bố. Nước mưa vừa rơi xuống đến người trên da, liền suy suy vang dội. Diệp Thần cảm thấy da kịch liệt lửa đốt đau, vội vàng điều động đan điền linh khí ngăn cản ngự, thế nhưng ma mưa, ăn mòn lực lượng đặc biệt mãnh liệt, có thể trực tiếp thấm vào nhập người da, ăn mòn gân cốt đạo tâm. Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, gặp phải vậy phệ hồn ma mưa tập kích, giống vậy đặc biệt khó chịu. Đây là hồn tôn Hoàng Cổ Khê thủ đoạn chân chính, hắc ám ma mưa một bao phủ xuống, Diệp Thần ba người liền khó mà ngăn cản, thực lực sai biệt quá lớn. Trừ phi, có thể tìm được vậy cầm đặc thù vũ khí, chém hồn đao. Thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần cảm nhận duy nhất phương pháp phá cuộc, chính là chém hồn đao. Chỉ cần lấy được chém hồn đao, liền có cơ hội chém chết hồn tôn Hoàng Cổ Khê. Chém hồn đao, là hồn thiên đế răng biến thành. Là cao cấp thần binh lợi khí, đối phó hắc ám hồn tộc, có mãnh liệt khắc chế giết hại hiệu quả. Coi như là hồn tôn Hoàng Cổ Khê, cũng khó mà ngăn cản. Nhưng hiện tại, Diệp Thần cũng không biết, vậy cầm chém hồn đao, rốt cuộc ở địa phương nào. Hơn nữa, trước mắt ma mưa mưa như chút nước, hắn gặp mãn không ma mưa bao phủ, cũng khó mà đột phá ra ngoài. Quần tinh vô tướng, nguyên thủy tinh khung, lên. Vừa lúc đó, Thanh Sam Ngạn quát to một tiếng, cả người khí huyết cũng là không muốn tiền vốn bốc cháy, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái huyệt khiếu, đều là bộc phát ra vô tận ánh sao. Điểm điểm tinh quang sáng chói, chậm rãi ở hắn trên đỉnh đầu, chống lên một phiến thật lớn tinh khung. Cái này phiến tinh khung, mang theo nguyên sơ phép tắc lực lượng, tinh khung bên trong lóng lánh mỗi một ngôi sao, cũng mang theo đặc biệt mãi mãi, đặc biệt rất xa khí tức thần bí, khí thế mênh mang mà mênh mông.
Đây là quần tinh vô tướng công bên trong đại thần thông, diễn hóa nguyên thủy tinh khung, nguyên sơ quy luật tách thả ra, có mênh mông tinh không vô tận thần uy. Cái này phiến nguyên thủy tinh khung, một lít đứng lên, liền cùng hồn tôn hoàng cổ khê ma đạo bầu trời, địa vị ngang nhau. Hai phiến bầu trời, ở trong hư không rằng co lẫn nhau trước, mơ hồ muốn đụng đụng. Mãn không ma mưa, ở thanh sam ngạn nguyên thủy tinh khung ánh sao ánh chiếu hạ, lập tức liền bị bốc hơi rớt. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, buồn cười không tự lượng. Hồn tôn hoàng cổ khê trong mắt lướt qua một chút lãnh ý, nhìn về phía thanh sam ngạn. Chỉ gặp thanh sam ngạn sắc mặt trắng bệch, thảm thiết không máu, cả người khí huyết, đang điên cuồng cháy. Hiển nhiên, thi triển cái này phiến nguyên thủy tinh khung, hắn cũng là cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Hồn tôn hoàng cổ khê thần sắc kiêu căng mà lãnh đạm, biết thanh sam ngạn không nhịn được bao lâu, lập tức liền thúc giục ma đạo bầu trời, hướng hắn chân áp xuống đi, phải đem hắn ép vỡ. Thanh sam ngạn cắn răng chống đỡ, hướng Diệp Thần và Hàn Diễm nói, luân hồi chi chủ, các người đi mau, đi triệu hoán sư phụ ta, hoặc là kêu hoang tổ tới đây. Hắn biết hồn tôn hoàng cổ khê lợi hại, dựa hết vào mình, là tuyệt đối không thể đối kháng, chỉ có thể liều chết trì hoãn hạ thời gian. Muốn chu diệt hồn tôn hoàng cổ khê mà nói, chỉ có mời đạo tông nhân vật cao tầng hạ xuống. Diệp Thần và Hàn Diễm nhìn nhau, gật đầu một cái, biết tình hình gay gắt, lập tức phi thân đi bên ngoài độn đi. Muốn chạy, hồn tôn hoàng cổ khê tức giận, phân ra một món ma khí, hóa thành hai đạo màu đen ma mũi tên, bắn chết hướng Diệp Thần và Hàn Diễm. Xuy xuy, nhưng, thanh sam ngạn phản ứng cực nhanh, khua kiếm chém ra, mộ đạo đợt khí cuồn cuộn. Liền đem vậy hai đạo màu đen ma mũi tên, chém xuống tới. Như thế một lần, Diệp Thần và Hàn Diễm, đã chui đi ra ngoài, không gặp bóng dáng. Đáng chết! Nhân quả luật, cho ta phong tỏa! Hồn tôn hoàng cổ khê thấy vậy, cắn răng nghiến lợi, giận dữ dị thường, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ phải tiếp tục cháy hồn phách năng lượng, phát động nhân quả luật, vải xuống một tầng không khí tường, phong tỏa ở U Thần Ma Quật. Miễn được Diệp Thần và Hàn Diễm tín hiệu cầu cứu truyền đi. Diệp Thần và Hàn Diễm, vội vã đi tới một nơi an toàn hang núi, hai người liền muốn phát ra ý chí, họ hét tông cao tầng, nhưng phát hiện, ý chí của bọn họ, không cách nào truyền ra ngoài. U Thần Ma Quật đã bị phong tỏa. Đại ca, không xong, vậy cái gì hồn tôn, thực lực so chúng ta tưởng tượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều à? Lại còn có thừa lực bày phong tỏa. Hàn Diễm lo lắng. Đây có thể phiền toái, trừ phi giết chết hắn, nếu không chúng ta cũng không ra được. Thấy vậy, Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, mơ hồ cảm thấy hồn tôn lớn mạnh như vậy, không chỉ là hắn bản thân lực lượng, sau lưng còn có hồn thiên đế chúc phúc. Hồn tôn hoàng cổ khê tín ngưỡng, quá thành kính, quá kiên định. Như vậy thành kính hắc ám tín đồ, đủ để đạt được hồn thiên đế ban phúc, Diệp Thần các người muốn chống lại, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Lão nhân kia, không tốt giết, chúng ta không phải là đối thủ. Diệp Thần chau mày đứng lên, suy nghĩ một chút, nói. Trừ phi, có thể tìm được vậy cầm kêu chém hồn vũ khí. Hàn Diễm vậy bắt được một chút thiên cơ, nói chém hồn đao sao. Nhưng mà, thanh đao kia, rốt cuộc ẩn núp ở địa phương nào. Hắn trong phảng phất bắt được, chém hồn đao ngay tại U Thần Ma Quật bên trong, nhưng không cách nào phong tỏa cụ thể tọa độ tồn tại. Thanh đao này, quá bí mật, liền hồn tôn hoàng cổ khê, tìm như thế nhiều, vậy không có tìm được chút nào tung tích. Diệp Thần nói, chúng ta chia nhau tìm, cẩn thận tìm, không muốn thả qua bất kỳ xó xỉnh nào, muốn lưu ý ảo tưởng không gian. Chém hồn đao như vậy bí mật, vậy khẳng định không phải che giấu ở mắt thường có thể thấy được thực tế địa giới, hơn phân nửa là núp ở ảo tưởng không gian bên trong. Hàn Diễm nhất thời nhức đầu, thực tế địa giới có hạn. Nhưng ảo tưởng nhưng là vô hạn. Từ trên lý thuyết nói, cái này phiến U Thần Ma Quật, có thể bày ngàn vạn ảo tưởng không gian, muốn ở trong đó tìm một cái đao, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, thiên cơ mong manh. Được rồi, đại ca, chúng ta chia nhau tìm. Hàn Diễm không biết làm sao, tuy biết đạo khó khăn, nhưng hôm nay cũng chỉ có biện pháp này. Thanh sam ngạn chống đỡ không được bao lâu, phải mau sớm tìm được chém hồn đao, trở về cứu hắn. Nếu không hắn nhất định phải chết. Hơn nữa, cũng chỉ có tìm được chém hồn đao, chém chết hồn tôn hoàng cổ khê, Diệp Thần và Hàn Diễm, mới có còn sống khả năng rời đi. Lập tức,
Diệp Thần và Hàn Diễm liền bắt đầu chia đầu tìm, chỉ muốn tìm ra vậy cầm ẩn giấu chém hồn đao. Diệp Thần vận chuyển ảo tưởng quy luật, từ U Thần Ma Quật bên trong, tìm được không thiếu cái ảo tưởng không gian. Những thứ này ảo tưởng không gian, phần lớn là nơi đây nảy sinh ma vật mở ra đi ra ngoài, những thứ này ma vật che giấu ở ảo tưởng bên trong không gian, ở trong xào huyệt yên lặng tu luyện. Diệp Thần kích phá không thiếu ảo tưởng không gian, tiêu diệt rất nhiều ma vật, nhưng vẫn là không có tìm được chém hồn đao. Mà xa xa, đã truyền đến Thanh Sam Ngạn cực kỳ thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Có thể tưởng tượng, hôm nay Thanh Sam Ngạn, nhất định gặp hồn tôn Hoàng Cổ Khê tàn khốc hành hạ, hắn một thân một mình, tự nhiên không phải hồn tôn địch thủ. Diệp Thần khẽ cắn răng, biết thời gian chỉ hoãn một phần, Thanh Sam Ngạn liền hơn một phần thống khổ cùng nguy hiểm. Chỉ là, vậy cầm chém hồn đao, thực đang ẩn núp quá sâu, Diệp Thần tìm kiếm hơn 2 tiếng, cũng không có bất kỳ phát hiện. Phụ thân, thử một chút đi bên này. Đột nhiên, tiểu cấm yêu từ luân hồi mộ địa bên trong nhảy ra, đứng ở Diệp Thần trên đầu vai, cho hắn chỉ một phương hướng. Đứa nhỏ, người có thể cảm nhận được vậy chém hồn đao hơi thở. Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi. Tiểu cấm yêu lắc đầu một ra cái, nói ta không xác thực định, chỉ là cái phương hướng này, tựa hồ ẩn núp có đặc thù gì hơi thở. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dọc theo tiểu cấm yêu chỉ. Sải bước đi tới trước, xuyên qua một cái hang núi, lại vòng qua Thanh Sam Ngạn và hồn tôn chiến đấu chi địa, dần dần đi tới U Thần Ma Quật chỗ sâu nhất. Nơi này kém không nhiều là lòng đất trong thế giới, có một cái trong suốt quặng mỏ, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Vậy cái quặng mỏ, dịch thấu trong suốt, tản mát ra đậm đà nguyên khí năng lượng ba động. Đây chính là 9 tầng trời tức nhưỡng tinh tạo thành nguyên mạch sao. Diệp Thần nhìn điều này trong suốt quặng mỏ. Vậy có thể cảm nhận được quặng mỏ bên trong, tản ra đậm đà nguyên khí. U Thần Ma Quật nguyên khí linh triều, chính là từ nơi này cái 9 tầng trời tức nhưỡng tinh quặng mỏ bên trong, tản mát ra. 9 tầng trời tức nhưỡng tinh, là đặc thù đạo tinh, do chí cao đại lộ hơi thở, trực tiếp hội tụ mà thành. Phụ thân, cái quặng mỏ này, năng lượng thật là tinh thuần à, ta muốn ăn. Tiểu cấm yêu liếm môi một cái, nhìn vậy trong suốt sáng lên quặng mỏ. Trong mắt kim quang lập lòe, lộ ra to lớn khát vọng ý. Cái quặng mỏ này, tương đương với đẻ trứng gà mái, cũng không thể tùy tiện ăn. Diệp Thần lắc lắc đầu nói. Chính là bởi vì có 9 tầng trời tức nhưỡng tinh tồn tại, cho nên U Thần Ma Quật cách mỗi ngàn năm, liền có một lần nguyên khí linh sóng trào hiện, tiếp tục lâu dài. Nếu như ăn cái quặng mỏ này, vậy từ nay về sau, nguyên khí linh triều liền chặn, đối đạo tông mà nói, tổn thất to lớn. Diệp Thần có thể không muốn đắc tội đạo tông, cho nên tự nhiên không thể bỏ mặc cho tiểu cấm yêu. Nếu là cái này quặng mỏ không có, đạo tông tất nhiên tìm hắn tính sổ. Được rồi. Tiểu cấm yêu không biết làm sao rũ cúi đầu, nhìn vậy chiếu lấp lánh 9 tầng trời tức nhưỡng tinh, vẫn là nước miếng chảy ròng, không cam lòng nói. Phụ thân, không bằng chúng ta ăn chung. Ta ăn một nửa, ngươi ăn một nửa. Cái này 9 tầng trời tức nhưỡng tinh. Là rất tinh khiết đạo tinh, phụ thân, ngươi ăn tiếp, có lẽ có thể thức tỉnh ngươi luân hồi nguyên thể nham đồ đằng nha. Luân hồi nguyên thể có cửu thiên đồ dọn ra, mỗi loại đồ đằng thuộc tính không cùng, trước mắt Diệp Thần chỉ mở ra một đạo phong chi đồ đằng, mà nếu như hắn có thể hấp thu 9 tầng trời tức nhưỡng tinh tinh hoa, có thể liền có cơ hội, thức tỉnh ra đạo thứ 2 đồ đằng. Nham đồ đằng. Bởi vì cái này 9 tầng trời tức nhưỡng tinh, linh khí thuộc tính liền cùng nham đất tương thông. Đủ để mang cho Diệp Thần to lớn tăng thêm. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng suy nghĩ một chút điều này nguyên mạch, là đạo tông đồ, hắn từ không thể tư nuốt, lập tức lắc lắc đầu nói, không được, điều này nguyên mạch không phải chúng ta. Nghe được Diệp Thần vẫn là cự tuyệt, tiểu cấm yêu cũng là không biết làm sao, ủ rủ cúi đầu. Dừng một chút, tiểu cấm yêu miễn cưỡng khôi phục tinh thần, chỉ phía trước nguyên mạch một cái lỗ hổng, nói, phụ thân, chỗ này. Tựa hồ có chút cổ quái. À, Diệp Thần dọc theo tiểu cấm yêu phương hướng chỉ, nhìn sang, liền thấy phía trước nguyên mạch, có một nơi vết rách, tựa hồ là một mảnh đất mạch tràn ra miệng, từng luồng hào hùng nguyên khí, từ lỗ hổng kia phun ra. Nhưng kỳ quái chính là, những cái kia phun ra ngoài nguyên khí, cũng không có tràn ngập lan truyền, mà là thật giống như bị thứ gì, toàn bộ cắn nuốt hết. Ồ, đích xác có chút cổ quái. Diệp Thần nhìn ra liền đầu mối. Chỗ kia nguyên mạch tràn ra miệng, nơi nhô lên ra nguyên khí,
phá lệ dư thừa hùng hồn, vô cùng đậm đà, ẩn hiện lên kim quang mây tía, nếu như chảy ra mà nói, rất có thể đưa tới nguyên linh bạo, bởi vì nguyên khí đậm đà quá mức. Nhưng là, bởi vì vậy nguyên khí, một phun ra ngoài, liền bị thứ gì hấp thu hết, không có lưu tán đi ra ngoài, cho nên Diệp Thần đi tới U Thần Ma Quật lâu như vậy, cũng không có đụng phải nguyên linh bạo. Nơi này có một tầng ảo tưởng không gian. Diệp Thần bén nhạy cảm thấy được, ở đó nguyên mạch tràn ra trên miệng phương, từng cái ảo tưởng quy luật xen lẫn. Những thứ này ảo tưởng quy luật, dùng mắt thường là không thấy được, cần dùng lòng. Diệp Thần ngưng thận trọng xem, liền thấy từng cái màu đen ảo tưởng quy luật, như dây nhỏ vậy quấn quýt trước. Hắn ngón tay kéo một cái, một đạo đao gió chém ra, đem những cái kia ảo tưởng quy luật toàn bộ chặt đứt, hư không liền vặn vẹo, một cái ảo tưởng thế giới, chậm rãi nổi lên. Cái này ảo tưởng thế giới, nhưng là trống trơn như vậy, không có bất kỳ vật gì tồn tại, liền thông thường ma vật cũng không có. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao là không? Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn còn lấy làm cho này tầng ảo tưởng bên trong không gian, sẽ có vật gì tồn tại, trong bóng tối hút lấy nguyên mạch năng lượng. Nhưng không nghĩ tới, cái này ảo tưởng không gian, nhưng là trống trơn như vậy, thứ gì cũng không có. Không, phụ thân. Đây là một cái hai tầng ảo tưởng không gian. Tiểu Cấm Yêu nói. Hai tầng ảo tưởng không gian. Diệp Thần sửng sốt một tí. Tiểu Cấm Yêu nói, đúng vậy, hai tầng ảo tưởng không gian, liền như trong mộng mộng vậy, trong giấc mộng có mộng, trong ảo tưởng có ảo tưởng, cái này không gian sau lưng, còn cất giấu một tầng không gian. Kỳ quái, là ai sáng lập cái này hai tầng ảo tưởng không gian? Theo lý mà nói, từ mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, thiên địa pháp tắc hủy diệt quá nhiều, đương kim thế gian, coi như là thiên đế chủ thần, vậy rất khó lại cấu tạo ra hai tầng ảo tưởng không gian. Tiểu Cấm Yêu trầm tư, hắn suy tư thời điểm, trên thân thể có từng luồng yêu khí bốc hơi lên lên, phảng phất có cái gì cổ xưa lực lượng đang thức tỉnh. Diệp Thần nhẹ nhàng bắn một tí đầu hắn, nói, đứa nhỏ, đừng suy nghĩ, trước giúp ta cầm khác một tầng ảo tưởng không gian lấy ra. Tốt phụ thân. Tiểu Cấm Yêu phục hồi tinh thần lại. Lập tức ra tay, tiểu tiểu ngón tay toát ra một đạo yêu khí ánh sáng, hô đích một tiếng xuyên qua ra, ngay tức thì đánh xuyên tầng kia ảo tưởng không gian. Trong hư không ảo tưởng không gian, như gương phiến vậy bể tan tành, nhưng cái này tầng ảo tưởng không gian bể tan tành sau đó, nhưng lại có một tầng mới ảo tưởng không gian, hiển hóa liền đi ra. Tầng này ảo tưởng không gian, u ám đen nhánh, có một tòa hồ nước to lớn, nước kia ao, lại là một tòa nguyên ao. Thuần túy là do tinh thuần nguyên khí, hội tụ mà thành. Ở đó ao nước bên trong, cắm một cái bén chiến đao, ma khí lượn lờ, khí lưu gào thét, hô hô vang dội, trên thân đao hắc ám phủ văn xen lẫn, khá là lộng lẫy. Ma trên đao hắc ám khí tức, tràn ngập ra, để cho được vậy trong suốt linh khí nguyên ao, vậy bao phủ lên một tầng nồng đậm hắc khí, giống như là cái gì truyền thuyết cổ xưa bên trong ma ao, lộ ra một chút làm người sợ hãi hơi thở. Diệp Thần thấy vậy cầm ma đao, nội tâm chấn động một cái, thiên cơ bắt, trong thoáng chốc cũng biết, đó chính là chém hồn đao, là hồn thiên đế răng biến thành vũ khí. Hồn thiên đế răng biến thành chém hồn đao, có thể gọi là cao cấp thần khí. Diệp Thần viễn xa nhìn, cũng có thể cảm nhận được vậy cầm chém hồn đao đáng sợ sát khí, đạo tâm từng cơn lay động. Nhưng để cho Diệp Thần kinh ngạc nhất, cũng không phải là chém hồn đao. Ở chém hồn đao trước mặt, có một cô gái, da thịt trắng như tuyết, đang ngâm ở ao nước bên trong. Ao nước không hề sâu, thiếu nữ ngồi xếp bằng, nửa người dưới tử ngâm dưới nước, trên người thân thể nhưng là không có chút nào che giấu, cởi trần ra, vậy trắng như tuyết trong suốt thân thể, ở sau lưng nàng đen nhánh chém hồn đao nổi bật hạ, liền như dương chi bạch ngọc vậy, lại là thiên nữ. Ai yêu? Tiểu Cấm Yêu kêu lên một tiếng, nhìn trời nữ không mảnh vải che thân hình dáng, theo bản năng liền che lại ánh mắt. Thiên nữ quần áo, đống đặt ở bên cạnh cái ao trên, nàng không biết ở chỗ này, ngâm biết bao lâu. Ở trên đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một viên màu vàng kim viên thuốc, phía trên điêu khắc có kiếm khí đổ đằng, thụy khí tách thả ra. Nguyên mạch tràn ra miệng nguyên khí năng lượng, phần lớn đều bị thiên nữ hấp thu, lại truyền đến viên kia màu vàng kiếm song bên trong đi. Ở từng luồng tinh thuần nguyên khí bồi bổ hạ, viên kia kiếm song, nơi toát ra kim quang, vậy bộc phát nồng nặc lên. Thiên nữ không ngừng hô hấp thổ nạp, điều động mình khí huyết, đi bồi bổ viên kia kiếm song. Viên kia kiếm song,
cũng có từng luồng năng lượng linh khí, phụng dưỡng lại cho nàng. Diệp Thần nhìn viên kia kiếm xong, mơ hồ bắt được kiếm tử tiên trần nhân quả. Vật kia, hẳn là kiếm tử tiên trần giao cho thiên nữ, hơn phân nửa và đúc siêu phẩm thiên kiếm kế hoạch có liên quan. Nguyên mạch tràn ra miệng năng lượng, 10 phần lại dư thừa hùng hồn, coi như là thiên nữ, cũng không thể hoàn toàn hấp thu, nàng hấp thu nguyên khí, cũng chuyển đến viên kia màu vàng kiếm xong bên trong đi. Thiên nữ lại có thể trốn ở chỗ này. Chẳng lẽ cái này hai tầng ảo tưởng không gian, là nàng chế tạo ra? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhưng cẩn thận xem, liền phát hiện cái này ảo tưởng không gian, dấu vết đặc biệt cổ xưa, rõ ràng không phải mới gần sáng tạo, cũng không phải là xuất từ thiên nữ bút tích. Vậy cũng chỉ còn lại có một cái giải thích. Diệp Thần ánh mắt, bắn về phía vậy cầm chém hồn đao. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này hai tầng ảo tưởng không gian, chính là vậy chém hồn đao mở ra đi ra ngoài. Thanh đao này, là hồn thiên đế răng biến thành, mang theo linh tính. Ông, chém hồn đao rung, tựa hồ thật có linh tính vậy, biết mình bại lộ. Thiên nữ cũng là mở mắt ra, thấy Diệp Thần xuất hiện, nàng ngây ngẩn, thần sắc run lên, nói. Diệp Thần, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nhìn trời một chút nữ, lại nhìn xem chém hồn đao, cười nói, ta tại sao không thể ở chỗ này? Thiên nữ hừ một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng có thể phát hiện cái này ảo tưởng không gian. Nàng là có kiếm tử tiên trần ban thưởng đồ, mới phát hiện cái này bí ẩn ảo tưởng không gian tồn tại, không nghĩ tới Diệp Thần cũng có thể phát hiện. Phải biết, cái này ảo tưởng không gian, là chém hồn đao ẩn núp chỗ, trong quá khứ trong năm tháng, cho dù là hồn tôn Hoàng Cổ Khê, sát phí khổ tâm, vậy không có thể tìm được. Ngươi đang hấp thu nguyên mạch năng lượng, thôi, ta cũng không cản ngươi. Nhưng, phía sau ngươi ma đao, quy về ta. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhanh chóng làm xong phán đoán. Hôm nay thiên nữ, là kiếm tử tiên trần nhúng kiếm vật liệu, nàng hấp thu nguyên mạch năng lượng, tự nhiên cũng là kiếm tử tiên trần ý, phải lớn mạnh nàng thân xác tinh hoa, tương lai tốt tăng lên nhúng kiếm tỷ lệ thành công. Diệp Thần không muốn đắc tội kiếm tử tiên trần, cho nên biết rõ thiên nữ đang điên cuồng cướp đoạt nguyên mạch năng lượng, hắn cũng không ngăn cản. Nhưng, vậy cầm chém hồn đao, hắn nhưng là nhất định phải cầm tới tay. Đây là tiêu diệt hồn tôn Hoàng Cổ Khê, cứu Thanh Sam Ngạn chỗ mấu chốt. Hơn nữa, coi như bỏ mặc tầng này nhân quả, chém hồn đao là hồn thiên đế răng biến thành, nếu là có thể chấp trưởng mà nói, tuyệt đối là có thiên đại chỗ tốt, là đại cơ duyên, vận may lớn. Lập tức, Diệp Thần tung người bay vút ra, bàn tay phủ lên một tầng mặt trời gay gắt chói lọi, hướng chém hồn đao bắt đi. Hắn có thể cảm nhận được, chém hồn đao hắc ám ma khí, dị thường nồng nặc. Nếu như không làm tốt phòng vệ, trực tiếp chấp trưởng mà nói, rất có thể phải gặp cắn trả. Đó là ta cơ duyên, ngươi dám cướp. Thiên nữ mắt đẹp run lên, sắc mặt đổi được vô cùng âm lãnh, một tiếng quát mắng, trên đỉnh đầu trôi lơ lửng màu vàng kiếm xong, tách thả ra vạn nặng sáng mờ, như sao sông vậy rủ xuống, bao phủ toàn bộ ao nước, giống như hình thành một tầng cấm chỉ kết giới, màu vàng phù văn xen lẫn. Diệp Thần đụng vào màu vàng kia phù văn giới trên vách. Lập tức liền bị chấn động lui về. Thiên nữ, ngươi muốn làm gì? Cái này nguyên mạch tràn ra miệng năng lượng khổng lồ, ta đã toàn bộ nhường cho ngươi, ngươi còn chưa đầy đủ. Thanh đao này, ngươi còn muốn cùng ta cướp. Ta cho mặt mũi kiếm tử tiên trần, ngày hôm nay không cùng ngươi tranh đấu, nhưng nếu là ngươi lấn hiếp người quá đáng, đừng trách ta vô tình. Diệp Thần thương đích một tiếng, sử dụng luân hồi thiên kiếm, đạo tông chú binh thuật bùng nổ. Trên thân kiếm toát ra đạo đạo phù văn, như chạm giống vậy, kiếm phong lập tức đổi được ác liệt vô cùng. Ở đạo tông chú binh thuật ra chỉ xuống, Diệp Thần có lòng tin, có thể trực tiếp chạm phá thiên nữ bày ra bình phong che chở. Cảm nhận được Diệp Thần kiếm phong ác liệt, thiên nữ mặt liền biến sắc, trong lòng âm thầm khiếp sợ, tên này, lúc nào học biết liền đạo tông chú binh thuật, đây chính là tương đối cao sâu thần thông. Đạo tông chú binh thuật, là đạo tông nồng cốt thần thông bên trong. Có thể đúc binh khí, và đạo tông chú đan thuật có chút tương tự, ở lúc cần thiết, thậm chí có thể cầm kẻ địch sống sờ sờ đúc thành binh khí. Dĩ nhiên, Diệp Thần trước mắt đạo tông chú binh thuật tu vi, chỉ là tầng thứ nhất, còn chưa đạt đến loại cảnh giới đó, nhưng muốn tăng lên mình binh khí trình độ sắc bén, nhưng là dư sức có thừa. Dõi mắt đạo tông chú binh thuật thành tựu sâu nhất, chính là kiếm tử tiên trần,
có đúc siêu phẩm binh khí tư cách. Thiên nữ đang rơi xuống kiếm tử tiên trần trên tay sau đó, vậy tiếp xúc qua đạo tông chú binh thuật, nhưng thời gian quá ngắn, còn không có lĩnh ngộ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể luyện thành. Mơ hồ tới giữa, nàng cảm thấy da đầu tê dại, thật giống như thấy được mình cuối cùng vận mệnh, chính là bị Diệp Thần bóp vỡ, máu thịt bị đúc thành binh khí. Diệp Thần, đừng xung động. Thiên nữ sắc mặt ngay tức thì hòa hoãn lại, ôn nhu nói. Chúng ta giàu gì từng có một đoạn cảm tình, người tội gì hùng hổ dọa người như vậy. Thanh đao này, là hồn thiên đế răng biến thành, ta rất cần. Ta kết cục, hơn phân nửa là bị kiếm tử tiên trần, ném tới hỏa lò bên trong đốt chết, nơi có thời gian tuyến mất đi. Người thật nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Đem người thanh đao này, nhường cho ta, ta liền có thể và hồn thiên đế câu thông, tương lai có sống lại cơ hội. Ta đáp ứng ngươi. Chờ ta sống lại sau đó, ta có thể làm ngươi tiểu thiếp, đây không phải là ngươi trước kia vẫn muốn sự việc sao? Nàng giọng mười phần ôn nhu, thậm chí vận dụng một chút ma âm nhiếp hồn các loại thủ đoạn thần thông, hơn phân nửa là ở tử thần giáo đoàn bên trong học được. Nàng đoán chừng nếu như cứng rắn cướp bất quá Diệp Thần, liền dùng mềm. Nếu như là người bình thường, nghe được thiên nữ ôn nhu như vậy thanh âm, rất có thể liền mềm lòng. Nhưng, thời khắc này Diệp Thần đối đãi thiên nữ, có thể nói là tâm như thiết thạch, không nhúc nhích chút nào, vui vẻ cười to nói. Không cần, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Thiên nữ, chỉ cần ngươi không chủ động xúc phạm ta, ta xem ở kiếm tử tiên trần mặt mũi, sẽ không giết ngươi, ngươi yên tâm. Nhưng thanh đao này, ngươi tuyệt không thể chấm mút. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần không do dự nữa, khua kiếm chém một cái. Ở đạo tông chú binh thuật bơm vào hạ. Hắn kiếm khí mười phần sắc bén ác liệt, một kiếm liền chạm phá thiên nữ bày ra kết giới bình phong che chở. Rồi sau đó, Diệp Thần bước chân đạp một cái, thân thể tiêu xạ nhi ra, bay vút đến chém hồn đao trước, bàn tay trái trực tiếp bắt cán đao. Rắc rắc, ở Diệp Thần bàn tay, mang bắt cán đao ngay tức thì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thanh đao này, truyền ra mãnh liệt kháng cự ý niệm, ở ngăn cản hắn nắm trong tay, trên chuôi đao toát ra từng cây một nhọn thật nhỏ cốt gai. Lập tức liền đâm xuyên hắn lòng bàn tay, máu tươi ồ ồ chảy ra. Dây dứt đau nhức, từ lòng bàn tay truyền tới, nhưng Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cũng không có buông tay. Thần phục ta đi. Diệp Thần gầm thét một tiếng, lúc này đem vậy chém hồn đao, từ trong hồ rút ra. Hắn ngắm nhìn thân đao, trong lòng chỉ toát ra hai chữ, hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Thanh đao này, vô luận là sức nặng, đường cong, bề ngoài cấu tạo. Tản ra ma khí, lượn lờ quy luật chập chờn, đều là vô cùng hoàn mỹ, không thấy được một vài người công chế tạo dấu vết, là thiên địa tạo hóa vật, hoàn mỹ mà vĩ đại. Diệp Thần hít sâu một hơi, điên cuồng điều động mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, muốn đè xuống chém hồn đao ma khí, hàng phục này đao. Dừng tay! Thiên nữ thấy vậy, mặt liền biến sắc. Thanh đao này, nhưng mà nàng cùng hồn thiên đế câu thông hy vọng duy nhất, nàng có thể không thể bỏ qua. Nàng là chết chắc, ở kiếm tử tiên trần dưới quyền, có thể còn sống đặc biệt thấp, nàng chỉ có gửi hy vọng vào tương lai sống lại. Thấy Diệp Thần rút ra chém hồn đao, thiên nữ lập tức từ trong hồ bay ra, vung tay lên, trước phủ thêm quần áo, như lăng ba tiên tử vậy, sử dụng băng hoàng thiên kiếm, đạp nước khua kiếm hướng Diệp Thần đâm tới. Ngươi còn không phải là ta đối thủ. Diệp Thần thần sắc ác liệt, không chút do dự nào, lập tức mở luân hồi nguyên thể, quanh thân tập tục nổ. Trên trán ông một tiếng, nổi lên một đạo xanh mưa lất phất phong chi đồ đằng. Hắn mở luân hồi nguyên thể, vừa là vì trấn áp thiên nữ, cũng là vì hàng phục chém hồn đao. Oanh! Diệp Thần tay phải một kiếm vung cuồng, kiếm khí bão gào thét ra, mình mông mãnh liệt. Thiên nữ rên lên một tiếng, nhất thời cảm thấy hô hấp ngưng động chất, khó mà chống đỡ, cũng biết thời khắc này Diệp Thần, đã là hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch, trừ phi nàng có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Nếu không tuyệt không phải Diệp Thần địch thủ. Ở Diệp Thần cuồng bạo kiếm khí gió lốc lớn dưới, thiên nữ chỉ có thể mười phần chật vật lui về phía sau. Mà Diệp Thần, nhưng cảm thấy cầm đao tay trái, bàn tay đau nhức dị thường. Chém hồn đao vượt trội cốt gai, đâm vào da, vậy cốt gai mang theo nồng nặc ma đạo sát khí, lại thấm vào Diệp Thần khí huyết bên trong, cho dù hắn đã mở luân hồi nguyên thể, cũng là cảm thấy mười phần khó giải quyết. Kim đan kiếm xong. Kiếm thần à, mời ban cho ta lực lượng.
Thiên nữ ngâm sướng một tiếng, đem viên kia màu vàng kim kiếm xong, lần nữa thôn nạp vào cơ thể, cũng kêu gọi kiếm thần trợ lực. Nàng nơi kêu to kiếm thần, chính là kiếm tử tiên trần. Cái này thế gian, được gọi là kiếm thần người, không có 10.000, cũng có 8.000. Chư thiên bên trong, cái đầu tiên được gọi là kiếm thần người, chính là kiếm tử tiên trần. Oanh! Thiên nữ nuốt vào màu vàng kia kiếm xong sau đó, lập tức đạt được kiếm tử tiên trần trợ lực, cả người khí lưu nổ ầm, năng lượng nổ. Bảy tội kiếm đạo, ngạo mạn tội, phá. Thiên nữ khua kiếm đâm ra, kiếm chiêu bình thường không có gì lạ, nhưng ở vậy bình thản kiếm chiêu sau lưng, lại tựa hồ như cất giấu hỗn loạn lòng người lực lượng. Ông ông ông! Diệp thần đạo tâm, lập tức rung chuyển, nhưng cũng không có gì khó chịu cảm giác, ngược lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, thiên địa vũ trụ, chúng sanh vạn vật, tựa như đều được con kiến hôi tồn tại, thiên nữ cũng được con kiến hôi, mà chính hắn chính là duy nhất nắm giữ. Phụ thân, chú ý à, là bảy tội kiếm đạo. Tiểu cấm yêu kinh hô lên, thể tựa hồ nhận ra thiên nữ kiếm pháp. Cái gì bảy tội kiếm đạo? Diệp thần trong lòng rất là nghi ngờ. Tiểu cấm yêu nói, chính là bảy tông tội, là ngạo mạn, ghen tị, giận dữ, lười biếng, tình dục, tham lam, bạo thực cái này bảy tông tội. Kiếm tử tiên trần hiểu bảy tông tội, tự nghĩ ra ra bảy tội kiếm đạo, trở thành thế gian vị thứ nhất kiếm thần, người có thể được chú ý à? Diệp thần nghe tiểu cấm yêu mà nói, không khỏi nhướng mày một cái. Đây là thiên nữ trường kiếm đã đâm tới, hắn nghiêng người né tránh, mười phần ung dung, liền nói. Đây chính là bảy tội kiếm đạo sao, ta xem cũng không quá như vậy, không lợi hại gì. Tiểu cấm yêu khủng hoảng nói, gay gâu, gay gâu. Phụ thân, người đã phạm vào ngạo mạn tội. Cái gì ngạo mạn tội? Diệp thần chân mày lại là nhíu một cái, trong phảng phất cảm thấy không đúng. Thiên nữ một kiếm bị diệp thần né tránh sau đó, cũng không hoảng loạn, khóe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười, cổ tay vừa chuyển, lại khua kiếm chém ngang tới. Lần này nàng vận dụng toàn thân linh khí năng lượng, thần đạo cảnh quy luật nổ, trên thân kiếm kim mang nổ tung, sau lưng hiển nhiên lại có kiếm tử tiên trần ban phúc trợ lực, hết sức lợi hại. Diệp thần trong lòng cảnh giác, đây là chỉ cảm thấy tay trái đau nhức khó mà nhẫn nại, vậy chém hồn đao cán đao cốt gai, càng châm càng sâu, đau đớn đã ảnh hưởng đến diệp thần tinh thần. Lý trí nói cho diệp thần, hắn phải lập tức bỏ đao, toàn bộ tinh thần chăm chú, nghênh đón thiên nữ một kiếm. Nhưng không biết sao, hắn tâm lý nhưng toát ra một cổ to lớn kiêu ngạo, cảm giác được mình có thể nhận hạ thiên nữ kiếm, thậm chí có thể ung dung trấn áp chém hồn đao. Đại mộ thần kiếm, phá! Diệp thần hừ một tiếng, giơ kiếm nghênh kích thiên nữ. Nhưng lúc này, diệp thần tay trái đau đớn, đã đến tê tâm liệt phế bước, ma khí bứt rứt. Đang đau đớn xé hạ, hắn một chiêu này đại mộ thần kiếm, kiếm khí tán loạn, chiêu pháp sơ hở trăm chỗ. Ha ha! Thiên nữ cười nhạt, một kiếm đánh trúng diệp thần kiếm pháp sơ hở, mũi kiếm đâm về phía diệp thần tim. Diệp thần thất kinh, nguy cấp bên trong chỉ có thể triệu hoán thanh liên phân thân đi ra, lợi dụng thanh liên phân thân, chặn lại một kích chí mạng, thân thể mình thì mười phần chật vật lui về phía sau. Diệp thần, làm sao như thế không cẩn thận, ngươi có thể đánh thắng ta, lại tới. Thiên nữ cười một tiếng, ra lại kiếm đâm về phía diệp thần. Lúc này, diệp thần đã phát hiện không được bình thường. Lý trí nói cho hắn, hiện tại phải bỏ đao, toàn lực ứng chiến. Nhưng không biết sao, diệp thần quỷ thần xui khiến, lại cảm giác được mình có bản lãnh, có thể giết ngược thiên nữ, lại thuận tay trấn áp chém hồn đao. Rõ ràng đã là vô cùng hung hiểm tình cảnh, nhưng ở diệp thần trong lòng, vẫn là cảm thấy thiên nữ là con kiến hôi, chém hồn đao không đáng giá để ra, chỉ có mình, mới là cao quý nhất, nhất vô địch tồn tại. Suy, thiên nữ mũi kiếm lần nữa đâm tới, diệp thần tay phải muốn nâng kiếm chống đỡ, nhưng tay trái chuyển tới đau nhức, ảnh hưởng chân thực quá lớn, hắn cả người bởi vì đau đớn mà bủn rủn, tay phải lại không để được chút nào khí lực, liền kiếm cũng không nhấc nổi. Không tốt, diệp thần hoảng hốt, thiên nữ mũi kiếm đã mau đâm trúng tim hắn. Đúng rồi, ta phạm vào ngạo mạn tội. Đến nơi này một khắc, diệp thần rốt cuộc rõ ràng, tiểu cấm yêu nói ngạo mạn tội. Rốt cuộc là có ý gì? Kiếm tử tiên trần bảy tội kiếm đạo, ngạo mạn tội là bảy tông tội đứng đầu. Thiên nữ thì triển ra ngạo mạn kiếm, lập tức ảnh hưởng đến diệp thần đạo tâm, để cho hắn rơi vào ngạo mạn tội tình cảnh,
cả người đổi được vô cùng ngạo mạn, khinh địch khinh thường. Diệp thần đạo tâm, đã là vô cùng vững chắc tồn tại, nhưng như cũng bị ngạo mạn tội ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được, cái này bảy tội kiếm đạo, có lợi hại dường nào. Đây không phải là thiên nữ lực lượng, đây là kiếm tử tiên trần lực lượng, là thế gian vị thứ nhất kiếm thần lực lượng. Thiên nữ mũi kiếm, đã đâm rách Diệp thần quần áo, thì phải xuyên qua tim hắn. Quyết tử ma nhãn. Sống chết trước mắt, Diệp thần khẽ cắn răng, liền chuẩn bị không để ý giá phải trả, mở quyết tử ma nhãn, phá hỏng thiên nữ một kiếm. Nhưng lúc này, ở trong cơ thể hắn luân hồi thiên quốc bên trong Bùi Vũ Hàm, nhưng là tỉnh lại, thấy thiên nữ một kiếm đâm tới, liền theo bản năng hợp tay ngâm sướng. Tử thần à, ban cho ta chúc phúc. Một cổ nồng nặc hắc khí, từ Diệp thần nơi buồng tim dâng lên. Đây là... Thiên nữ thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ kinh khủng tử vong sát khí, gào thét tới. Nàng vội vàng rút kiếm lui về phía sau, mặt đầy kinh hoàng. Diệp thần từ trong mắt của nàng bên trong, tựa như thấy được Bùi Vũ Hàm cái bóng ngược. Thế nhưng cái Bùi Vũ Hàm, nhưng là chấp trưởng tử thần quyền bính, ngồi ngay ngắn ở kinh cức vương tọa lên vĩ đại hình tượng, cũng không phải là hắn luân hồi thiên quốc bên trong vậy cô gái yếu đuối hình dáng. Bùi Vũ Hàm ngâm sướng sau này, phát ra tử thần lực lượng, lại tựa như hao hết lực lượng, lần nữa ngủ say đi. Diệp thần phục hồi tinh thần lại, lập tức buông tay trái ra, chém hồn đao loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất, hắn rút người ra nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này thiên nữ bị tử thần sát khí đánh vào, là Diệp thần phản kích thời điểm, nhưng Diệp thần mới vừa thử nghiệm nắm trong tay chém hồn đao, bàn tay đều bị đâm xuyên, máu tươi chảy ròng, đau đớn bứt rứt. Cũng không cách nào truy kích thiên nữ, hôm nay đành phải bỏ đao điều tức, khôi phục thương thế. Diệp thần, người thật là khắp nơi muốn cùng ta đối nghịch à. Thiên nữ trong mắt nháy mắt, hàm răng cắn răng, giữa trán một phiến sâm nghiêm. Nàng xem rớt xuống đất chém hồn đao, lại nhìn chung quanh một chút không ngừng đổi được đậm đà nguyên khí, nói, người còn có cơ hội cuối cùng, lập tức đem chém hồn đao cho ta. Nếu không, không có ta áp chế. Cái này nguyên khí không ngừng phun ra, dao động thiên địa pháp tắc, sớm muộn phải đưa tới nguyên linh bạo, người phải bị nổ chết ở chỗ này. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, liền thấy vậy nguyên mạch tràn ra miệng, nguyên khí năng lượng như núi lửa phun ra vậy, điên cuồng bạo dũng ra, hình thành từng cổ một nguyên khí cuồng chiều, ở chung quanh không ngừng đánh thẳng vào, liền thiên địa pháp tắc đều bị diêu động. Tiếp tục như vậy nữa, đưa tới nổ, đó là chuyện tất nhiên. Mới vừa có bữa nữ hấp thu nguyên khí, không có phát sinh nguyên linh bạo nguy hiểm, nhưng hiện tại không có nàng, cái này nguyên khí điên cuồng nhô lên, nhưng là hoàn toàn không ngừng được. Ha ha, cho rằng không có ngươi, liền sẽ phát sinh nguyên linh bạo sao? Đứa nhỏ, nuốt trọn nơi này nguyên khí. Diệp thần gọi tiểu cấm yêu, bởi vì hắn biết, nơi này phún ra nguyên khí, năng lượng quá bàng bạc, dựa hết vào chính hắn, thì không cách nào hoàn toàn hấp thu. Được. Phụ thân, tiểu cấm yêu nhất thời cặp mắt sáng lên, lộ ra thèm thuồng đói bụng thần sắc, lập tức hít thở sâu một hơi, đem linh khí chung quanh cuồng chiều, điên cuồng hấp thu vào bên trong cơ thể. Diệp thần vận chuyển Bắc Minh nuốt trời pháp, sau lưng hiện ra hắc ám vòng xoáy, vậy bắt đầu hấp thu. Hắn ở địa phương đó, chính là nguyên mạch tràn ra miệng bên trên, nguyên khí nhất là bàng bạc dư thừa, tử hà hòa hợp, thần quang tràn ngập, lại mang 9 tầng trời tức nhưỡng tinh đại lộ hai uẩn. Diệp thần tu vi, đã ở vô lượng cảnh tầng 8 thiên cực hạn, hôm nay lại điên cuồng hấp thu nguyên khí, tầng kia cảnh giới cửa sổ giấy, cuối cùng là bị hắn thọt phá. Oanh! Đột phá ngay tức thì, Diệp thần thân thể, liền bộc phát ra sáng chói luân hồi kim quang, long phượng bay lượn, thụy hà hòa hợp, đỏ nghê vạn nói, khí tượng 10 phần nguy nga. Hắn luân hồi nguyên thể, vậy đi theo lớn mạnh, ở đó tay trái trên mu bàn tay, lại là nổi lên một đạo đồ đằng. Phơi bầy nham đất trầm hậu trói lọi, chính là nham đồ đằng. Luân hồi nguyên thể có cửu thiên đồ dọn ra, thời khắc này Diệp thần, hấp thu 9 tầng trời tức những tinh nguyên khí năng lượng, đột phá đến vô lượng cảnh 9 tầng trời tiên đế cảnh giới, cũng thức tỉnh liền luân hồi nguyên thể nham đồ đằng. Tiên đế đột phá, nham đồ đằng thức tỉnh. Diệp thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, vốn đang cho rằng, muốn trực tiếp chiếm đoạt 9 tầng trời tức những tinh, mới có cơ hội thức tỉnh nham đồ đằng. Nhưng không nghĩ tới, hắn chỉ là hấp thu nguyên khí, thì thành công thức tỉnh đi ra. Xem ra cửu thiên đồ dọn ra thức tỉnh, so với luân hồi thất tinh dễ dàng hơn rất nhiều,
không khó khăn như vậy. Nham đồ đằng sau khi thức tỉnh, Diệp Thần cũng cảm giác được, thân thể mình lực lượng, tựa như dư thừa gấp mấy lần, bắp thịt xương cốt lấy được mặt đất nham đất rèn luyện, đổi được vô cùng vững chắc phong phú. Hắn ánh mắt, lại lần nữa nhìn về chém hồn đao. Hôm nay thức tỉnh nham đồ đằng, có lẽ, Diệp Thần có hoàn toàn nắm trong tay chém hồn đao cơ hội. Hít sâu một hơi, Diệp Thần muốn hấp thu điểm nguyên khí, sau đó đi ngay chấp chưởng chém hồn đao. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng phát hiện, chung quanh nguyên khí, đã trống. Cách, tiểu cấm yêu ở một cái, chung quanh nguyên khí cuồng chiều, lại có thể toàn bộ bị hắn một người chiếm đoạt sạch sẽ. U thần ma quật nguyên khí linh chiều, lúc này kết thúc. Tất cả nguyên khí, đều bị tiểu cấm yêu hút khô, vậy nguyên mạch tràn ra miệng, cũng sẽ không có nguyên khí nhô ra. Phụ thân, ta vẫn có chút đói. Không nhịn được, điều này nguyên mạch, ta muốn ăn. Tiểu cấm yêu nuốt đại lượng nguyên khí sau đó, cặp mắt sáng lên, vẻ mặt đổi được vô cùng cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía 9 tầng trời tức nhưỡng tinh nguyên mạch bản thể. Đơn thuần nguyên khí, đã không thỏa mãn được hắn, hắn cần nguyên cái nguyên mạch. Đứa nhỏ, đừng xung động. Diệp Thần quát to một tiếng, muốn ngăn cản tiểu cấm yêu, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng nổ, tiểu cấm yêu cả người yêu khí nổ tung, thân thể điên cuồng bành trướng, hóa thành một đầu dữ tợn đại yêu, gầm thét ngất trời, một đôi yêu đồng, giống như có lửa cháy mạnh cháy, trong miệng hắc quang hiện lên, tựa như có thể nuốt ăn vạn vật. Nó vào tới nguyên quan hệ ở trên, miệng to chiếm đoạt nhai, đem từng cục 9 tầng trời tức nhưỡng tinh, điên cuồng nhai bể ăn, xem vậy điên cuồng hình dáng, tựa như tại chưa có ăn xong nguyên cái nguyên mạch trước, nó là sẽ không từ bỏ ý đồ tựa như. Diệp Thần, người xong đời. Người đầu này yêu sủng, tuy hút khô nguyên khí, ngăn cản nguyên linh bạo phát sinh. Nhưng, nó đã nổi điên, lại dám nuốt ăn 9 tầng trời tức nhưỡng tinh nguyên mạch. Đây là đạo tông khoáng sản, các ngươi tự mình nuốt ăn, sẽ chờ bị đại chủ tể trách phạt đi, kiếm tử tiên trần cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên nữ mắt lạnh nhìn Diệp Thần, hôm nay Diệp Thần bước vào tiên đế cảnh giới, thức tỉnh nham đồ đằng, nàng càng không phải là địch thủ. Nàng muốn cùng Diệp Thần cướp đoạt chém hồn đao, đó là tuyệt đối không thể nào, trong lòng chuẩn bị đi hướng kiếm tử tiên trần tố cáo, nhất định phải để cho Diệp Thần chịu đựng trách phạt. Nuốt ăn đạo tông nguyên mạch, đây cũng không phải là cái gì nhỏ tội. Diệp Thần con người hơi đông lại một cái, muốn đi ngăn cản tiểu cấm yêu, nhưng xem tiểu cấm yêu biến thành đại yêu, điên cuồng như vậy hình dáng, thật sự là không biết như thế nào ngăn cản. Ta cáo từ trước, ha ha. Thiên nữ không có lưu lại nữa, xoay người rời đi. Tuy nói U thần ma quật, đã bị hồn tôn Hoàng Cổ Khê phong tỏa, nhưng thiên nữ có kiếm tử tiên trần ban phúc thủ đoạn, tự nhiên có thể đột phá ra ngoài. Đại ca, thiên nữ chân trước mới vừa đi, một cái trẻ tuổi nam tử, chân sau liền từ bên ngoài bay vút tới. Chính là Hàn Diễm. Chém hồn đao hơi thở, Diệp Thần và thiên nữ chiến đấu, còn có tiểu cấm yêu nổi điên gầm thét, kinh động Hàn Diễm. Hắn chạy tới nơi đây. Cái này con đại yêu. Hàn Diễm nhìn vậy con đại yêu, nhận ra là tiểu cấm yêu, nhất thời ngây dại, không nghĩ tới tiểu cấm yêu lại điên cuồng như vậy, còn nuốt ăn đạo tông nguyên mạch. Rắc 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 rắc. Từng cục 9 tầng trời tức nhưỡng tinh nát bấy thanh âm, truyền tới Diệp Thần trong tai, Diệp Thần cũng chỉ có thể là cười khổ, trong lòng suy tính giải quyết tốt phương pháp. Không cần thiết đã lâu, nguyên cái 9 tầng trời tức nhưỡng tinh quặng mỏ. Đều bị tiểu cấm yêu nuốt ăn hầu như không còn. Cách, nó lại ở một cái, thân thể phốc đích một tiếng, thu nhỏ lại hồi tiểu cấm yêu hình dáng, nhưng rõ ràng năm lớn mấy tuổi, thân thể lớn một vòng, tản ra yêu khí nội tình, cũng càng nồng nặc. Phụ thân, ta ăn no, buồn ngủ. Tiểu trương cấm yêu sờ trướng cổ bụng, thoải mái ngáp một cái. Cút về. Diệp Thần ra mặt co quắp, biết hiện tại quá nhiều trách phạt tiểu cấm yêu, cũng là vô dụng. Tiểu cấm yêu le lưỡi, đại khái cũng biết mình đã gây họa, lật đật trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, chui vào đáy nước đi ngủ. Hàn Diễm cũng không có quá chú ý tiểu cấm yêu sự việc, bởi vì hắn ánh mắt, rất nhanh bị trên đất vậy cầm chém hồn đao hấp thu. Thanh đao này, Hàn Diễm ánh mắt hiền lành, chậm rãi đem đao nhặt lên. Nhưng hắn một cầm lên đao, vậy cầm chém hồn đao cũng ở đây kháng cự hắn, ông tác hưởng, lại rắc rắc một tiếng. Từ cán đao bên trong toát ra nhọn thật nhỏ cốt gai, lập tức đâm xuyên hắn lòng bàn tay. Ai yêu?
Hàn Diễm bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị chém hồn đao gây thương tích, bàn tay buông lỏng một chút, thân đao lần nữa rớt xuống đất. Vẫn là để cho ta đi. Đây chính là chém hồn đao, là hồn thiên đế răng biến thành, người bình thường cũng làm không cầm được. Diệp Thần bình tĩnh nói, liền muốn đem chém hồn đao nhặt lên, hắn hôm nay đã thức tỉnh nham đồ đằng, có thể nếm thử nữa cầm đao. Không cần, đại ca, cho ta đi. Hàn Diễm khẽ cắn răng, nhưng là bị khơi dậy hiếu thắng chi tâm, lại khom người cầm lên chém hồn đao. Lần này, hắn có phòng bị, cho dù cán đao lại có cốt gai vượt trội, đâm thủng lòng bàn tay ra thịt, đau nhức bứt rứt, nhưng hắn vẫn là cắn răng nhịn được. Đáng chết! Thanh đao này, sát khí thật nặng à? Ừ, ta suy nghĩ một chút, cha ta thật giống như đã dạy ta khống đao phương pháp. Hàn Diễm dẫu sao là xuất thân thiên đao gia tộc, coi như từ nhỏ học kiếm, nhưng ở các trưởng bối thường nghe thấy dưới, hắn vậy tiếp xúc rất nhiều cùng khống đao luyện đao tương quan kỹ xảo. Lập tức, Hàn Diễm hít sâu một hơi, thử nghiệm đem tự thân linh khí, quấn quanh đến trên chuôi đao. Chém hồn đao phát ra một tiếng rên rỉ, tựa như ý chí bị áp chế, vậy trên chuôi đao cốt gai, nhất thời liền rụt trở về. Quá tốt, đại ca, ta nắm. Hàn Diễm ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, nắm chém hồn đao cua múa mấy cái, động tác có chút lạnh nhạt, không có múa kiếm như vậy linh hoạt, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn đã thuận lợi nắm chém hồn đao, không có lại bị phản tổn thương. Vậy mau đi giải cứu Thanh Sam Ngạn huynh đệ, hắn mau không chịu nổi. Diệp Thần cảm giác được, Thanh Sam Ngạn sinh mạng hơi thở, đã đổi được đặc biệt yếu ớt, đoán chừng là mau không chịu nổi, phải mau sớm giải cứu. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê thực lực cường đại, nếu như là vậy dưới tình huống, Diệp Thần và Hàn Diễm, tự nhiên khó mà tương đương. Nhưng hiện tại, Hàn Diễm lấy được rồi chém hồn đao, chiến cuộc thì có nghịch chuyển có thể. Đại ca, chúng ta đi. Hàn Diễm cũng biết tình hình hung hiểm, lập tức sải bước hướng Thanh Sam Ngạn chỗ ở đi về phía. Diệp Thần cũng là một đường bay vút, hai người nhanh chóng tiến về phía trước, rất mau liền trở về Thanh Sam Ngạn và Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê địa phương chiến đấu. Chỗ này, đã hóa thành một mảnh phế tích, tất cả núi đá đều bị đánh bể, mặt đất rạn nứt. Thanh Sam Ngạn thoi thóp, miễn cưỡng ngồi xếp bằng ở trên đất, quanh người bảo bọc một tầng quần tinh kết giới, giữa eo có một khối bùa hộ mạng vậy đồ, đang chiếu lấp lánh. Đám này tinh kết giới, hiển nhiên không phải dựa vào chính hắn lực lượng thả ra, mà là hắn bùa hộ mạng, hơn phân nửa là đạo tông bên trong trưởng bối cho hắn, dùng làm phòng thân. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê hiển hóa ra trăm trượng cao thiên địa pháp tướng, đang điên cuồng đánh trước đám kia tinh kết giới, gầm hét lên. Cho ta cút ra đây, ngươi cho rằng núp ở cái này vỏ rùa đen bên trong, là có thể thoát khỏi ta đánh chết. Ta muốn ngươi chết, ngươi hôm nay thì nhất định phải chết. Hắn từng trưởng đánh xuống, đánh được đám kia tinh kết giới vòng bảo vệ từng cơn hỗn loạn, xuất hiện tí ti kẽ hở. Kết giới vòng bảo vệ ở giữa Thanh Sam Ngạn, gương mặt đã là một phiến trắng bệch, trong mắt vừa nhấc, nhưng thấy Diệp Thần và Hàn Diễm tới, nhất thời ngẩn ngơ, chỉ cho rằng thân trong mộng. Thanh Sam, chúng ta trở lại cứu ngươi. Hàn Diễm quát to một tiếng, trong tay nắm chém hồn đao, cuồng bạo ma khí, từ vậy trên thân đao tràn ngập ra, trong thoáng chốc uy hiếp toàn trường. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê sửng sốt một chút, quay đầu thấy Diệp Thần và Hàn Diễm hai người. Mới vừa hắn một mực cùng Thanh Sam Ngạn vật lộn, lại không lưu ý ngoại giới thiên cơ thay đổi. Giờ phút này thấy Hàn Diễm mang chém hồn đao xuất hiện, hắn tại chỗ sợ ngây người. Đây là, hồn thiên đế đại nhân binh khí, chém hồn đao. Hồn tôn Hoàng Cổ Khê hét dầm lên, ngũ quan đều giống như muốn bởi vì khiếp sợ mà sôi trào. Hắn ở U Thần Ma Quật, không biết tìm tòi nhiều ít năm, từ đầu đến cuối không tìm được chém hồn đao. Tuyệt đối không nghĩ tới, thanh đao này lại có thể sẽ rơi vào Hàn Diễm trong tay. Hi hi, chính là thanh đao này, lão gia, chịu chết đi. Hàn Diễm cười lên. Lập tức phung đao hướng hồn tôn Hoàng Cổ Khê chém tới. Nhưng mà, một màn kinh người xảy ra, làm hắn vung đao chém đến nửa đường, đã vừa mới bị hắn khống chế chém hồn đao, giờ phút này lại kịch liệt ông minh đứng lên, cán đao bên trong có từng cây một nhọn cốt gai toát ra, lại dài lại sắc bén, đâm xuyên bàn tay hắn, từ mờ u bàn tay thấm ra, vệt trắng cốt chất màu sắc, hình như là ma quỷ răng nanh. Đột ngột biến cố, để cho được Hàn Diễm nụ cười, ngay tức thì ngưng động. To lớn mà nhọn đau đớn, vậy để cho hắn thân thể ngay tức thì cứng ngắc,
diễn cảm biến thành màu đen, trán toát mồ hôi lạnh. Chém hồn đao đang kịch liệt lay động, thân đao đang cấp tốc ông minh, vậy ông minh tiếng đến cuối cùng, thậm chí thật giống như biến thành ác quỷ thét chói tai. Thanh đao này ở thét chói tai, muốn thoát khỏi hàn diễm khống chế, cự tuyệt bị hắn nắm trong tay, vậy cự tuyệt đi chém chết hồn tôn hoàng cổ khê. Hồn tôn hoàng cổ khê là vô cùng thành kính hắc ám tín đồ, hồn thiên đế tự nhiên sẽ không làm thương tổn hắn. Thấy vậy, hồn tôn hoàng cổ khê đầu tiên là sửng sốt một chút, mà là vui vẻ cười to, nói. Hù ta giật mình, còn lấy là hồn thiên đế đại nhân, đã công nhận ngươi. Lúc đầu, ngươi còn không tư cách chấp trưởng chém hồn đao. Thanh đao này là ta. Hồn tôn hoàng cổ khê thần sắc đột nhiên ác liệt, cũng không để ý thanh sam ngạn, thân thể tiêu xạ nhi ra, bàn tay như quỷ móng, phá không chụp vào hàn diễm đầu. Hàn diễm kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, buông tay muốn bỏ đao, nhưng chém hồn đao trên chuôi đao nhô lên gai, đã xuyên qua bàn tay hắn, nhưng là không dễ bỏ qua. Chú ý! Diệp thần chỉ sợ hàn diễm bị thương, phi thân ra, tay trái vỗ về phía hồn tôn hoàng cổ khê, trên mu bàn tay nham đồ đằng, tách thả ra quang hoa sáng chói. Ồ! Hồn tôn hoàng cổ khê thất kinh, chỉ cảm thấy diệp thần thực lực, so với mới vừa, tựa hồ cường đại gấp mấy lần, một trưởng này có mặt đất nham đất mai táng oai, tựa như có thể mai táng thế gian hết thảy tồn tại. Nham đất đại biểu mặt đất, sinh linh sau khi chết đi, hóa thành đất vàng, hài cốt chôn nhập mặt đất bên trong đi, cho nên nham đổ đằng, mang theo chôn nghĩa sâu xa, hết sức lợi hại. Nếu như diệp thần một trưởng này, có thể bền chắc đánh vào hồn tôn hoàng cổ khê trên mình, coi như không thể mai táng hắn, cũng có thể đem hắn trọng thương. Đột phá đến tiên đế cảnh giới, thức tỉnh nham đồ đằng diệp thần, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, cường hãn hết sức. Trong kinh hoàng, hồn tôn hoàng cổ khê cũng chỉ được lui về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần, thằng nhóc, người lúc nào, lại có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Diệp thần nhưng mà luân hồi chi chủ, hắn thành tựu tiên đế, so với vậy tiên đế không biết mạnh hơn nhiều ít. Nghe hồn tôn hoàng cổ khê mà nói, Diệp thần lại không có bất kỳ trả lời, ánh mắt nhìn về phía hàn diễm nói. Đao cho ta. Hắn giọng tuy bình thản, nhưng tự có một cổ không cho đưa mỏ uy nghiêm. À! Hàn diễm không dám thở ơ, lập tức nhịn đau đau, đem chém hồn đao từ trên tay mình rõ ràng, ném cho Diệp thần. Mặt đất nham đất, luân hồi lực, cho ta trấn áp. Diệp thần ánh mắt sắc bén, nham đồ đằng mở đến cực hạn. Bàn tay hội tụ đại lượng màu vàng kim nham thổ thần quang, nắm chặt chém hồn đao cán đao. Ông ông ông! Chém hồn đao phát ra mãnh liệt kháng cự ý niệm, trên chuôi đao có rất nhiều đổ gai tuôn ra. Nhưng, diệp thần mở ra nham đồ đằng, bàn tay như kim trương ngọc thạch vậy vững chắc, kiên cố, vậy chém hồn đao vượt trội cốt gai, chút nào không thể thương tổn tới ra hắn. Cuồng bạo luân hồi lực, không ngừng từ diệp thần bàn tay bộc phát ra, bơm vào đến chém hồn đao bên trong. Một màn kinh người xuất hiện, nguyên bản bướng bỉnh bất tuần chém hồn đao, ở diệp thần chấn áp dưới, dần dần ngưng ông minh. Trên chuôi đao cốt gai, toàn bộ rụt trở về. Cả cây đao, bị diệp thần cầm ở trong tay, vô cùng ngoan ngoãn. Ở ma khí lượn quanh trên thân đao, mơ hồ nổi lên một tầng kim trương thần mang, đó là luân hồi ánh sáng, là nham đồ đằng ánh sáng. Diệp thần luân hồi lực lượng, đã hoàn toàn thấm vào nhập thân đao bên trong. Tại chỗ hồn tôn hoàng cổ khê, thanh sam ngạn, hàn diễm, đều có thể rõ ràng nhìn ra, diệp thần đã hoàn toàn nắm trong tay thanh đao này. Không thể nào, cái này không thể nào, tuyệt không thể nào. Ngươi lại áp chế hồn thiên đế đại nhân ý chí. Hồn tôn hoàng cổ khê mặt đầy kinh hoàng, thân thể kịch liệt run rẩy run đứng lên. Cái này cầm chém hồn đao, là hồn thiên đế răng biến thành, mang theo hồn thiên đế ý chí. Nếu như không có hồn thiên đế đồng ý, người ngoài căn bản không có thể chấp trưởng này đao. Nhưng hiện tại, diệp thần dựa vào luân hồi nguyên thể cường đại lực lượng, nhưng là rất miễn cưỡng áp chế hồn thiên đế ý chí, trực tiếp chấp trưởng chém hồn đao. Một đao nơi tay, diệp thần cả người ma khí nhô lên, như xẻ thịt chúng sanh cao nhất ma thần vậy. Hoảng hốt tới giữa, hồn tôn hoàng cổ khê từ diệp thần trên mình, tựa như thấy được hồn thiên đế bóng dáng, vĩ đại cuồng ngạo. Bá đạo không thể nhất thế, hắn lại có muốn quỳ xuống thần phục xung động. Diệp thần nắm chặt cán đao, cũng là rõ ràng cảm nhận được, từ vậy chém hồn đao bên trên, truyền tới từng cơn lực lượng cuồng bạo,
nắm giữ thiên ma, nhìn xuống Hoàn Vũ, thật là hung mãnh vô địch. Hồn Tôn, chịu chết đi. Diệp Thần ánh mắt nhìn về Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê, trong mắt hiện ra sát cơ nồng nặc. Vô Tưởng một đao, chém hồn đao cuồng vung ra, Vô Tư Vô Niệm, Vô Tưởng một đao bùng nổ, một đạo hùng hào vĩ đại đao khí, mang kim trương ngọc thạch vậy thần mang, cuồn cuộn như hoàng hà thiên lưu, gào thét chém thẳng Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê. Đây là vô địch một đao, bất kỳ thần đạo cảnh tồn tại, ở nơi này một đao dưới, vậy giống như con kiến hôi nhỏ bé. Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê thực lực, mặc dù vượt ra khỏi thần đạo cảnh, nhưng hắn là một món thần hồn, đối mặt chém hồn một đao, hắn khó mà kháng cự. Hơn nữa, hắn lại là hồn thiên đế tín đồ, thì như thế nào có thể đối kháng cái này cầm hồn thiên đế răng biến thành vũ khí. Khi thấy Diệp Thần chém tới một đao, Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê con ngươi kịch liệt co rúc lại, đạo tâm không ngừng tan vỡ, thân thể run rẩy. Không, ngươi là tiếm quyền người. Ngươi không tư cách chấp trưởng thanh đao này. Ở đạo tâm sắp hội diệt nháy mắt, Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê lớn tiếng gầm hét lên, thần hồn thân thể đang kịch liệt vặn vẹo. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi cũng cho ta chôn theo. Ngọc đá cùng vỡ, thiên ma phệ hồn bảo. Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê thân thể bắt đầu bành trướng, từng luồng ma khí điên cuồng nhô lên lay động, hắn lại là muốn tự bạo. Đối mặt Diệp Thần chém hồn đao, hắn bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào đối kháng. Tín đồ thì không cách nào đối kháng mình tín ngưỡng thần linh. Hắn có thể làm, chính là tự bạo, muốn kéo Diệp Thần cùng nhau chôn theo. Vốn là, ở Diệp Thần chém hồn đao dưới áp chế, Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê liền tự bạo cũng không làm được. Nhưng là, sống chết trước mắt, hắn tựa hồ lấy được hồn thiên đế chúc phúc. Trong sâu thẳm, hồn thiên đế ban phúc xuống, từng luồng thiên ma ánh sáng, bao phủ lại Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê. Hắn muốn mượn Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê, táng diệt Diệp Thần, lấy trừng phạt hắn cưỡng ép chấp trưởng chém hồn đao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần con người co rúc lại, cảm thấy được Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê tự bạo, chấn động trong lòng. Một khi Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê tự bạo thành công, vậy tạo thành nổ, chỉ sợ là đặc biệt đáng sợ, hắn và Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn các người, cũng có thể chết ở chỗ này. Đôi rắn chòm sao. Không gian phong tỏa. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trên mình quy luật năng lượng bạo động, hai cái năng lượng to lớn cổ rắn bay ra, một cái đại biểu thời gian, một cái đại biểu không gian, đầu đuôi lẫn nhau nối liền, lập tức cấu trúc thành đôi rắn chòm sao đồ đằng. Vù vù. Từng cái không gian quy luật, như dây xích vậy bay ra, ngay tức thì ngay tại Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê chung quanh thân thể, cấu trúc thành một cái đa duy không gian hình lập phương, như cũi vậy, đem phong tỏa ở bên trong. Diệp Thần mong muốn, là phong kín Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê, đem hắn tự bạo năng lượng ba động, giới hạn ở đó không gian trong nhà tù mặt. Nhưng, Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê trong cơ thể, đã bắt đầu phát ra to lớn tiếng nổ, vậy cổ sắp hiện ra nổ uy năng, sợ rằng liền Diệp Thần đôi rắn chòm sao, cũng không cản được. Thời gian chảy ngược. Diệp Thần khẽ cắn răng, không để ý linh khí tiêu hao, điên cuồng thúc giục đôi rắn chòm sao. Lại vận dụng thời gian pháp tắc lực lượng, muốn để cho Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê trên mình thời gian, chảy ngược trở lại chưa từng tự bạo thời điểm hình dáng. Nhưng, như vậy thời gian chảy ngược thủ đoạn, nhưng là vô dụng. Ở Hồn Thiên Đế chúc phúc hạ, Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê tự bạo, đã thành định cục, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể nghịch chuyển. Đáng chết, không ngăn được, đi. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hướng về phía Hàn Diễm quát to một tiếng. Mình nắm lên Thanh Sam Ngạn thân thể, đi bên ngoài phi độn đi. Hàn Diễm cũng là sợ hãi, đi bên ngoài chạy như bay. Các ngươi một cái cũng không chạy thoát. Hồn Tôn Hoàng Cổ Khê lộ ra một cái vô cùng dữ tợn diễn cảm, thân thể xem thổi khí cầu vậy bành trướng đến cực hạn, rồi sau đó một tiếng nổ, rốt cục thì hoàn toàn nổ. Cuồn cuộn ma khí đợt sóng, theo hắn tự bạo, hung mãnh nổ tung ra. Cái này tự bạo uy lực, là như vậy khủng bố. Diệp Thần bày ra không gian cũi, cơ hồ là ngay tức thì, giống như giấy vậy, bị hoàn toàn xông phá. Nổ đợt khí lao ra, vỡ nát u thần ma quật, từng cục núi đá đánh mất, rồi sau đó đang nổ trong đợt sóng hóa thành hư không, chung quanh hết thảy, không gian quy luật, thời gian pháp tắc, sáng và tối chập chờn, hết thảy, đều bị to lớn nổ phá hủy phai mờ. Cuối cùng, cả tòa u thần ma quật, hóa thành một phiến đen nhánh hỗn độn chết ám hư không. Cuồng bạo nổ đánh vào tới đây, Diệp Thần,
Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn ba người, thiếu chút nữa thì phải bị nổ chết. Diệp Thần bản muốn bắt đầu quyết tử ma nhãn, cưỡng ép dùng chết lực lượng, áp chế nổ. Nhưng, ở hắn còn không có động tác trước, Hàn Diễm lại là nhập ma. Hàn đệ. Diệp Thần kinh ngạc thấy, Hàn Diễm hai con người hóa thành ma đồng, cả người lao ra cuồng bạo ma khí, thậm chí so với chém hồn đao ma khí, còn muốn mãnh liệt. Hàn Diễm sợi tóc kích dương, tuy đã nhập ma, nhưng ánh mắt còn cất giữ một chút lý trí. Hắn vung tay lên, từng luồng ma đạo kiếm khí bộc phát ra, trên không khí kết thành một cái ma đạo kiếm trận, một cái cầm ma kiếm cắm ở trong hư không, khí lưu gào thét, không ngừng xoay tròn, hình ảnh khá là lộng lẫy. Cái này ma đạo kiếm trận một tạo thành, liền hình thành một cổ tuyệt đối phòng ngự. Hồn tôn hoàng cổ khê tự bạo đợt khí, đánh vào tới đây, lại không thể dao động cái kiếm trận này chút nào. Đây chính là, kiếm ma lực lượng sao? Quả nhiên lợi hại, sợ rằng ta cả đời tu luyện đều khó đạt tới cảnh giới như vậy. Yếu ớt bên trong Thanh Sam Ngạn, thấy Hàn Diễm bộc phát ra ma đạo kiếm trận, uy lực cường đại, lại có thể chặn lại hồn tôn hoàng cổ khê tự bạo, nhất thời khen ngợi. Nhưng mà, Hàn Diễm trong mắt lý trí ánh sáng, cũng đang không ngừng ảm đạm xuống, bị điên cuồng, tức giận, bị oán, cửu hận vân. Vân tâm trạng chìm ngập. Đại ca, Thanh Sam, ta mau không chịu nổi. Các ngươi đi mau, đi lập tức. Nếu không, ta một khi mất lý trí, có thể sẽ tổn thương các ngươi. Hàn Diễm cắn chặt hàm răng, một tay cầm kiếm, một tay đè đầu, mặt đầy vẻ thống khổ. Hắn muốn duy trì mình thần trí thanh tỉnh, nhưng lại cảm thấy vô biên vô tận cừu hận tức giận oán niệm, sắp phải đem hắn đạo tâm nuốt mất, vô luận như thế nào cũng không áp chế được. Lần này vì ngăn cản hồn tôn hoàng cổ khê tự bạo, Hàn Diễm là hoàn toàn nhập ma, so trước kia bất kỳ một lần nhập ma, trình độ đều phải sâu nặng. Như vậy sâu nặng nhập ma, cho dù là Diệp Thần Phật Pháp cùng khúc đàn, cũng không cách nào cứu vãn hắn, chỉ có thể chờ chính hắn khôi phục thanh tỉnh. Không. Hàn đệ, người mau tỉnh lại cho ta. Diệp Thần bàn tay cầm hoa làm quyết, thi triển ra chiếu kiến hư không Phật Pháp, nhưng Phật quang chiếu sáng đến Hàn Diễm trên mình, không có sinh ra chút nào tác dụng, thậm chí tất cả Phật quang, đều bị Hàn Diễm trên mình tản ra ma khí, trực tiếp nuốt trọn. Thanh Sam Ngạn thấy như vậy kiếm ma nuốt Phật dị tượng, sắc mặt nhất thời liền biến. Diệp Thần nếm thử nữa phát ra không sơn tân vũ tiếng đàn, vẫn không có chút nào tác dụng. Hàn Diễm nhập ma quá sâu, hắn muốn khôi phục thanh tỉnh nói, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đại ca, vô dụng, đi nhanh đi. Hàn Diễm nhe răng nứt ra mục, trong mắt chảy ra hai hàng máu nước mắt, thân thể run rẩy kịch liệt, đã mau không nhịn được. Ta không muốn thương tổn các ngươi, nhanh lên một chút rời đi đi. Đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định có thể khôi phục thanh tỉnh, cùng đạo tông ngày thi đấu, chúng ta gặp lại. Hàn Diễm vung lên kiếm. Ở hỗn độn trong hư không, chém ra một cái vết nứt không gian, tay trái một chưởng đánh ra, một cổ cuồng bạo cương phong nổi lên. Diệp Thần và Thanh Sam Ngạn thân thể, liền bị Hàn Diễm phát ra chưởng phong, đẩy về phía vậy cái vết nứt không gian. Hàn đệ! Diệp Thần kinh hãi! Chỉ gặp Hàn Diễm khóe miệng mang vẻ tươi cười, thân thể hình như là đã tiêu hao hết lực lượng vậy, đi về sau rất đi, rồi sau đó cả người hình như là từ vách đá rơi xuống biển khơi vậy. Chậm rãi rơi xuống đến vô tận hắc ám thâm uyên bên trong đi. Đạo tông thi đấu, ta nhất định sẽ đến. Đại ca, chúng ta đến lúc đó, lại tới so tài tỷ võ. Hàn Diễm mỉm cười nói xong những lời này, thân thể liền hoàn toàn dần dần không nhìn thấy đến hắc ám hỗn độn bên trong đi. Đang bị hắc ám chiếm đoạt trước, hắn hướng Diệp Thần ném ra một bộ trục cuốn. Diệp Thần vẻ mặt đại chấn, mới vừa tiếp lấy trục cuốn. Người liền cùng Thanh Sam Ngạn cùng nhau, từ vậy cái vết nứt không gian, bị truyền đưa ra ngoài. Hai người bị truyền tống đến vô vô thời ý không trong hư không, dương mắt nhìn chung quanh chỉ có một phiến hắc ám, nơi nào còn có Hàn Diễm và U Thần Ma Quật bóng dáng. Hàn đệ, mới. Diệp Thần nắm trong tay trục cuốn, trong lòng đối Hàn Diễm mười phần lo âu. Thanh Sam Ngạn lấy lại bình tĩnh, nói, luân hồi chi chủ, không cần quá lo lắng. Ta tin tưởng Hàn Diễm huynh sẽ không có chuyện gì. Hắn nhưng mà kiếm ma à, nơi nào sẽ lúc này chết. Hắn khí số còn không hết sức. Diệp Thần nghe Thanh Sam Ngạn mà nói, trong bụng hơi định, suy nghĩ một chút cũng phải, Hàn Diễm dẫu sao là kiếm ma chuyển thế, cũng là lớn khí vận người, không như vậy dễ dàng chết. Nhưng,
Diệp Thần vẫn là lo âu Hàn Diễm an nguy, sợ hắn hoàn toàn mất lý trí, vĩnh viễn vậy khôi phục không tới. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền muốn trở về tìm Hoang Lão, thương lượng đối sách. Nếu như Hoang Lão có thể xuất thủ cứu người, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Thanh Sam huynh, hy vọng như ngươi nói. Vậy ta liền cáo từ trước, bất kể như thế nào, ta tổng không thể ngồi coi bỏ mặc. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Hàn Diễm. Diệp Thần hướng Thanh Sam Ngạn chắp tay, liền muốn từ đừng rời đi. Thanh Sam Ngạn gật đầu một cái, nói ừ, luân hồi chi chủ, vậy chúng ta ở đạo tông trên thi đấu gặp lại. Ha ha, ngươi thực lực mạnh mẽ, cái này đại lộ tranh phong hạng nhất, ta hơn phân nửa là không tranh hơn tài sản của ngươi, chỉ mong lần thi đấu này, ta có thể cầm một hạng nhì. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, trong lòng lại nghĩ tới Bùi Vũ Hàm, liền nói, Thanh Sam huynh, ai có thể cầm hạng nhất, liền xem riêng mình vận khí thực lực. Ừ, trước ngươi vị kia nữ tỷ Bùi Vũ Hàm, ta muốn để cho nàng ở lại ta luân hồi trận doanh, không biết ngươi ý như thế nào. Thanh Sam Ngạn lộ ra một người đàn ông cũng hiểu nụ cười, nói, ha ha, không sao, cái đó Bùi Vũ Hàm, ta vốn chính là định đưa cho ngươi, ngươi cứ việc hưởng dụng. Nói xong liền xoay người rời đi. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, Thanh Sam Ngạn hiển nhiên là hiểu lầm, hắn đối ma nữ không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn đem nàng giữ ở bên người, sau này thấy võ tổ mà nói, cũng tốt có giao phó. Mấu chốt lần này Bùi Vũ Hàm âm thầm trợ giúp nàng nhiều lần. Nếu là không có Bùi Vũ Hàm, sợ rằng lần này mình sẽ hung hiểm mấy phần. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần phong tỏa thần kiếm đế quốc tọa độ, gọi ra Titan thần hạm, phá không đi. Ở hạm thuyền trên, Diệp Thần lại phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, truyền đi Thiên Đao gia tộc, nói chuyện này, nếu là Đao Thiên Đế ra tay, có lẽ cũng có thể cứu về Hàn Diễm. Rồi sau đó, Diệp Thần lại mở ra Hàn Diễm giao cho hắn trục cuốn. Cái này trục cuốn, nguyên lai là một phần chiến thư, là Hàn Diễm và một cái kêu là địch dã người, hai bên ước định chiến thư. Hàn đệ vẫn là như thế thích đánh nhau. Bất quá kiếp trước kiếm ma, kiếp này như vậy vậy coi là bình thường. Diệp Thần cười một tí, hai người ước chiến thời gian, liền định ở 3 ngày sau, địa điểm là Thiên Đao gia tộc lãnh địa Bắc Cảnh, một tòa ngôi miếu đổ nát bên trong. Hàn Diễm cầm cái này trục cuốn ném cho Diệp Thần, hiển nhiên là đoán chừng mình 3 ngày sau, không cách nào đến nơi hẹn, là phải gọi Diệp Thần giúp hắn đến nơi hẹn. Để cho Diệp Thần cảm thấy hứng thú, là địch dã thân phận. Đối phương lại là Phách Đao Thương Lôi thủ hạ đệ tử. Hai người vậy coi là có ân oán và nhân quả. Thú vị, nếu là cái này 3 ngày, có thể cứu ra Hàn đệ mà nói, vậy cũng không cần ta thay hắn đến nơi hẹn. Diệp Thần thu hồi trục cuốn, chỉ hy vọng Hoang Lão và Đao Thiên Đế, có thể có biện pháp cứu người. Hắn thúc giục Titan thần hạp, không cần thiết đã lâu, liền trở lại thần kiếm đế quốc, ánh mắt nhìn ra xa hướng trong đế quốc lòng cổ kiếm hoang mộ, liền bắt được thiên nữ hơi thở. Thiên nữ trước hắn một bước, đã trở về. Vậy cổ kiếm hoang mộ bên trong, có một màn động trời màu đen trùm tia sáng, phóng lên cao, tựa hồ là loại nào đó tức giận ý niệm biến thành. Vậy đạo màu đen trùm tia sáng bên trong, có một từng đạo sắc bén kiếm khí, như gió nhận vậy vặn cắt đan vào, hồ hồ vang dội, giống như muốn giết phá trời, uy nghiêm khí tượng 10 phần khủng bố. Cái này cổ đáng sợ uy nghiêm khí tượng, chấn nhiếp toàn bộ thần kiếm đế quốc, để cho được đế quốc các nơi, rối rít vang lên phòng bị tiếng chuông cùng tiếng trống, có rất nhiều hơn đế quốc những người bảo vệ, rối rít bước ra khỏi hàng. Tất cả thủ hộ giả, đều là run lẩy bẩy, lại không có bất kỳ muốn chiến đấu ý, trên mặt chỉ có sợ hãi. Mấy triệu thủ hộ giả, rối rít hướng cổ kiếm hoang mộ phương hướng quỳ xuống, tựa hồ là ở xin tội. Hướng kiếm thứ nhất thần, kiếm tử tiên trần xin tội. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thiên cơ bắt dưới, cũng biết cổ kiếm hoang mộ tóe ra màu đen trùm tia sáng, chính là kiếm tử tiên trần tức giận ý niệm, bùng nổ khí tượng. Kiếm thần giận dữ, uy nghiêm ngất trời, xuyên qua thương khung, phách đạo sát khí bao phủ bát hoang, ngàn vạn người quỳ xuống đất run rẩy. Liên liên Diệp Thần, đang đến gần thần kiếm đế quốc thời điểm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ kiếm hoang mộ bộc phát ra tức giận uy nghiêm, có bao nhiêu lãnh khốc đáng sợ. Hắn cả người lông tơ cũng tự động dựng lên, như lâm đại địch. Thiên nữ tên này, còn thật chạy đi cùng kiếm tử tiên trần cáo trạng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đại khái vậy cảm nhận đến, thiên nữ không đánh lại hắn,
không giành được chém hồn đao, đi ngay cùng kiếm tử Tiên Trần tố cáo, thuận tiện còn nói hắn tư nuốt nguyên mạch chuyện. Kiếm tử Tiên Trần bảo vệ thiên nữ, tất nhiên tức giận, nhưng Diệp Thần xem vậy cổ kiếm hoang mộ, uy nghiêm khí tượng tuy có thể sợ, lại không có bộc phát ra ý, hiển nhiên kiếm tử Tiên Trần cũng không có tự mình ý động thủ. Diệp Thần, người trở về. Đây là, một đạo thân ảnh già nua, từ bầu trời phương xa bay tới. Chính là Hoang lão cảm thấy được Diệp Thần trở về, tự mình đi ra tiếp hắn. Hoang lão, Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái, liền chuẩn bị nói chuyện. Hoang lão khoát tay một cái nói, không cần nói, ta đều biết. Ngươi và thiên nữ, tranh đoạt chém hồn đao, cuối cùng là ngươi thực lực cường hãn, bắt lại vậy món vũ khí, ha ha, có phải hay không? Diệp Thần gật đầu nói, ừ. Hoang lão trầm ngâm một hồi, nói, ngươi sau này, vẫn là ít một chút và thiên nữ tranh đấu, nàng sớm muộn là phải chết, ngươi không cần phải cùng nàng tranh, nếu không đắc tội kiếm tử Tiên Trần, vậy cũng rất phiền toái. Diệp Thần nhún vai một cái, nói, là nàng nếu không phải là cùng ta tranh, lớn cơ duyên tốt, ta tổng không thể trắng trắng nhường cho nàng chứ. Hoang lão nói, vậy ngược lại cũng là. Dừng một chút, Hoang lão bấm ngón tay tính toán, cau mày nói, bất quá, lần này ngươi nuốt trọn 9 tầng trời tức nhưỡng tinh nguyên mạch, phiền toái cũng không nhỏ. Thật ra thì, đạo tông tài nguyên vô số, vậy không quan tâm một cái nguyên mạch, nhưng ngươi không đi qua cho phép, liền nuốt riêng nguyên mạch. Bị người cố ý cầm tới làm văn chương, ngược lại cũng không dễ xử lý. Thật ra thì nuốt trọn nguyên mạch, là tiểu cấm yêu, nhưng sau cùng trách nhiệm, nhất định là rơi vào Diệp Thần chủ nhân này trên mình. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền nói ta có thể bồi thường. Hoang lão hào khí cười một tiếng, nói, vậy ngược lại không cần, ngươi là người ta, chính là một cái nguyên mạch, ta có thể giúp ngươi xử lý. Một tháng sau, đại lộ tranh phong thì phải bắt đầu. Ngươi chuẩn bị thật tốt đi, chuyện khác không cần lo lắng. Đừng quên, chúng ta cuối cùng mục tiêu, là muốn thành lập một cái hoàn mỹ thế giới, thành lập thật chính vĩ lớn hoàn mỹ trật tự. Ngươi nhất định phải ở đạo tông trên thi đấu, đoạt được hạng nhất, chứng minh mình thực lực, mới có tư cách tiếp tục tham dự chàng này vĩ đại sự nghiệp. Diệp Thần đột nhiên hỏi, nếu như ta không có thể bắt được hạng nhất đâu? Hoang lão nói, vậy dĩ nhiên là muốn đá ngươi bị loại, ừ. Ngươi tương quan trí nhớ, ta và đại chủ tể, vậy sẽ nghĩ biện pháp liên thủ xóa đi. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, cười nói, vậy còn tốt, ta còn lấy vì ngươi và đại chủ tể, muốn giết ta. Hoang lão nói, vậy cũng sẽ không, chúng ta nếu là dám động ngươi, Nhâm Phi Phàm cũng không được liều mạng. Hắn sửa đổi đi qua năng lực, liền đại chủ tể đều sợ. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng nhớ tới Hàn Diễm, liền nói, Hoang lão. Trước không nói những thứ này, u thần ma quật sự việc, ngươi cũng biết. Hồn biến tôn tự bạo, ta Hàn đệ nhập ma đối kháng, hôm nay chắc hẳn đã hoàn toàn bị lạc, xa vào ở hồn tôn tự bạo sau nổ ra hắc ám trong hư không, ta chỉ sợ hắn xảy ra chuyện, ngươi tốt nhất có thể phái người đem hắn cứu ra. Hoang lão nói, ha ha, chuyện này không cần chúng ta bận tâm, đao thiên đế sẽ làm việc, hắn chỉ có một cái như vậy con trai, khẳng định sẽ không ngồi nhìn bất kể. Diệp Thần suy nghĩ một chút cũng phải, nhưng từ đầu đến cuối có một cổ cảm giác bất an. Hắn trong sâu thẳm cảm thấy, lần này nhập ma, đối Hàn Diễm mà nói, sẽ là một cái thiên đại kiếp số. Một khi hơi có bất ngờ, Hàn Diễm thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Hoang lão nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, đạo tông thi đấu vội vàng ở trước mắt, người đạo tâm ắt phải giữ chuyên chú, không thể phân tim. Nếu như liền đao thiên đế, cũng không cứu được Hàn Diễm mà nói. Chúng ta lại làm sao có thể cứu? Diệp Thần nói, ừ. Hắn thu liễm tâm thần, nhớ tới cửu tiêu hoàn bội cầm sự việc, liền hỏi, đúng rồi, Hoang lão, ta nhờ ngươi đi ăn cắp cửu tiêu hoàn bội cầm, vậy cầm đàn ngươi trộm được sao? Nghe được Diệp Thần lần này câu hỏi, Hoang lão trên mặt nhưng là lộ ra thần sắc khó xử, nói. Hụ hụ, cái này hả? Cái này đại hoang trộm thiên thuật, ta hồi lâu chưa từng thi triển, có chút không quen. Hơn nữa, hoa tổ lão nhân kia, máu thịt vũng bùn sát khí sâu nặng, hắn cầm cửu tiêu hoàn bội cầm chôn ở vạn trượng máu thịt đầm sâu để, chân thực không tốt ăn cắp. Diệp Thần nói cách khác, ngươi còn không trộm được hả? À, ta còn lấy vì ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu, ngươi lại có thể không thể thỏa mãn. Hoang lão nghe Diệp Thần một phen, nhất thời bị kích thích hiếu thắng chi tâm,
hừ một tiếng, nói, ngươi gấp cái gì, lại cho ta chút thời gian, ta sớm muộn có thể trộm được. Bất quá bây giờ nói, đúng là có chút khó giải quyết, bởi vì ta nếm thí ăn cắp thời điểm, bị hoa tổ phát hiện, lão nhân kia tăng cường canh gác, ta liền càng không dễ ra tay. Một tiếng thở dài khí, à, nhức đầu, nhức đầu. Diệp thần nói, hoàng lão, ngươi có được hay không à? Hoàng lão trợn to hai mắt nói, ta dĩ nhiên phải, hừ, ngươi chuẩn bị thật tốt đạo tông thi đấu đi, tối đa đến khi thi đấu kết thúc, ta là có thể đem cửu tiêu hoàn bội cầm trộm ra cho ngươi. Diệp thần cười nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hoàng lão gật đầu một cái, bỗng nhiên lúc này thần sắc biến đổi, ánh mắt lập tức âm trầm xuống, quay đầu nhìn về phương xa hư không. Thế nào? Diệp thần trong lòng rét một cái. Hoàng lão ha ha cười một tiếng, nói, mới vừa nhắc tới hoa tổ, lão nhân kia, đánh đến nơi. Diệp thần nghe được hoa tổ muốn tới, trong lòng nhất thời phòng bị. Rào, rào, rào. Không cần thiết đã lâu, Diệp thần liền thấy, đầy trời mưa hoa rực rỡ, Thụy Hà ở thần kiếm đế quốc bầu trời tách thả ra, cấu trúc thành thiên cái vạn điều cầu vòng, từng đạo cường đại bóng người, chậm rãi từ cầu vòng trên nổi lên, đều là hoa tổ dưới quyền. Mạn Đà Sơn Trang cường giả. Mà rất nhiều cường giả vây quanh, một cái ông già chậm rãi xuất hiện, chân đạp tường vân, tóc trắng kết thành một cái đạo kế, quanh thân bay hoa múa, trên mình hiện ra thiên đế khí, thảo dược mùi vị, tràn ngập giữa trời đất, để cho người cảm thấy uy nghiêm vô thượng, giống như là nắm giữ bách thảo vạn hoa chí cao thần minh, chính là hoa tổ. Cảm thấy được hoa tổ dẫn người hạ xuống, thần kiếm đế quốc bên trong, rất nhiều cường giả lập tức cảnh giác, rối rít phóng lên cao. Ở hoang lão và Diệp thần sau lưng kết trận, trước mắt phòng bị nhìn chằm chằm hoa tổ các người. Hoang lão lạnh cười nhạt nói, hoa tổ, ngươi lăn tới ta lãnh địa làm gì? Ta có thể không hoan nghênh ngươi. Hoa tổ nói, ta có kiện đồ, thiếu chút nữa thì bị người đánh cắp đi, muốn hỏi một chút có phải hay không các ngươi thần kiếm đế quốc người làm. Hoang lão lắc lắc đầu nói, ta thần kiếm đế quốc, thứ gì không có, cần trộm ngươi đồ. Hoa tổ cười nói, ha ha. Vậy xem ra là ta lầm. Hai người trong lời nói lẫn nhau dò xét, mặc dù mười phần không vui mau, nhưng cũng không có xé rách ra mặt. Dừng một chút, hoa tổ lại nói, bất quá, Diệp thần là thủ hạ ngươi đệ tử chứ. Hắn nuốt riêng u thần ma quật nguyên mạch, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình, ta đã hướng trông coi hình phạt thẩm phán chủ bẩm báo, nàng kêu ta mang Diệp thần đi gặp nàng, đây là tay nàng làm. Vừa nói, hoa tổ lấy ra một tấm lệnh bài. Phía trên in một cái hình chữ, sát khí dày đặc, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hoàng lão thấy tấm lệnh bài này, cũng là cả kinh thất sắc, vừa tức giận, mắng. Hoa tổ, người lão già này, người mẹ hắn, một cái nguyên mạch, chuyện nhỏ như vậy, người lại có thể thọt đến thẩm phán chủ trước mặt, người mẹ hắn điên rồi sao? Giọng bên trong, hoàng lão đối vậy thẩm phán chủ, tràn đầy kiêng kỵ dè chừng và sợ hãi ý. Liền thân thể cũng run rẩy run mấy cái. Coi như đối mặt đại chủ tể, hắn cũng không có như thế kiêng kỵ. Hoa tổ ngược lại là trong không thèm để ý chút nào hoang lão thái độ như thế, nhìn một cái hoang lão, cười nhạt nói, mọi việc chỉ cần dính líu tới luân hồi chi chủ, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Hắn ánh mắt mang theo lau một cái lạnh ý, nhìn về Diệp thần, thằng nhóc, cùng ta đi một chuyến đi. Ha ha, yên tâm, chỉ cần ngươi là trong sạch. Thẩm phán chủ sẽ không làm khó ngươi. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, xem hoang lão hình dáng, cái đó thẩm phán chủ, nhất định là đặc biệt người đáng sợ vật, tuyệt không tốt trêu chọc. Mơ hồ tới giữa, hắn bắt thiên cơ, cảm nhận đến thẩm phán đứng đầu bóng người. Đó là một cái da trắng như tuyết, tướng mạo tuyệt đẹp, nhưng giữa trán quanh quẩn một cổ lạnh lùng ý, bất cận nhân tình, đáng sợ lãnh khốc cô gái. Nàng tóc là màu trắng nhạt. Sắp xếp được một chút không qua loa, mặc trên người trước tu thân đoan trang thẩm phán trưởng bào, dáng vẻ nhỏ hết sức, nhưng Diệp thần không hoài nghi chút nào, vậy nhỏ hết sức dáng vẻ bên trong ẩn chứa lực lượng. Trong sâu thẳm, Diệp thần và vị này thẩm phán chủ, tựa hồ ở trong hư không đối mặt. Thẩm phán đứng đầu ánh mắt, lãnh khốc đến đáng sợ, Diệp thần lại không cách nào nhìn thẳng, bị buộc phải thu hồi ánh mắt, cũng không cách nào lại theo dõi đi xuống. Hắn có thể khẳng định. Nếu là mình rơi vào cái này thẩm phán tay thuận bên trong, tuyệt đối không có kết quả gì tốt, không chết cũng phải lột một lớp da. Cho dù thật hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, vậy đạo tâm vậy phải bị hành hạ.
Đạo tông thi đấu lập tức phải bắt đầu, Diệp Thần có thể không chịu nổi giày vò. Hoàng lão cũng biết thẩm phán đứng đầu đáng sợ, trầm giọng nói, Hoa tổ, ta cảnh cáo ngươi, chút chuyện nhỏ này, đừng thọt đến thẩm phán chủ bên kia đi, nếu không ta cùng ngươi không xong. Không phải là một cái nguyên mạch sao, ta tự mình đi Thiên Bảo Điện một chuyến, đem tất cả tổn thất theo giá bồi thường là được. Hơn nữa, U Thần Ma Quật ẩn núp có hồn thiên đế tín đồ, vậy cái gì hồn tôn Hoàng Cổ Khê, tự bạo phá hủy U Thần Ma Quật, coi như không có Diệp Thần, vậy cái nguyên mạch cũng phải hủy diệt. Diệp Thần lần này diệt trừ hắc ám tín đồ, là đại công một kiện. Hoa Tổ cười nói, là công là qua, để cho hắn cùng ta đi Thiên Hình Điện, ở thẩm phán chủ trước mặt, phân nói rõ ràng là được. Hoàng lão trợn to hai mắt, tức giận dị thường, nói, Mặc Uyên Mạn Đà, người đây là đang cố ý gây khó khăn. Diệp Thần là ta đệ tử, có chuyện gì, ta thay hắn gánh vác là được. Ta cùng ngươi đi gặp thẩm phán chủ. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng lão thân thể rõ ràng run rẩy. Tựa hồ cái đó thẩm phán chủ, là cái gì ác ma đáng sợ, chí mạng ác mộng vậy. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Hoàng lão tuyệt đối không muốn đi gặp. Diệp Thần thấy Hoàng lão hình dáng, cũng biết hắn nội tâm bên trong, đối vậy thẩm phán chủ 10 phần sợ hãi, trong lòng không khỏi rất ngạc nhiên, nghĩ ngợi. Cái đó thẩm phán chủ, rốt cuộc lai lịch gì, lại có thể để cho Hoàng lão như vậy sợ hãi. Hắn biết Hoàng lão nóng nảy, đó là không sợ trời, không sợ đất, coi như là đối mặt đại chủ tể, hắn đều không mang sợ. Nhưng đối mặt cái này thẩm phán chủ, hắn lại có thể sợ đến tình cảnh này. Hoa Tổ nghe được Hoàng lão muốn đích thân đi gặp thẩm phán chủ, không khỏi sửng sốt một tí, rồi sau đó vui vẻ cười to, nói. Được, Hoàng tự tại, ngươi chịu theo ta đi gặp thẩm phán chủ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, đi thôi. Hoa Tổ ngoắc ngoắc tay, mình ở phía trước dẫn đường. Hoàng lão khẽ cắn in răng, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, đừng hoảng hốt, đợi ta trở lại. Ngươi từ từ chuẩn bị đạo tông thi đấu, có chuyện gì, cùng hắn nói. Chỉ phía sau một cái mặc khôi giáp, tướng quân trang phục uy vũ nam tử, hắn kêu Trương Vân Dực, là ta Thần Kiếm Đế Quốc đại tướng quân, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Cái đó gọi Trương Vân Dực tướng quân, lập tức bước ra khỏi hàng, hướng Hoàng lão và Diệp Thần khom người thi lễ. Diệp Thần gặp Trương Vân Dực và rất nhiều Thần Kiếm Đế Quốc võ giả vệ binh, đều là một mặt tủng sợ hãi hình dáng, thật giống như Hoàng lão đi gặp thẩm phán chủ, là muốn đi cái gì đầm rồng hang hổ, u minh địa ngục. Bọn họ cũng lo lắng rất. Ta đi. Hoàng lão khoát tay chặn lại, hướng Diệp Thần tạm biệt, sải bước đi theo Hoa Tổ đi. Hoàng lão, cẩn thận chút. Diệp Thần trong bụng ngưng trọng, khom người đưa tiễn, trong lòng bộc phát tò mò, cái đó thẩm phán chủ, rốt cuộc là lai lịch gì. Trương Vân Dực cùng rất nhiều Thần Kiếm Đế Quốc võ giả, ở cung tiễn Hoàng lão sau khi rời đi, chính là một hồi lâu dài yên lặng cùng tĩnh mịch. Diệp Thần biết. Cái này cổ tĩnh mịch, là bởi vì là thẩm phán chủ. Thẩm phán chủ cái này bốn chữ, chỉ là danh hiệu, liền mang theo động trời uy năng, để cho được toàn trường tất cả người, đều là sợ hãi run rẩy. Diệp Thần cảm giác được, bọn họ đối thẩm phán đứng đầu sợ hãi, thậm chí vượt qua đối kiếm tử tiên trần sợ hãi. Qua hồi lâu sau đó, Trương Vân Dực thân thể run lên, mới hoàn hồn lại, cung kính hướng Diệp Thần chắp tay nói. Luân hồi chi chủ. Ta trước mang ngươi đi nghỉ ngơi. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn ở U Thần Ma Quật bên trong, trải qua rất nhiều trắc trở, cũng đích xác cần nghỉ ngơi. Lập tức, Diệp Thần đi theo Trương Vân Dực, trở lại Thần Kiếm Đế Quốc Đô Thành, ở Hoàng Cung một nơi trong tẩm cung, ngủ lại nghỉ ngơi. Diệp Thần điều động tài nguyên, tu bổ bị tổn thương Thanh Liên phân thân. Phụ thân, đây là, tiểu cấm yêu từ gió tiếng nói hồ tiên bên trong nhô ra. Cầm trong tay một viên tinh thạch, giống như một làm chuyện sai hài tử, ngập ngừng nói. Ta còn dư lại một ít 9 tầng trời tức nhưỡng tinh, ta cũng cho ngươi, ngươi cầm đi đưa cho đạo tông đi, không nên bị trừng phạt. Cái đó thẩm phán chủ, ta trong huyết mạch thật giống như có liên quan tới nàng trí nhớ, được. Thật là đáng sợ. Người phụ nữ kia, ô, ta không dám nghĩ, nếu không tối nay sẽ gặp ác mộng. Diệp Thần sửng sốt một chút. Không nghĩ tới tiểu cấm yêu cũng từng tiếp xúc qua thẩm phán chủ, hơn nữa tựa hồ vậy đặc biệt kiêng kỵ hình dáng. Hắn nhìn tiểu cấm yêu trong tay tinh thạch, tức giận nói, vậy cái 9 tầng trời tức nhưỡng tinh nguyên mạch, người còn không toàn bộ ăn sao? Tiểu cấm yêu nói, phụ thân, ta,
Ta nói hết rồi mà, chúng ta một người một nửa, ta chỉ ăn một nửa, còn có một nửa không tiêu hóa, muốn để lại cho ngươi. Vừa nói, hắn tay nhỏ vung lên, liền sử dụng đại lượng 9 tầng trời tức nhưỡng tinh, đống đặt ở gió tiếng nói hồ tiên bên cạnh, chất thành một tòa núi nhỏ. Nồng nặc kia đạo tinh hay uẩn linh khí, đập vào mặt, để cho được Diệp Thần cũng là trong lòng đại động. Nếu như có thể chiếm đoạt hấp thu những thứ này đạo tinh, hắn nham đồ đằng, có thể tiến một bước cường hóa. Bất quá, nghĩ đến Hoàng lão đi gặp thẩm phán chủ, hậu quả không biết trước, Diệp Thần vậy không tâm tư đi chiếm đoạt 9 tầng trời tức nhưỡng tinh. Những thứ này giữ đi, sau này hãy nói. Diệp Thần nói. À, Tiểu Cấm Yêu rũ đầu, biết mình lần này đã gây họa. Thật ra thì hắn nuốt trọn nguyên mạch, tai họa cũng không coi là quá lớn, Diệp Thần hoàn toàn có thể bồi thường, chỉ là bị Hoa Tổ cầm đi làm văn chương, cố ý gây khó khăn, thậm chí thọt đến thẩm phán chủ đi nơi nào, sự việc mới biết lấy như vậy bước, thậm chí cần Hoang lão ra mặt. Sự việc nếu đã phát sinh, vậy lại trách cứ Tiểu Cấm Yêu, cũng là vô dụng. Diệp Thần không hề nhiều nói, chỉ cùng sau cùng thẩm phán kết quả. Dù sao nói xé trời, cũng chính là một cái nguyên mạch. Cái đó thẩm phán chủ, coi như lại lãnh khốc vô tình, cũng không khả năng thật tổn thương Hoang lão. Diệp Thần chấn định tâm thần, liền ở trong tẩm cung nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục tinh thần. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Trương Vân Dực mời Diệp Thần đứng lên dùng bữa, phòng tiệc có rất nhiều người đẹp ca múa trước, đều bị Diệp Thần vẫy tay đuổi. Trương tướng quân, ta mới tới vô thời y không không bao lâu, không biết vị kia thẩm phán chủ, rốt cuộc lai lịch gì. Lại có thể để cho Hoang lão cũng kiêng kỵ như vậy. Diệp Thần chỉ muốn biết thẩm phán đứng đầu lai lịch, hắn quá tò mò. Thật ra thì, chính hắn cũng có thể suy tính thiên cơ, theo dõi thẩm phán đứng đầu đi qua, đây cũng không phải bí mật gì. Nhưng, thẩm phán đứng đầu bóng người, vậy ánh mắt sắc bén, chân thực quá lạnh khốc, Diệp Thần nếu như theo dõi, phải chịu đựng rất lớn áp lực. Trương Vân Dực nghe được Diệp Thần nói tới thẩm phán chủ, thân thể lập tức liền căng thẳng. Mặt đầy ngưng trọng, nói. Thẩm phán chủ sao, nàng dĩ nhiên chính là đạo tông thiên hình điện điện chủ, là trông coi hình phạt nhân vật lớn. Diệp Thần nói, chỉ là đơn thuần trông coi hình phạt nói, làm sao để cho Hoang lão cũng sợ hãi như vậy. Trương Vân Dực nuốt nước miếng một cái, thanh âm run rẩy nói, không, không phải vậy. Thẩm phán chủ, nàng và người khác là bất đồng, nàng đạo tâm lãnh khốc vô tình, trong mắt chỉ có luật pháp. Nàng từng nói, coi như là đại chủ tể có sai, nàng cũng phải thẩm phán. Nàng nói, bất kỳ bị nàng xét xử người, đều có tội, cũng đáng chết. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói thẩm phán đại chủ tể. Đại chủ tể là có thể xét xử sao? Trương Vân Dực nơm nớp lo sợ, nói ta không biết. Ta chỉ biết là, phàm là đi qua thẩm phán chủ xét xử người, cũng chưa có thể còn sống. Có lời đồn đãi nói. Nàng là chư thiên tới giữa, cái đầu tiên đản sanh ra thần minh. Nàng ra đời, chính là vì thành lập luật pháp, trật tự, nàng trông coi luật pháp, thẩm phán thế gian hết thảy tội ác. Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới cái này thẩm phán chủ, lai lịch lớn như vậy, nàng là giữa trời đất cái đầu tiên thần minh. Cái này lai lịch, chân thực lớn được ngoại hạng. Trương Vân Dực thân thể run rẩy được càng ngày càng lợi hại, nói cái này. Cái này là truyền thuyết. Ta một cái con kiến hôi nhân vật nhỏ, không dám xác định, ta nơi nào biết chân tướng. Nhưng có thể khẳng định là, thẩm phán chủ là đặc biệt cổ xưa thần minh, mặc dù không có nguyên thiên đế và hồn thiên đế như vậy cổ xưa, nhưng vô thời y không còn không sinh ra thời điểm, nàng cũng đã ra đời. Cổ xưa như vậy thần minh, trải qua như thế rất dài năm tháng, liền nguyên thiên đế và hồn thiên đế, đều bị năm tháng mài mòn, đổi được ra, nhưng thẩm phán chủ... Vẫn còn duy trì mặt của cô gái lỗ cùng vóc người, người cũng biết, nàng có lợi hại giường nào. À, đúng rồi, có một người, đã từng ở nàng thẩm phán dưới, còn sống. Diệp Thần nói, ai? Trương Vân Dực nói, là Nguyên Thiên Đế. Diệp Thần kinh hãi, nói, Nguyên Thiên Đế, cái này thẩm phán chủ, còn đã từng thẩm phán qua Nguyên Thiên Đế sao? Trương Vân Dực thân thể lay động được bàn vậy đi theo lay động. Diệp Thần cảm thấy hắn có mấy cái thời gian tuyến dập tắt, là bị hù chết. Thẩm phán chủ, Nguyên Thiên Đế, những thứ này cổ xưa vĩ đại đi qua, đối Trương Vân Dực mà nói, vẫn là quá mức kinh khủng, hắn đạo tâm khó mà chịu đựng. Nhưng Diệp Thần muốn biết, hắn vẫn là bất chấp nguy hiểm nói.
đúng vậy. Đã từng, Nguyên Thiên Đế muốn đánh vào tinh không bờ bên kia, thẩm phán chủ sau khi biết, nàng liền phát động mình lực lượng, muốn thẩm phán Nguyên Thiên Đế, đem hắn xử tử. Bởi vì, nàng nói, Nguyên Thiên Đế có tội. Một khi đánh vào tinh không bờ bên kia, bỏ mặc thành bại, cũng sẽ đưa đến đại lộ sụp đổ, ngày tận thế hạ xuống. Diệp Thần chấn động trong lòng, Nguyên Thiên Đế từng thử nghiệm đánh vào tinh không bờ bên kia, hắn tự nhiên là biết. Lần đó đánh vào, Nguyên Thiên Đế thất bại, đại lộ sụp đổ, mạt pháp thời đại hạ xuống, vô vô thời ý không thiếu chút nữa thì hủy trong chốc lát, cuối cùng là 36 vị thiên đế chủ thần, tạo thành thiên đế tổ đình, tay khoác thiên nghiêng, mới kéo dài đại đạo mồi lửa. Chỉ là, Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, cái đó thẩm phán chủ, lại muốn đi thẩm phán Nguyên Thiên Đế. Không phải khuyên can, mà là trực tiếp phát động thẩm phán, phải đem Nguyên Thiên Đế xử tử, từ căn nguyên trên giải quyết tai họa ngầm. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Nguyên Thiên Đế nhưng mà siêu phẩm thiên đế, thế gian có lực lượng gì, có thể thẩm phán hắn. Coi như là đạo tông đại chủ tể, cũng không thể thẩm phán Nguyên Thiên Đế. Trương Vân Dực nơm nớp lo sợ, nói tiếp, lần đó thẩm phán chủ nói, Nguyên Thiên Đế tội họa ngút trời, nên làm bằng thây vạn đoạn xử tử. Bất quá, nàng không đánh lại Nguyên Thiên Đế, cuối cùng phát động xét xử thời điểm, ngược lại bị Nguyên Thiên Đế giết chết. Nhưng, vậy thẩm phán cuộc chiến, Nguyên Thiên Đế tựa hồ vậy bị thương, trực tiếp đưa đến cuối cùng đánh vào tinh không bờ bên kia thất bại, rơi vào ngủ say. Có thể gây tổn thương cho đến Nguyên Thiên Đế, có thể tưởng tượng được, thẩm phán đứng đầu thực lực, có lợi hại dường nào. Sau đó, thẩm phán chủ không biết làm sao sống lại, còn bị đạo tông đại chủ tể mời, từ đây thành đạo tông thiên hình điện điện chủ, trông coi hình phạt. Nàng là cái rất người cay nghiệt, luôn muốn thành lập một cái hoàn mỹ thế giới, do luật pháp quản trị thế giới, mà không phải là người mạnh là vua. Diệp Thần nói, luật pháp quản trị thế giới sao? Trương Vân Dực nói, đúng vậy, đó chính là thẩm phán chủ trong mắt, hoàn mỹ thế giới. Nàng nói, nàng muốn thành lập một bộ hoàn mỹ luật pháp, có thể thẩm phán tất cả tội ác, tăng cường tất cả thật thiện đẹp, nếu như nàng có tội, nàng vậy nguyện ý tiếp nhận thẩm phán. Nàng một mực đang cố gắng trước, nhưng như ngươi nơi gặp, nàng trong mơ mộng hoàn mỹ thế giới, vẫn không có cấu tạo đi ra. Bởi vì thế giới này, vốn chính là người mạnh là vua thế giới. Đứng ở đỉnh cấp cường giả, có thể là tùy ý là. Ví dụ như năm đó Nguyên Thiên Đế, chính hắn muốn đánh vào tinh không bờ bên kia, liền có thể không để ý chư thiên tất cả mọi người sống chết, coi như tội họa ngút trời, cũng ở đây không tiếc. Cái gọi là luật pháp, đối cường giả chân chính mà nói, bất quá một chỉ không văn. Thẩm phán chủ coi như mạnh mẽ đi nữa, lại làm sao có thể nắm trong tay toàn bộ vô vô thời ý không? Nhiều như vậy thiên đế chủ thần, người người đều là hạng người bướng bỉnh bất tuần, làm sao cam tâm bị nàng quản thúc? Hơn nữa, hoàn mỹ luật pháp, cũng là không tồn tại. Chỉ cần là điều lệnh, luôn có không tử có thể chui, cường giả luôn có thể so tên yếu, càng có thể nắm trong tay luật lệ. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vân Dực giọng ngược lại là bình tĩnh liền rất nhiều, hắn có thể làm được thần kiếm đế quốc tướng quân, đối với trung cực trật tự vấn đề, hiển nhiên cũng là suy tính qua. Diệp Thần gật đầu một cái, nói cái này thẩm phán chủ, ngược lại là một cái người đặc biệt. Trương Vân Dực nghiêm nghị nói, tự nhiên, ta đối chị nàng cũng là sùng bái rất. Bất quá, nàng trong mắt chỉ có luật pháp, không có chút nào ân huệ, quá mức lãnh khốc, hoàng tổ nhất định là chẳng muốn mặt đối với nàng, dẫu sao nếu là không chú ý bị nàng thẩm xảy ra bất trắc gì, vậy thì phiền toái. Từ xưa đến nay, trừ Nguyên Thiên Đế bên ngoài, cho tới bây giờ không người nào có thể còn sống, từ nàng thẩm phán trong điện đường đi ra qua. Diệp Thần cả người dùng mình một cái, cũng là cảm nhận được liền thẩm phán đứng đầu đáng sợ, trong lòng cũng cảm kích hoang lão thay hắn ra mặt, đi gặp thẩm phán chủ. Cái này thẩm phán chủ, nhưng mà so Phật Tổ còn muốn cổ xưa nhân vật, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, nếu như tự mình đi gặp nàng mà nói, coi như vô tội, đạo tâm vậy phải chịu đựng khó có thể tưởng tượng uy áp. Mà nghe Trương Vân Dực nói như thế nhiều, Diệp Thần biết được thẩm phán đứng đầu đi qua, tự nhiên làm theo động ngày mai cơ hội, vậy cảm nhận liền nàng tên thật. Thẩm phán chủ, kỳ danh là Thiên Pháp Lộ Tháng. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Diệp Thần một mực chờ trước hoang lão trở về, nhưng hoang lão từ đầu đến cuối chưa có trở về. Hắn lại phái người đi tìm hiểu tin tức,
đáng tiếc thiên hình điện bên kia, tin tức phong tỏa, không có bất kỳ thơ hồi âm truyền tới. Diệp thần không thể làm gì khác hơn là phân phó Trương Vân Dực, nếu như có thẩm phán kết quả cùng hoang lão tin tức, nhất định phải thông báo hắn. Còn như hắn, đã không thể lại ở lại thần kiếm đế quốc, bởi vì Hàn Diễm và địch giã ước chiến, ngày hôm nay liền đến thời gian. Diệp thần cần phải đi thiên đao gia tộc một chuyến, thay thế Hàn Diễm đi gặp địch giã. Hắn tạm biệt Trương Vân Dực, ngồi Titan thần hạm, chuyến đi thiên đao gia tộc lãnh địa, thiên đao thế giới. Trong quá khứ trong 3 ngày, Diệp thần cũng có lưu ý Hàn Diễm tin tức. Đao thiên đế ở biết Hàn Diễm xảy ra chuyện sau đó, quả nhiên 10 phần chấn động, phái đại lượng cao thủ, phải đi đem Hàn Diễm giải cứu ra, cũng muốn để cho hắn khôi phục thanh tình. Nhưng, làm thiên đao gia tộc cường giả, chạy tới U thần ma quật thời điểm, bất ngờ nhưng xảy ra. Hàn Diễm không thấy. Hoặc là, chính xác mà nói, là Hàn Diễm hoàn toàn nhập ma sau đó, mình chạm phá hư không, rời đi U thần ma quật. Hoàn toàn nhập ma Hàn Diễm, đối ngoại giới mà nói, không thể nghi ngờ là một cái động trời ma đầu. Kiếp trước kiếm ma, không biết tàn sát nhiều ít sinh linh, hủy diệt nhiều ít cái thế giới thời không. Thiên đao gia tộc cường giả, dọc theo thiên cơ đầu mối, đi truy tầm Hàn Diễm, nhưng không có đuổi kịp, chỉ thấy có từng cái vũ trụ thời không, bị loạn kiếm chém chết, hàng tỷ triệu sinh linh kêu rên chết đi. Diệp thần dò sau khi nghe được tin tức, rất khiếp sợ. Hàn Diễm hoàn toàn nhập ma, đã triển khai điên cuồng giết hại. Trong quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, ít nhất có 10 mấy vũ trụ thế giới, bị Hàn Diễm tàn nhẫn chém chết. Ngân hà vỡ nát, quy luật phai mờ, nơi có sinh linh chết đi, cảnh tượng 10 phần thảm thiết. Thật may, những thứ này vũ trụ thế giới, đều là chút phổ thông thời không, bên trong không có gì đại năng cao thủ, sau lưng bảo vệ thần minh, cũng không coi là quá mạnh mẽ. Thiên đao gia tộc hao phí tài nguyên, sống lại bị Hàn Diễm giết chết sinh linh, mở lại vũ trụ, là Hàn Diễm giải quyết tốt, giải quyết nhân quả. Nhưng kéo dài như vậy nữa, Hàn Diễm giết hại tạo thành nhân quả, ắt phải không cách nào giải quyết xử lý, có thể sẽ chọc cho trên vô biên sát nghiệt lỗi, hoặc là đắc tội cao cấp cường giả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên đao gia tộc tiếp tục tăng phái người, chỉ muốn đem Hàn Diễm mang về. Nhưng, Hàn Diễm tựa hồ cảm giác được có người tìm hắn, lại tận lực núp vào, lại không gặp bóng dáng. Hôm nay cục diện, có thể nói là rơi vào bế tắc. Thiên đao gia tộc không tìm được Hàn Diễm tận lực ẩn núp. Hắn nhập ma quá sâu, nếu như lại không nghĩ biện pháp khôi phục, kiếp trước ma lệ sát khí, sẽ hoàn toàn ăn mòn hắn đạo tâm, hắn sẽ biến thành một cái hoàn toàn người điên, có thể so kiếp trước còn kinh khủng hơn. Diệp thần ở dọ thám biết đến những tin tức này sau đó, tâm tình 10 phần ngưng trọng. Lần này đi thiên đao thế giới, ta được cùng đao thiên đế trò chuyện một chút, thương lượng đối sách. Diệp thần trong lòng nghĩ như vậy, liền phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, nói rõ mình sắp viếng thăm. Titan thần hạm ở trong hư không qua lại, cực nhanh hướng thiên đao thế giới đi tới. Vù vù. Lúc này, Diệp thần nhưng cảm thấy, trong cơ thể luân hồi thiên quốc truyền tới dị động. Bùi Vũ Hàm tỉnh, ở hô to, thả ta đi ra ngoài. Diệp thần liền đem nàng thả ra. Rào. Bùi Vũ Hàm bóng người, xuất hiện ở hạm thuyền trên bong. Có nửa quỳ tư thái, từng ngụm thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, gương mặt một phiến đỏ ửng, tâm trạng tựa hồ khá là kịch liệt. Luân hồi chi chủ. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp thần, ánh mắt mang mê mang cùng vô cùng lo lắng, nói. Ta thân thế, rốt cuộc là cái gì? Ta có kiếp trước, người biết ta kiếp trước thân phận, có phải hay không? Ta rốt cuộc là ai? Diệp thần nghe nàng hỏi, trong lòng nhất thời rét một cái. Xem Bùi Vũ Hàm hình dáng, nàng kiếp trước ma nữ trí nhớ, hiển nhiên là có thức tỉnh dấu hiệu. Diệp thần bình tĩnh suy tư một hồi, liền vững chắc nói, kiếp trước không trọng yếu, trọng yếu chính là kiếp này, người sau này đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói hắn lên trước 2 bước, đem Bùi Vũ Hàm đỡ dậy. Bùi Vũ Hàm đứng lên, nhưng là một mặt thống khổ, bỏ rơi Diệp thần tay, nói. Không, ngươi trong lòng là muốn giết ta. Chỉ là cưỡng bức một ít nguyên nhân, người không có ra tay, ta có thể cảm giác được. Ta kiếp trước, nhất định là phạm vào tội gì qua, cho nên người muốn giết ta. Luân hồi chi chủ, van cầu ngươi nói cho ta rốt cuộc là ai? Chỉ cần ngươi chịu nói ra chân tướng, bỏ mặc kêu ta làm cái gì đều được.
Diệp Thần yên lặng. Bùi Vũ Hàm gặp Diệp Thần từ đầu đến cuối không chịu nói, hai tròng mắt ẩn nhiên ửng đỏ, nói thôi, ngươi không nói, vậy tự ta đi truy tầm. Vừa nói liền muốn rời đi. Diệp Thần nói, ngươi phải đi. Bùi Vũ Hàm khẽ cắn răng, nói, đúng vậy. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói Cổ Tinh Môn đang đuổi giết ngươi, ngươi không có ta che chở, chỉ có một con đường chết. Hắn luân hồi trận doanh thế lực khổng lồ, hắn lại có thiên đao thể hẹn che chở, sau lưng còn có hộ đạo giả, Cổ Tinh Môn không dám tùy tiện động hắn. Nhưng Bùi Vũ Hàm, không có gì cả. Nếu là nàng một mình rời đi, đó đúng là vô cùng nguy hiểm. Bùi Vũ Hàm nói, ta sẽ không chạy loạn, ta sẽ lần nữa tiến vào rừng rậm bóng tối, ở trong bóng tối không ngừng rèn luyện, như vậy, ta liền có cơ hội, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Chỉ cần ta che giấu ở rừng rậm bóng tối bên trong, coi như Ban Thiên Đế tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Rừng rậm bóng tối lớn vô cùng, hơn nữa sương mù nồng nặc, coi như Thiên Đế cao thủ, cũng không khả năng xóa bỏ sương mù dày đặc, cảm nhận hết thảy. Bùi Vũ Hàm bước vào rừng rậm bóng tối mà nói, đích xác có thể né tránh Cổ Tinh Môn đuổi giết. Nhưng cánh rừng kia, nhưng là vô cùng tồn tại nguy hiểm, tuyệt không phải an toàn gì chỗ ẩn thân. Diệp Thần nói, người đi rừng rậm bóng tối, vậy cũng không bằng đi Cát Thành. Cát Thành là tuyệt đối an toàn chi địa, không cần lo lắng đuổi giết. Bùi Vũ Hàm lắc lắc đầu nói, ở Cát Thành hút không thu được thiên địa linh khí, quy luật cũng là đọng lại, ta đi vào trong đó. Chỉ có thể như cái xác biết đi vậy còn sống, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chỉ có đi rừng rậm bóng tối. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu là Bùi Vũ Hàm thức tỉnh ma nữ trí nhớ và thực lực, vậy sợ rằng rất phiền toái. Bùi Vũ Hàm tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần lo âu, tay phải chỉ thiên, nói ta thề, luân hồi chi chủ. Bỏ mặc ta sau này biến thành như thế nào, coi như ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Ta cũng không cùng ngươi là địch. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng là bạn. Ừ, hoặc là nói, ở tương lai ngàn năm trong thời gian, ta đều là ngươi. Tỳ nữ. Nói xong lời cuối cùng, Bùi Vũ Hàm gò má một hồi đỏ lên, cúi đầu xuống cùng Diệp Thần câu trả lời. Diệp Thần thở dài một cái, nói, nếu như ta không để cho ngươi đi đây. Bùi Vũ Hàm bi thương nói, vậy ngươi giết ta đi, ta chẳng muốn ngu muội sống chết lặng. Diệp Thần thở dài nói, lặp lại một lần nữa ngươi lời thề. Bùi Vũ Hàm cắn răng nói, bỏ mặc sau này như thế nào, ta thề không cùng ngươi là địch, chúng ta là bạn, không. Chính xác mà nói, trong vòng ngàn năm, ngươi đều là ta chủ nhân. Diệp Thần trầm mặc xuống, trầm tư hồi lâu, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng thở dài nói, được, nhớ ngươi lời thề, ngươi có thể đi. Bùi Vũ Hàm nghe được Diệp Thần mà nói, thân thể mềm mại run lên. Nước mắt chảy xuống, quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, lại cúi đầu hôn môi một tí hắn mũi chân, ngẩng đầu lên nói, đa tạ ngươi, chủ nhân. Dứt lời, chậm rãi đứng dậy, hướng Diệp Thần cúi đầu một cái, liền xoay người rời đi, từ Titan thần hạm bay ra, bóng người rất nhanh biến mất ở bên ngoài hắc ám trong hư không. Diệp Thần sắc mặt âm tình bất định, lần này thả Bùi Vũ Hàm rời đi, tương lai họa phúc như thế nào, hắn cũng khó mà dự liệu. Nhưng nàng tâm ý đã quyết, cưỡng ép đem nàng lưu lại, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, buông tay là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Lắc đầu một cái, Diệp Thần chấn định tâm thần, thu liễm ý niệm, tiếp tục thúc giục Titan thần hạm, đi thiên đao thế giới đi. Ở mờ mịt hắc ám trong hư không, Diệp Thần rất nhanh thấy được một phiến hạo vũ trụ lớn thời không đồ cảnh, thiên thiên vạn vạn viên nhật nguyệt chiếu sáng, tinh thần vô số, vũ trụ trung ương trên ngân hà, đứng sừng sững một tòa lớn vô cùng pho tượng. Cung cấp trăm triệu triệu sinh linh màng bái. Đó là Đao Thiên Đế pho tượng. Chư thiên trời trăng sao, cùng pho tượng kia so sánh, nhỏ bé được giống như viên bi. Thiên đao thế giới đến. Diệp Thần hạm thuyền chạy đến thiên đao thế giới tinh bích hệ, nơi này có rất nhiều cường giả tuần tra. Thấy Diệp Thần trong hạ xuống, bọn họ rối rít ra nghênh tiếp, thần sắc cung kính. Gặp qua luân hồi chi chủ. Người phi kiếm truyền thư, chúng ta đã nhận được. Cung nghênh đại giá. Luân hồi chi chủ đến chơi ta thiên đao thế giới, thật là ta thiên đao thế giới vinh hạnh. Diệp Thần hướng rất nhiều cường giả ôm quyền, nói, gặp qua các vị. Một người tướng lãnh bộ dáng võ giả bước ra khỏi hàng, nói, luân hồi chi chủ, mời, ta mang ngươi đi gặp Đao Thiên Đế đại nhân. Diệp Thần nói, không cần,
ta còn có chút việc phải làm, cùng rể già chút thời điểm, ta sẽ đích thân tới cửa viếng thăm. Người kia nói, được, ta thiên đao thế giới, trừ một ít cấm địa, bất tiện mở cửa bên ngoài, cái khác tất cả địa phương, luân hồi chi chủ đều có thể tùy ý tiến vào. Diệp thần gật đầu một cái, chắp tay cảm ơn, liền thu hồi Titan thần hạm, ngự không bay vào thiên đao thế giới bên trong. Hắn cầm ra hàn diễm cho hắn chiến thư trục cuốn, phong tỏa tọa độ, lập tức phá không đi, đi thẳng tới thiên đao thế giới bắc cảnh chi địa. Nơi này 10 phần vắng lặng, rất hiếm vết người. Ở hoang vu trên vùng đất, có một tòa hoang vu ngôi miếu đổ nát. Ngôi miếu đổ nát trước, một cái quần áo giản dị, hai tay ôm đao nam tử, đang ngậm một cọng cỏ hành, tựa hồ đang chờ người nào. Ở hoang vu thiên địa nổi bật hạ, nam tử kia hơi thở, vậy lộ vẻ được 10 phần vắng lặng. Diệp thần sải bước đi qua, nam tử kia bình tĩnh gương mặt, xuất hiện một chút chập chờn, ngưng mắt nhìn Diệp thần. Là phách đao thương lôi tọa hạ cao đồ, địch giã huynh sao? Diệp thần cười hỏi. Nam tử kia gật đầu nói, ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp thần nói, là ta, xin lỗi, ta hàn đệ xảy ra chút sự việc, chắc hẳn ngươi cũng biết, hắn không thể tới đến nơi hẹn, ta tới nói với ngươi một tiếng. Địch giã nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng, nói ta còn lấy là hắn có thể đuổi được trở về. Diệp thần cười nói, lần sau đi, lần sau các ngươi có thể hẹn lại. Địch giã nói, không, hắn nói muốn ước chiến, ta đã chuẩn bị hồi lâu, xương nhận mài đao, chỉ muốn thử một lần. Ngươi thay hắn đến nơi hẹn, vậy ngươi liền để cho ta thử một chút đao đi. Dứt lời, địch giã đột nhiên rút ra đao ra khỏi vỏ. Chanh! Trường đao ra khỏi vỏ tiếng, hỗn loạn thiên địa. Lau một cái sáng bóng lượng ánh đao, cũng là phóng lên cao, sát khí xâm nghiêm. Suy rồi. Địch giã ra đao, thân đao phá giết không khí, mũi như xương, thẳng hướng Diệp thần chém tới. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới địch giã tốt như vậy đấu, không nói hai câu liền muốn động thủ. Diệp thần vậy sẽ đao, hơn nữa nắm trong tay hồn thiên đế chém hồn đao. Bất quá chém hồn đao, không thể tùy tiện vận dụng, đây chính là đại sát khí. Coi như là Diệp thần muốn vận dụng, cũng cần mở luân hồi nguyên thể, mới khá chấp trường. Vậy dưới tình huống, liền Diệp thần cũng không cầm nổi thanh đao kia. Cho nên, thấy địch giã ra đao chém tới, Diệp thần cũng không có rút ra đao mặt đối mặt, mà là trước rút người ra lui về phía sau. Không ngờ, địch giã đao pháp 10 phần mãnh liệt, đao khí bỗng nhiên bạo tăng, lấy nhanh như chớp thế, muốn xuyên qua Diệp thần ngực. Nhưng, Diệp thần phản ứng vậy là đặc biệt mau, thi triển huyết dực tròm sao bí kỹ, thân thể ở ngay tức thì hóa thành từng cái con rơi, rào rào tấn công bay đến xa xa, tránh thoát địch giã một đao, lại lần nữa hội tụ thành hình người. Chúng ta so tài tỉ võ, vẫn là đừng đùa bỡn những thứ này lòe loẹt chiêu số cho thỏa đáng. Địch giã nhướng mày một cái, hắn mong muốn, là kịch liệt tàn bạo giao phong va chạm, là muốn so với bính đao kiếm võ đạo, cũng không phải là muốn so tài thần thông. Thương lôi cổ đao, kinh thiên. Địch giã ra lại đao, sấm sét nổ tung, điện mang cuồn cuộn, trên thân đao tuôn ra trùng trùng sấm, rung động càn khôn, một đao như trời vỡ đất diệt vậy, mãnh liệt chém chết hướng Diệp thần. Diệp thần bốn phía hư không, toàn bộ bị sấm tia chớp phong tỏa, cuồng bạo đao khí bức người, không thể tránh né. Đạo tông chú binh thuật. Thấy vậy, Diệp thần vậy không nói nhảm, lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm, một kiếm chém ra. Ở đạo tông chú binh thuật ra chỉ xuống, Diệp thần luân hồi thiên kiếm, đổi được sắc bén dị thường, kiếm khí ác liệt vô cùng, suy đích một tiếng, liền phá vỡ chung quanh sấm tia chớp, kiếm phong cuối cùng tranh đích một tiếng, cùng địch giã đao đánh nhau. Đao kiếm giao kích, bung ra thanh thúy tiếng vang, đốm lửa bắn ra bốn phía. Rắc rắc, địch giã đao, bị chém ra liền một cái lỗ hổng. Diệp thần kiếm, rất sắc bén. Rất tốt, địch giã trong mắt bung ra sắc bén mũi nhọn, cũng không lo thân đao không lành lặn, đao nổ sấm, lôi cuốn kinh thiên phong điện, dễ như bỡn vậy lại chém Diệp thần. Diệp thần gặp hắn đao thế mãnh liệt như vậy, trong đầu nghĩ, không hổ là phách đao thương lôi đệ tử. Lập tức hắn ngưng thần phòng thủ, múa kiếm chu đáo, giọt nước không lọt, không hề cướp công, là muốn chờ địch giã đao thế suy kiệt sau đó, sẽ đi phản kích. Dù vậy mãnh liệt đao thế, liền như điên gió mau mưa, chung không thể kéo dài. Địch giã vung đao cuồng chém mãnh kích,
nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Diệp Thần phòng ngự. Diệp Thần tự giác tỉnh nham đồ đằng sau đó, nhất cử nhất động, đều có thể làm động tới Sơn Hà Đại Thế, cho nên phòng thủ đặc biệt vững chắc. Địch Dã chỉ cảm thấy Diệp Thần cả người, liền như mênh mông Sơn Hà mặt đất, càn khôn vô lượng, bỏ mặc hắn như thế nào mãnh kích, từ đầu đến cuối không thể thương tổn tới Diệp Thần nửa điểm. Hai người kịch liệt đánh nhau, ánh đao kiếm ảnh loạn bay, đánh được trời đất u ám, cát bay đá chạy. Diệp Thần gặp Địch Dã hơi thở dần dần suy yếu, đang định phản kích, lại nghe một hồi sơ lãng tiếng cười, từ phương xa chân trời vang lên. Luân hồi chi chủ, Địch Chất Nhi, các người muốn so tài, tại sao không đi ta Thiên Đao Thần Điện? Ở nơi này hoang mạc ngôi miếu đổ nát, không khỏi quá vắng lặng một ít. Chỉ gặp ở chân trời, xuất hiện một màn vô cùng nguy nga mênh mông cảnh tượng. Cả người hình to lớn nam tử, giữ lại râu dài, hai con ngươi như điện, người mặc màu tím kim thiên đế trường bào, ngồi ở một tấm thủy quang sáng chói lăng tiêu trên ghế, bốn phía tường vân bay vút lên, long phượng múa lên, có từng cái hai tay bên cầm chiến đao, mặc kim giáp uy vũ vệ sĩ, bảo vệ ở hắn bên người, hiện ra vô cùng tôn quý vinh dự khí độ. Chính là Đao Thiên Đế. Đao Thiên Đế ngồi ngay ngắn tường vân ngai vàng bên trên, tiếng cười từ trên trời truyền xuống, Diệp Thần và Địch Dã đều cảm thấy một hồi áp lực, đồng loạt dừng tay thôi đấu, rút người ra lui về phía sau, thu hồi binh khí, lại hướng Đao Thiên Đế khom người thi lễ. Gặp qua Đao Thiên Đế tiền bối. Đao Thiên Đế ánh mắt híp lại, hạm liền gật đầu, hướng Địch Dã nói. Sư phụ ngươi thân thể được không? Không cần kêu ta cái gì tiền bối, kêu ta một tiếng bá phụ là được. Địch Dã hoảng hốt vội nói, ừ, Hàn bá phụ, sư phụ hết thảy đều tốt. Đao Thiên Đế nói, rất tốt, à, hắn năm đó hỏi ta cầm vô tưởng một đao bí tịch, ta cho hắn, nghe nói hắn tu luyện ra bất ngờ, người bị thương nặng, sau đó tuy bị người cứu, nhưng ta chỉ sợ hắn lưu lại cái gì hậu di chứng. Năm đó phách đao thương lôi, thì vậy tu luyện qua vô tưởng một đao, nhưng không có thành công, thất bại sau gặp cắn trả, thiếu chút nữa thì toi mạng, sau đó là bị Huyền Trần Tiên Đế cứu. Diệp Thần trước kia cũng nghe Huyền Trần Tiên Đế đề cập tới chuyện này. Chính vì vậy, phách đao thương lôi thiếu Huyền Trần Thiên Đế một cái mạng, phần này to lớn nhân quả, hôm nay do Diệp Thần thừa kế, hắn có thể hướng phách đao thương lôi đòi lấy thù lao. Địch Dã nói, sư phụ xác thực để lại một ít hậu di chứng, nhưng chỉ cần không rời đi thương lôi sơn, hắn cũng sẽ không phát tác, ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Đao Thiên Đế trầm ngâm nói, vậy à, không thể rời đi thương lôi sơn, vậy cũng có chút phiền toái. Địch Dã lắc lắc đầu nói, không sao, dẫu sao sư phụ cũng là hàng năm ẩn cư, Hàn bá phụ không cần quá lo. Đao Thiên Đế nói, được rồi, ngươi lần này tới đây, là muốn cùng con trai ta đánh nhau. Địch Dã nói, ta và Hàn Diễm huynh hẹn chiến đấu, đáng tiếc hắn. Đao Thiên Đế thở dài nói, ý trời trêu người, hắn hôm nay nhập ma mất tích, ta cũng không tìm được hắn chỗ. Địch Dã im lặng, cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Đao Thiên Đế lại trầm ngâm một tí, hỏi ta nghe nói các ngươi đạo tông, đã từng có một vị rất lợi hại chiêm bạc sư, kêu Đông Phương Sóc, hắn tu vi thực lực tuy không mạnh, nhưng thuật bói toán thông thiên, có phải hay không? Địch Dã nói hắn là thẩm phán chủ thiên pháp lộ tháng, từ cửu đỉnh thương hội đào tới đây người, trước kia ở trên trời hình điện làm việc, nhưng sau đó đã chào từ giã rời đi. Đao Thiên Đế nói, ha ha, ta cũng nghe ngóng. Ở trên trời pháp lộ tháng dưới quyền làm việc, áp lực xác thực lớn liền một ít. Địch Dã cười khổ một tí, không dám trả lời, sợ đắc tội thiên pháp lộ tháng. Thiên pháp lộ tháng là thẩm phán chủ, cực kỳ nghiêm khắc, đối thủ hạ yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, Đông Phương Sóc chính là chịu đựng không nổi, mới chào từ giã rời đi. Đao Thiên Đế nói, mấy ngày nay thời gian, ta tra được Đông Phương Sóc chỗ, cũng muốn phái người đi qua mời hắn ra tay, hỗ trợ xem bói Hàn Diễm rơi xuống. Nhưng, hắn tính tình cổ quái, cầm ta Thiên Đao người gia tộc, toàn bộ đuổi ra ngoài, bỏ mặc ta như thế nào vừa đấm vừa xoa, hắn cũng không chịu ra mặt gặp nhau, lại càng không chịu thay ta xem bói. Nói xong lời cuối cùng, Đao Thiên Đế sắc mặt vậy hiện ra một ít âm trầm. Vì mời Đông Phương Sóc ra tay, hỗ trợ điều tra xem bói Hàn Diễm rơi xuống, hắn hiển nhiên là động tới một ít thủ đoạn, nhưng không có hiệu quả. Địch Chất Nhi, ngươi là đạo tông đệ tử chân truyền. Phách đao thương lôi tỏa hạ cao đồ, ta muốn để cho ngươi đi qua, mời Đông Phương Sóc ra tay, ngươi thấy thế nào?
Đao Thiên Đế ánh mắt nhìn về Địch Dã, nói. Địch Dã hoảng hốt vội nói, Hàn bá phụ, cái này không phải, Đông Phương Sóc lúc rời đạo tông thời điểm, từng nói bất kỳ đạo tông đệ tử, cũng không cho phép bước vào hắn lãnh địa, nếu không giết không tha, bởi vì hắn ở đạo tông, cũng đích xác bị rất nhiều ủy khuất. Đao Thiên Đế tựa hồ biết một ít bí mật, liền nói, là thiên pháp lộ tháng, không cho hắn sử dụng bất kỳ đặc quyền có phải hay không. Địch Dã nói, đúng vậy, Đông Phương Sóc trước kia ở Cửu Đỉnh Thương Hội thời điểm, có thể nói là kêu mưa gọi gió, chính hắn tu vi tuy không mạnh, nhưng bởi vì xem bói thuật pháp nghịch thiên, có vô số cường giả cùng hắn giao hảo, thậm chí nguyện ý hy sinh cho hắn tánh mạng. Nhưng tới đạo tông sau đó, hắn tất cả đặc quyền hưởng thụ cũng không có, thường ngày ăn ở, đều là vô cùng giản dị, trước kia ca múa tiệc rượu, người đẹp tìm vui, vậy đều bị thẩm phán chủ cấm chỉ, thiên hình điện không có cái loại này hưởng thụ, liền uống rượu cũng không cho. Hắn từng tự mình hưởng lạc, vậy gặp phải thẩm phán đứng đầu nghiêm nghị trách phạt. Thẩm phán chủ thiên pháp lộ tháng, là nổi danh nghiêm nghị, sinh hoạt hàng ngày giản dị, không có bất kỳ hưởng thụ, nàng tất cả tinh lực, cũng cầm đi xây dựng trong lòng hoàn mỹ luật pháp, muốn chế tạo một cái do luật pháp quản trị hoàn mỹ thế giới. Ở đó một hoàn mỹ thế giới chế tạo ra tới trước, nàng cự tuyệt bất kỳ hưởng thụ, vậy cự tuyệt người thủ hạ hưởng lạc, là lo lắng tiêu ma ý chí. Diệp Thần nghe được Địch Dã mà nói, cũng không khỏi có chút ngây ngẩn. Hắn biết thiên pháp lộ tháng bất cận nhân tình, nhưng không nghĩ tới nghiêm khắc đến loại này. Địch Dã cười khổ nói, Hàn bá phụ, ta là không thể đi gặp Đông Phương Sóc, đã từng có đạo tông đệ tử muốn viếng thăm hắn, đều bị hắn giết. Hắn đối đạo tông, hận ý không cản. Dừng một chút, Địch Dã hình như là sợ Đao Thiên Đế sẽ cưỡng bách hắn, liền chắp tay nói. Hàn bá phụ, ta có chuyện phải đi trước, cáo từ. Dứt lời, hắn liền lập tức xoay người rời đi. Đao Thiên Đế nhất thời cảm thấy không biết làm sao, xoay chuyển ánh mắt, nhưng nhìn về phía Diệp Thần, nói. Đúng rồi, luân hồi chi chủ, không bằng ngươi ra mặt, đi mời Đông Phương Sóc ra tay như thế nào. Ngươi là đường đường luân hồi chi chủ, chắc hẳn hắn sẽ cho ngươi mặt mũi. Diệp Thần nói, ta cũng là đạo tông đệ tử, sợ rằng. Đao Thiên Đế khoát khoát tay, nói, không sao, ngươi chỉ là tầng dưới chót đệ tử ký danh, không tính là đệ tử chính thức, ngươi đi gặp Đông Phương Sóc, cũng không coi là hư hắn quy củ. Lão già kia, hụ hụ, vậy Đông Phương Sóc nóng nảy quá mức cổ quái cô độc, ta là mời không nhúc nhích hắn, chỉ có mời ngươi ra mặt. Chỉ cần hắn chịu xem bói một quẻ, liền có thể biết hàn diễm rơi xuống. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn vậy mười phần lo lắng hàn diễm an nguy. Nếu như có thể tra rõ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Cái này Đông Phương Sóc, nóng này tuy cổ quái chút, nhưng dưới mắt, hắn là tìm hàn diễm chỗ mấu chốt. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền hướng Đao Thiên Đế nói, được, tiền bối, ta nghĩ biện pháp đi mời Đông Phương Sóc ra tay. Đao Thiên Đế đại hỉ, nói, rất tốt, Đông Phương Sóc ẩn cư ở một cái kêu là Diệu Linh Sơn địa phương, ngươi có thể được nhanh lên đi tìm hắn, ta sợ hắn không chịu nổi quấy rầy. Muốn rời đến chỗ khác đi, vậy cũng phiền toái. Vừa nói liền nói cho Diệp Thần Diệu Linh Sơn tọa độ. Diệp Thần xem Đao Thiên Đế hình dáng, cũng biết trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, Đao Thiên Đế đã quấy rầy qua Đông Phương Sóc rất nhiều lần. Đao Thiên Đế tiền bối, ta lập tức lên đường. Diệp Thần chắp tay một cái, trong lòng lại đơn giản suy tính một tí cát hung, nhưng ngạc nhiên phát hiện, ở Diệu Linh Sơn bên kia, tựa hồ có cổ tinh môn hơi thở. Cổ tinh môn người, cũng ở đây Diệu Linh Sơn sao? Diệp Thần cau mày hỏi. Đao Thiên Đế nói, Đông Phương Sóc là cao cấp xem bói đại sư, muốn viếng thăm thỉnh cầu người hắn, nhiều như cá giết qua sông, cổ tinh môn ở bên kia cũng không hiếm lạ. Nhưng Diệu Linh Sơn bên trong, cấm chỉ đấu nhau, người cũng không cần quá lo lắng, cứ việc đi qua là được. Diệp Thần nói, ừ. Trong đầu nghĩ, nếu như vậy Đông Phương Sóc, xem bói thật như vậy Linh Diệu. Ta có thể phải hỏi hỏi hắn, lần này đại lộ tranh phong, ta có thể hay không đoạt cúp. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền tạm biệt Đao Thiên Đế, ngồi Titan thần hạm, phong tỏa Diệu Linh Sơn tọa độ, phá không đi. Hư không bể tan tành, rất nhanh, Diệp Thần sẽ đến Diệu Linh Sơn vùng lân cận. Diệu Linh Sơn tọa lạc tại một phiến trên biển, vậy phiến biển khơi, có từng hạt tròn điểm sáng nhỏ vụn tạo thành, những điểm sáng kia, gọi là chấm nhỏ. Ở vô vô thời y không bên trong, cái loại này chấm nhỏ biển, số lượng không hề thiếu.
Truyền thuyết, chấm nhỏ biển khơi chấm nhỏ, ở thiên địa linh khí thai nghén hạ, có thể diễn hóa thành tinh thần, từ trong đại dương dâng lên. Do chấm nhỏ diễn hóa thành tinh thần, kêu thiên tử tinh, có thể sản sinh ra đủ loại đặc thù quáng vật, dược liệu, hoặc là thai nghén một ít đặc thù linh thú. Thiên tử tinh là một loại trọng yếu tài nguyên, có to lớn giá trị chiến lược, tất cả đại tông môn thế lực đều ở đây tranh đoạt. Mà chấm nhỏ biển, là thai nghén thiên tử tinh đại dương, tự nhiên vậy gặp phải các phe thế lực tranh đoạt. Diệu Linh Sơn tọa lạc tại chấm nhỏ trên biển, Đông Phương Sóc một thân một mình, liền chiếm cứ nguyên phiến tinh hải, có thể gặp hắn thế lực nội tình hùng hãn. Diệp Thần đi tới chấm nhỏ hải ngoại vây, xa xa thấy được Diệu Linh Sơn to lớn đường danh, mới vừa thu hồi Titan thần hạm, đáp xuống, liền gặp phải mười mấy tuần biển vệ binh tra hỏi. Đứng lại, người nào? Hạ xuống ta Diệu Linh Sơn, vì chuyện gì? Một đám tuần biển vệ binh, đem Diệp Thần vây lại, có người hỏi. Diệp Thần chắp tay, đáp luân hồi người thừa kế, Diệp Thần, cầu gặp Đông Phương Sóc Đại Sư, xin các vị hỗ trợ truyền đạt một tiếng. Đám người vệ binh kinh hãi, cảm thấy kính nể, rối rít khom người đáp lễ. Nguyên lai là luân hồi chi chủ, Diệp Đại Nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Thần gật đầu nói, ta muốn gặp Đông Phương Sóc Đại Sư, các vị hành cái thuận lợi. Đám người vệ binh chố mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Một người suy tính chốc lát, mới lên tiếng nói, Diệp Đại Nhân, trên mình ngươi có đạo tông nhân quả, chắc hẳn ngươi đã gia nhập đạo tông. Đông Phương Đại Sư quyết định quy củ, đạo tông người, không cho phép bước vào Diệu Linh Sơn nửa bước, nếu không giết không tha, người hay là mời hồi đi. Diệp Thần con người đông lại một cái, nói, không sao, ta chỉ là một đệ tử ký danh, không tính là đạo tông bên trong người, ta chỉ muốn gặp Đông Phương Đại Sư một mặt. Đám người vệ binh nhìn nhau một mắt, vậy người thần sắc vẫn là mang làm khó, nói. Dù vậy, người ngày hôm nay cũng tới được không phải lúc. Diệp Thần nói, là bởi vì là cổ tinh môn sao? Hắn ánh mắt nhìn về Diệu Linh Sơn, có thể mơ hồ bắt được, cổ tinh môn hơi thở. Hiển nhiên, ở ngày hôm nay, cổ tinh môn cũng có người viếng thăm Đông Phương Sóc, hơn nữa trước Diệp Thần một bước. Vệ binh kia nói, đúng vậy, cổ tinh môn cốt thiên đế học trò, lễ xích sư, ngày hôm nay mang theo rất nhiều lễ vật tới đây. Diệp Đại Nhân, người cùng cổ tinh môn, ân oán không cạn. Nếu là ngươi bây giờ đi qua, rất có thể gặp phải vậy lệ xích sư gây khó khăn, hắn bên người không hề thiếu cường giả. Diệp Thần nói, lệ xích sư, danh tự này ngược lại là có chút quen tai. Hắn mơ hồ nhớ, cái này lệ xích sư tên chữ, tựa hồ ở thần mộ bảng trên thấy qua. Vệ binh kia nói, đúng vậy, vậy lệ xích sư là thần mộ bảng hạng thứ 5 nhân vật, chính là cuồng tinh chuyển thế, uy mãnh bá đạo rất, tuyệt không thể khinh thường. Diệp Thần nói, cuồng tinh chuyển thế. Vệ binh kia nói, Diệp Đại Nhân phi thăng vô vô thời y không còn không bao lâu, có thể còn chưa từng nghe qua cửu thiên thập địa truyền thuyết. Đã từng là vô vô thời y không, có 9 viên thiên cương tinh, 10 viên địa sát tinh, được gọi là cửu thiên thập địa tinh thần. Cái này cửu thiên thập địa tinh thần, mỗi một viên đều là từ chấm nhỏ hải lý sinh ra, có đủ loại thần bí biến hóa. Ở cực kỳ lâu trước kia, cái này cửu thiên thập địa tinh thần. Bởi vì nguyên nhân không biết, bỗng nhiên toàn bộ chết, sau đó mỗi một ngôi sao, cũng chuyển thế người lớn. Trong này, nổi tiếng nhất, đương kim tử thần giáo đoàn Thiên Khải Chí Tôn, hắn là Thiên Khải Tinh chuyển thế, chính là trời Khải Tinh hóa thân. Ngày trước Khải Tinh, chính là 9 viên thiên cương tinh một trong. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, thì ra là như vậy.